có thể làm thư ký cho Lý Viễn Hồ thì không thể là hạng ngu như heo được, chẳng qua không thoát nổi cạm bẫy của tiền bạc, quyền lực mà thôi. Phong quang của Cẩm Hồ chẳng làm hắn có chút lợi lộc nào, nên mới thân cận với Tạ gia, Lâm Tuyết. Trương Khắc báo cáo tình hình cụ thể xong, lại thảo luận một số đề tài làm sao thúc đẩy phản triển chiến lược mới của tỉnh, rồi đến chuyện kiến nghiệp và tỉnh phái đại biểu tham gia ủy ban thẩm tra, tất nhiên còn có đại biểu của Hải Châu. Nói tới đây Cao Chân vờ vô ý ghé người tới, tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để người khác chú ý, Trương Khắc cau mày lại. Kiến nghiệp thì dễ rồi, Diêu Văn Thịnh trước kia làm việc ở bộ bưu điện, đúng là không còn nhân tuyển nào thích hợp hơn. Lý Viễn Hồ liếc nhìn Cao Chân, nếu cố nhét hắn vào ủy ban thẩm tra thì cần hắn làm gì đó, chứ không thể đeo danh nghĩa xuông được, nghĩ một lúc rồi bảo Lục Văn Phu. Anh ghi lại đi, chuyện này xem Phó Tỉnh trưởng Hồ có thể tiến cử nhân tuyển thích hợp không. Cuộc gặp mặt này có thể nói là hai bên cùng vui, còn ở lại ăn cơm ở nhà ăn chính phủ rồi mới đi. Trương Khắc chẳng có thời gian ghé qua trường, buổi chiều về thẳng Hải Châu luôn. Trước đó mọi người dự đoán năm nay mức độ náo nhiệt của đại hội nhà phân phối ở Hải Châu sẽ không thể so với mọi năm được, ai ngờ Cẩm Hồ tung ra quyết định kinh người kia, từ ngày 13, các nhà doanh nghiệp điện tử đã tới Hải Châu rồi, xem tình hình quy mô không thể kém năm ngoái. Với Cẩm Hồ mà nói, bắt đầu từ năm ngoái, đại hội nhà phân phối phần nhiều là để trình diễn sản phẩm mới nhất của Cẩm Hồ, Trương Khắc sai Dương Vân kéo cả Tân Nguyên vào cùng làm một triển lãm sản phẩm, hy vọng có thể tiếp tục duy trì đồng thời dần mở rộng quy mô ảnh hưởng thành hội triển lãm có sức ảnh hưởng. Hiện nhiệm vụ chủ yếu nhất của Khoa Vương là duy trì được nhà phân phối, một khi kênh tiêu thụ bị thu hẹp, số tiền đảm bảo cũng sẽ teo lại theo, không có nguồn tài chính khác chống đỡ, nói không chừng chuỗi tài chính này đứt đoạn cũng chưa biết chừng. Mang tâm tự nặng nề như thế, Tạ Kiếm Nam ăn qua loa bữa cơm ở Huệ Sơn rồi về Hải Châu, còn bước trước bước sau cùng Trương Khắc tới khu công nghiệp điện tử, rồi không ngờ vừa tới nơi thì Trần Tĩnh nói với hắn muốn bỏ mọi chức vụ của cô ở Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam biết Trần Tĩnh rời Khoa Vương sẽ chỉ là chuyện sớm muộn, song không ngờ cô vừa từ Bắc Kinh về đã vội vàng muốn đi, nhớ lại chuyện Tạ Hán Tĩnh nói buổi trưa, mặt Tạ Tử Gia phủ một lớp sương lạnh, hắn đoán ra Trần Tĩnh nhất định có được thu hoạch lớn ở Bắc Kinh rồi. Tạ Ý nói, Tử Gia lấy tiền ra tiêu trước rồi, chỉ e là bịa ra để bịt miệng bọn họ thôi. Chuyện hai bên em sẽ tạm kiêm nhiệm trước, đợi bên đó tìm được nhân tuyển thích hợp em mới đi. Trần Tĩnh bình tĩnh nói, cô đứng dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, đôi mắt trong veo quyến rũ. Đại hội nhà phân phối của Ái Đạt tổ chức vào ngày 25, phương án công khai kỹ thuật cụ thể sẽ công bố trước đó, vậy là còn lại chừng 10 ngày, có rất nhiều chuyện vụn vặn phải làm, Tạ Tử Gia không hy vọng gì rồi, nhưng cũng không thể chất đống mọi việc lên đầu Úc Bình. Trước đó Trần Tĩnh đã tìm Lưu Minh Huy, mời hắn ở lại phụ trách phòng thị trường. Tạ Kiếm Nam còn chưa biết chuyện Lưu Minh Huy, có điều trước đó Úc Bình kéo đám Vương Triệu Quân đi làm trong lòng hắn khó chịu, chẳng qua hắn không nói ra, dù sao Vương Triệu Quân có quan hệ thân thiết với Triệu Cẩm Vinh, để lại có thể là quả bom nổ chậm. Trần Tĩnh lần này đi, có lẽ sau này hoàn toàn đường ai nấy đi rồi, Tạ Kiếm Nam lòng buồn bã. Nhưng hắn không muốn hạ mình níu kéo, không nói gì đi tới cửa sổ nhìn ánh tà dương, một lúc sau mới quay đầu lại cười. Anh đã từng nghĩ nếu chúng ta chung sống với nhau, có lẽ sẽ là một cặp vợ chồng điển hình cũng chưa biết chừng, bỏ qua những chuyện lộn xộn vừa rồi, anh muốn biết liệu đây có phải là ý muốn một phía của anh không? Trần Tĩnh không biết trả lời ra sao, từ sau khi cô biết mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ cô đã không còn cái suy nghĩ ngây thơ ấy nữa rồi. Lúc đó cô còn ở châu Âu. Cách rất xa Tạ Kiếm Nam, về sau mới biết khi học đại học Tạ Kiếm Nam có người yêu trong trường, cô cũng chỉ im lặng tha thứ, nếu không có vết nứt giữa Đại Nhã và Chính Thái, có lẽ bọn họ có thể trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu, bề ngoài, chưa biết chừng. Trần Tĩnh đi mà không trả lời hắn, nhưng Tạ Kiếm Nam cũng biết câu trả lời là gì rồi, ôm đầu dựa vào ghế ra một hồi lâu, lòng đầy tiếc nuối, đặc biệt là tiếc chưa ngắt đóa hoa nở rộ ấy, nếu gạo đã thành cơm rồi, có lẽ chuyện đã khác. Có điều hiện có quá nhiều vấn đề khó nhằn cần giải quyết gấp, ép cho hắn thở không ra hơi, chẳng có thời gian suy nghĩ tới chuyện tình cảm nữa. Hắn nhíu mày chốc lát, cầm điện thoại trên bàn lên. Alo, tôi là Tạ Kiếm Nam của Điện Khí Khoa Vương, không biết lúc này chuyên vụ Lý có tiện nhận điện thoại không? Điện thoại mau chóng được thư ký chuyển tới tay Lý Tại Thù. Sao rồi, các anh đã suy nghĩ tới kiến nghị của tôi chưa? Không phải tôi suy nghĩ là được. Còn cần trao đổi với các cổ đông khác, tôi nghĩ Gia Tín sẽ không từ chối hợp tác với Samsung đâu. À đương nhiên, trước khi lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn,
tôi có kiến nghị này muốn thảo luận với anh. Kiến nghị gì? Năng lực chế tạo đầu đĩa của Khoa Vương trong một năm qua có bước tiến dài, năng lực cung cấp linh phụ kiện của Hải Châu cũng mạnh hơn nơi khác. Lần trước nói chuyện, có nghe anh Kim nói, nhà máy điện tử của Samsung ở Hải Châu muốn điều chỉnh, muốn chuyển sang sản xuất sản phẩm điện tử khác của Samsung, tôi khi Khoa Vương liệu có thể chia sẽ giúp Samsung một phần không? Tôi sẽ cân nhắc. Lý Tại Thù trầm ngâm một chút rồi nói thêm. Tôi sẽ tới Hải Châu một chuyến trong thời gian gần, mong được nhiệt tình chiêu đãi. Tất nhiên rồi. Tạ Kiếm Nam cười sảng khoái. Hợp tác với Samsung lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn không giải được cơn khát trước mắt của Samsung, nhưng nếu có thể có hợp đồng sản xuất đầu đĩa thay cho Samsung sẽ giúp đỡ lớn trong việc duy trì lòng tin của nhà đầu tư vào Khoa Vương. Tất nhiên tầm nhìn của Tạ Kiếm Nam không chỉ đặt ở đầu đĩa VCD của Samsung, hắn ý thức được lợi nhuận của đầu đĩa VCD không còn khôi phục lại như trước nữa, hắn đang suy tính đưa đầu đĩa DVD vào trong nước. Chương 690, chuyện xấu trong nhà. Trương Khác về tới Hải Châu lúc trời sầm tối, liên hệ với Hứa Thụy Bình, nói buổi tối sẽ tới nhà Đường Thanh ăn trực, rồi liên hệ với Thái Phi Quyên, Đinh Hòe cũng tới nhà Đường Học Khiêm ăn cơm, đi ăn trực còn dám thay bí thư thành ủy mời khách, chỉ duy nhất Trương Khác có tư cách này. Hơn một tháng rồi chưa gặp Đường Thanh, Trương Khác rất nhớ, tiếc là Đường Thanh vẫn ở Hong Kong không có ở nhà, gập ngón tay tính, phải đợi tới kỳ nghỉ Noel mới được gặp nhau. Tới khu biệt thự thành ủy, xe của Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh nối nhau tới nơi. Ha ha, Cẩm Hồ nếu không làm người ta kinh ngạc thì không chịu yên. Tống Bồi Minh rảo bước đi tới ôm lấy vai Trương Khác. Sao trước đó không lộ chút nào cho chúng tôi, chẳng lẽ sợ chúng tôi hại cậu hay sao? Thông báo trước thì còn có kiến nghiệp, có tỉnh, mọi người lại ghen tị trước sau, lại sợ Lý Viễn Hổ yêu sách với Cẩm Hồ, nên cháu quyết định cho mọi người niềm vui bất ngờ. Trương Khác cười hì hì nói. Quá bất ngờ ấy chứ. Đường Học Khiêm xoa đầu Trương Khác, kéo y vào biệt thự, bất kể Trương Khác có địa vị ra sao, ông đều có tư cách lên mặt trưởng bối với y, vì ông có một cô công chúa xinh đẹp hơn người. Thằng nhóc cháu luôn thế, may mà mọi người cũng quen rồi. Làm sao mới đảm bảo được lợi ích của Cẩm Hồ đây? Vì trong nước không có cơ sở tốt ở phương diện này, Cẩm Hồ đành tự xây bậc kim tự tháp đưa mình lên đỉnh thôi. Trương Khác giải thích. Hứa Thụy Bình hứng thú hỏi. Vậy có hẳn một kế hoạch kim tự tháp à? Tôi thấy nên gọi là chiến lược nuôi chó cắn thỏ thì thích hợp hơn. Mọi người cùng cười phá lên. Một khi Cẩm Hồ công khai kỹ thuật, mấy xí nghiệp liên hiệp lại với nhau cùng tiến về một phương hướng, kỹ thuật sẽ tiến bộ rất nhanh, Cẩm Hồ muốn giữ ưu thế kỹ thuật toàn diện là rất khó, nên nói nuôi chó cắn thỏ là rất hình tượng. Khi một xí nghiệp có 400-500 nhân viên là khá đắc ý thì Cẩm Hồ ở Hải Châu đã có quy mô nhân viên nghiên cứu chừng đó rồi. Có điều Trương Khác chẳng hề đắc ý, so với cơ cấu nghiên cứu của Samsung, lúc này nỗ lực nghiên cứu của Cẩm Hồ chẳng đáng nhắc tới. Đường Học Khiêm không hỏi kỹ hơn về kế hoạch của Cẩm Hồ, ông quan tâm quyết định của Cẩm Hồ làm sao có được tác dụng xúc tiến lớn nhất với sản nghiệp điện tử ở Hải Châu. Hai năm qua Ái Đạt quật khởi, Trần Ích Long bồi dưỡng được một nhóm xí nghiệp điện tử, Trương Khác sẽ tiếp tục trọng điểm nâng đỡ các xí nghiệp này ở lĩnh vực liên quan để tiếp tục lớn mạnh. Đương nhiên cũng hy vọng đưa vào Hải Châu một nhóm xí nghiệp điện tử có sức cạnh tranh. Lúc này Hải Châu chỉ thích hợp trở thành cơ sở chế tạo điện tử, còn về nghiên cứu và thiết kế không có ưu thế tài nguyên nhân lực và kỹ thuật. Còn một chuyện nữa cần thương lượng với Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh là thành lập trường học bồi dưỡng kỹ thuật. Cùng với thời gian qua đi, quy mô của Cẩm Hồ sẽ mỗi ngày một lớn, công nhân lành nghề sẽ là nguồn tài nguyên không thể thiếu, tương lai không xa. Điều này sẽ là chướng ngại cho sự phát triển của Cẩm Hồ và Hải Châu. Căn cứ vào kế hoạch Thái Phi Quyên định ra, Cẩm Hồ sẽ xây dựng một trường nội bộ tăng cường hệ thống bồi dưỡng nhân viên, nhưng cũng cần phía Hải Châu có thể phát triển theo kịp bước tiến, đây đã là một trong số công tác bức thiết được đưa vào lịch trình. Sau khi tới nhà Đường Học Khiêm, Trương Khác thả cho Phó Tuấn về nhà đoàn tụ với gia đình, để Mã Hải Long thay thế, ăn cơm xong y về Tân Cẩm Viên, dặn Mã Hải Long sáng mai y không định đi đâu. Nếu không nhận được thông báo thì không cần tới. Sau khi đi qua cổng thứ hai, chiếc xe bên cạnh phòng bảo vệ có ba người đi xuống gọi Trương Khác. Khác thiếu gia. Trương Khác nhận ra Đinh Văn Tường, đôi nam nữ đằng sau ông ta là cô cháu gái Đinh Lị Hoa và bạn trai, không biết sao bọn họ biết mà chặn mình ở đây, cười nói. Giám đốc Đinh sao lại có hứng thú đi gác cổng thay người ta vậy? Làm Khác thiếu gia cười rồi, nếu không như thế làm sao có thể gặp được Khác thiếu gia? Tôi có gì để mà gặp?
Trương Khác giang tay ra, đứng đó nói chuyện, chẳng mời họ vào nhà uống trà, sợ Tiểu Tình Tình đã tắm rửa trắng trẻo đang nằm trên ghế sofa đợi mình. Ninh Văn Tường không để ý, cảm thấy đứng ở đây nói chuyện với y cũng là vinh hạnh rồi. Nghe bên trong tiểu khu loáng thoáng truyền ra tiếng cãi vã, Trương Khác lấy làm lạ, trong đó chỉ có vài hộ, ngoài nhà y, chú y, Tạ Vãn Tình thì chỉ có lãnh đạo cục bưu điện, toàn người có thân phận cả, nhà ai cãi nhau ầm ĩ như thế. Trương Khác nhìn về phía bảo vệ, bên đó ầm ĩ như thế, sao bảo vệ đứng đây như không có chuyện gì. Bảo vệ đi tới nói nhỏ. Phu nhân giám đốc Trương buổi tối dẫn người tới. Thím tôi à? Trương Khác ngạc nhiên, nghe thấy cả tiếng đạp chén bán, chuyện gì thế không biết. Nói với Đinh Văn Tường. Không biết có chuyện gì, tôi phải vào xem sao. Vậy chúng tôi ở đây đợi Khác thiếu gia. Đinh Văn Tường không biết có lần sau gặp được Trương Khác nữa không, không muốn bỏ qua cơ hội này. Ầm ĩ như thế này, không có chuyện gì cũng thành có rồi, mời mọi người vào uống chén nước. Trương Khác đi vào trong tiểu khu, thấy nhà chú và Tạ Vãn Tình đều sáng đèn, cửa nhà chú mở, đi vào thấy trong phòng khách người đứng người ngồi, chư thím và Tạ Vãn Tình còn có vợ chồng Trương Chi Vi, thím cả đang ngồi trên mặt đất gào khóc, còn có cô gái nữa tóc tai bù xù, đang khóc nức nở, là Lưu Đình bạn gái Trương Dịch. Trương Dịch chắn giữa mẹ hắn và Lưu Đình, mặt chẳng biết bị ai cào cho mấy vết máu. Giúp việc và lái xe đều đứng ở trong sân, có cả Trương Đình, thấy Trương Khác đi vào. Hoảng loạn không biết giải thích ra sao. Xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy hàng xóm xung quanh không đổ ra xem, đại khái sớm biết đây là chuyện nhà rồi. Nếu mày không từ hôn con điếm này, hôm nay tao và mẹ mày sẽ chết ngay trước mặt mày, mày sẽ được thấy vì con điếm này mà mày bức tử cha mẹ mày. Trương Khác vừa đi vào thì nghe thấy Trương Chi Vi hùng hổ nói câu đó. Lúc này mọi người đều nhìn thấy Trương Khác đi vào, mặt Trương Chi Vi cứng đờ lại, thím cả đang chu réo trên mặt đất cũng im bặt. Không khí tức thì như đóng băng, Tạ Vãn Tình thở phào. Trương Khác mặt âm trầm chỉ vào cửa sau nói. Mở cửa ra, nhảy xuống hồ chết hết đi cho tôi. Trương Chi Vi còn vốn định tươi cười chào đón, nghe thấy y nói vậy, nụ cười trở thành khó coi hơn cả khóc. Trương Khác nhìn thấy món đồ gốm sứ bị đập nát trên mặt đất, mấy chiếc gối lót ghét sofa bị ném vào góc, cái thị bị xé tung ra, lông bên trong bay khắp phòng. Y phục trên người Lưu Đình bị nước làm ướt hết. Mặt Trương Dịch bê bết máu, chẳng biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Trương Khác thấy thím cả mình lại bắt đầu thút thít, định gào rú lên, tức tối quát. Còn muốn ầm ĩ nữa à, thế thì phá luôn nhà đi cũng được, sợ chưa đủ để xung quanh biết hay sao. Nhìn Trương Dịch, tôi hỏi anh có chút việc đây. Nói tới đó đi ra ngoài không thèm giải thích gì thêm. Trương Dịch lúng túng, không biết Trương Khác có ý gì, Tạ Vãn Tình giật tay áo hắn, đánh mắt về phía Lưu Đình. Cô theo Trương Khác ra ngoài trước. Thím đỡ Lưu Đình dậy, đi ra ngoài, cả phòng đi hết, chỉ còn lại vợ chồng Trương Chi Vi. Chỉ còn thiếu mỗi nước bị Trương Khác chỉ thẳng mặt mà chửi thôi, Trương Chi Vi đâu ngờ thằng cháu ma đầu lại về đúng lúc này, trong lòng sợ hãi, thấy mọi người đi cả, nghĩ chuyện mà kết thúc như thế thì không cam tâm. Trương Khác ra ngoài xin lỗi Đinh Văn Tường. Thế này vậy giám đốc Đinh, để ngày mai tôi mời ông uống trà. Bên này có người muốn tìm cái chết. Y còn tâm trạng nào giữ người ta ở lại uống trà. Ninh Văn Tường chỉ cần có cơ hội nói chuyện với Trương Khác là được, không nhất định vào hôm nay, hẳn Trương Khác không muốn chuyện xấu trong nhà lọt vào mắt người ngoài, cáo từ rời đi. Chương 691, Trương Khác nổi giận. Trở về nhà của mình, mặc dù thời gian dài không có người ở, nhưng Tạ Vãn Tình cho người quét dọn định kỳ, nên sạch sẽ gọn gàng, Trương Khác bật đèn lên, bỏ những người khác ở phòng khách, y bật bếp đun nước. Đợi nước sôi pha ba cốc cà phê, cho Tạ Vãn Tình, thím và y, những người khác không có phần. Lúc này mới cầm cốc cà phê quan sát Trương Dịch cúi gằm mặt, Lưu Đình thì hết sức đau thương. Nói đi, xảy ra chuyện gì mà đòi sống đòi chết? Thím y ở bên cạnh giải thích. Trương Dịch và Lưu Đình một tháng trước lấy giấy chứng nhận kết hôn, không nói cho ai biết, chẳng hiểu sao ba nó biết được, chạy tới nhà cha mẹ Lưu Đình quấy phá mấy lần, làm nhà người ta sống không yên. Bọn họ nghe ngóng mọi cách tìm ra được chỗ ở hai đứa nó, chạy tới đập phá hết đồ đạc, lúc đó Trương Dịch không ở nhà, may nhờ hàng xóm báo cảnh sát. Chú cháu nói căn nhà này để không cũng phí, bảo chúng nó tới ở, coi như trông nhà thay cho chú thím, ai ngờ ba nó lại biết. Trương Khác khoanh tay trước ngực, y biết không ai dám lấy chuyện này ra làm phiền mình, nên y căn bản không hề biết. Liếc nhìn cổ tay Lưu Đình có vẻ thương, chỉ e thím cũng chỉ nó qua loa thôi, chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều.
y cau mày lại, nhìn ra cửa thấy Trương Chi Vi và thím cả đang rụt rè ngó đầu vào nhìn. Còn muốn gì nữa, định đập cả nhà tôi à? Thù mới hận cũ trào lên, nhìn thấy cái mặt Trương Chi Vi là Trương Khác lại sôi máu, đương nhiên không nể nang gì, nếu chẳng vì thân phận vãn bối, y đã đấm thẳng tay rồi. Các người cứ vào mà đập đi, tôi không ngăn đâu, cứ vào đây bức tử hắn cũng được. Rồi ném thẳng cốc cà phê ra cửa, chèng một tiếng lớn, cốc cà phê và cửa kính rất chắc không vỡ, chỉ có cà phê nóng bắt tung tóe. Chẳng ai ngờ Trương Khác nổi giận đến vậy, giật bắn cả mình, không ai dám thở mạnh lấy một cái. Nghĩ cũng phải vợ chồng Trương Chi Vi làm thế chẳng phải là muốn đẩy người ta vào chỗ chết mới cam tâm. Tuy cách một lớp cửa kính, nhưng Trương Chi Vi thấy cái cốc ném tới vẫn hoảng hốt lùi lại, trượt chân ngã xuống bồn hoa, sợ không dám kêu tiếng nào. So với 3 năm trước Trương Khác nổi giận lật bàn còn cảm thấy y trẻ con làm càn, lúc này uy thế của y áp cho người xung quanh ngạt thở. Thím vội vàng ra hiệu, bảo vợ chồng Trương Chi Vi mau rời đi. Trương Chi Vi sợ thật rồi, thằng nhóc này trước giờ không vừa mắt với ông ta, sợ nó điên tiết lên bất chấp tình thân làm chuyện điên rồ gì đó, run lẩy bẩy kéo vợ chạy khỏi sân. Mọi người không biết vỗ về Trương Khác ra sao, y nhếch mép nhìn vợ chồng Trương Chi Vi, đi nhặt cốc cà phê lên. Lại đi vào nhà vệ sinh lấy chổi lau nhà ra, giúp việc vội chạy tới nhận lấy chổi lau vết cà phê. Trương Khác đổ một nửa cà phê trong cốc Tạ Vãn Tình vào cốc mình, ngồi xuống ghế sofa, nói với Trương Dịch cứ như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì. Kế hoạch thư chồng rừng phía Giang Nam Mai anh đưa rồi một bản, mấy ngày tới tôi rảnh sẽ đọc. Chuyện anh chị kết hôn, nếu ba mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ tặng anh chị một món quà, vậy tôi thay mặt ba mẹ tôi tặng anh chị. Cởi chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên tay xuống, không đưa Trương Dịch mà nhét vào tay Lưu Đình, rồi nói với thím. Thím đi nói với bọn họ, ở Hải Châu không có chỗ cho bọn họ la lối đập phá, thích cắt đứt quan hệ thì cứ cắt đứt. Còn về Trương Dịch sau này và Lưu Đình chia tay hay ở bên nhau, tốt hay xấu không cũng không có lý nào ép người ta vào đường chết. Trương Khác mặc kệ cái chuyện này, đi thẳng lên lầu, thím chạy ra ngoài đem ý tứ của y chuyển cho vợ chồng Trương Chi Vi, Tạ Vãn Tình đi lên lầu. Không còn ai nữa ôm lấy cánh tay y, nói. Em cần gì phải giận như thế, cùng lắm thì để hai đứa nó rời khỏi Hải Châu là được. Trương Khác thu cơn giận lại, khẽ ôm Tạ Vãn Tình vào lòng, cười khổ nói. Em mong đợi đêm nay như thế, bị bọn họ phá hoại, không giận mà được sao? Tạ Vãn Tình nhéo y một cái đẩy ra, Trương Khác nhe răng cười lấy di động ra, hôm nay bận rộn còn chưa kịp gọi điện cho chú. Chú! Đúng lúc cháu về Hải Châu thì bác cả tới gây chuyện này có vấn đề. Tạ Vãn Tình ngạc nhiên nhìn Trương Khác, cô không tin chuyện này được an bài trước, nghe thấy Trương Chi Vi bên kia nói. Chú khuyên bác cả cháu rồi, cháu không thấy cái dáng vẻ trở mặt không nhận thân của bác cháu à? Chú bị chửi thối mặt ra đây, người không ra người, ma không ra ma, chú chán lắm rồi. Làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta đi chửi nhau với bác cả à, chú bảo Trương Dịch dẫn Lưu Đình rời Hải Châu vậy. Tạ Vãn Tình đứng sát người Trương Khác, nghe rõ tiếng phía bên kia, té ra đúng là Trương Chi Phi thừa lúc Trương Khác về Hải Châu nên lộ tin Trương Dịch ở bên này ra, ông chú mưu mô, ông cháu cũng chẳng vừa, đã nhìn ra còn nửa thật nửa giả nổi trận lôi đình một hồi. Trương Khác thở dài. Cháu tỏ thái độ rồi, nổi giận rồi, chuyện này nếu vẫn không giải quyết được đúng là chỉ có cách như vậy. Nhớ lại cái bản mặt của Trương Chi Phi là y lại chán nản. Thầy hứa nói bác cả cháu không ngoan cố tới mức đó đâu. Trương Chi Phi còn lôi cả Hứa Hồng Bá vào. Ai, cháu biết ngay chú lợi dụng cháu mà, thôi, mong chuyện có thể giải quyết được không xảy ra chuyện gì lớn là tốt rồi. Cúp điện thoại, Trương Khác ngồi phịch xuống ghế, Tạ Vãn Tình không biết đầu đuôi sự việc, nhưng vết thương trên cổ tay Lưu Đình rất rõ, chuyện này cứ dung túng nó tiếp diễn, e Lưu Đình chỉ còn con đường chết. Nghe thấy phía dưới tầng có động tĩnh, Trương Khác liền đi xuống. Cha mẹ Trương Dịch về rồi, trước khi đi còn dọn dẹp nhà bên kia. Vâng. Nghe thím nói thế Trương Khác chỉ đám một tiếng, chuyện này chẳng biết đã xong chưa, nhớ ra hỏi chuyện công việc của Lưu Đình. Nó còn tâm tư nào làm việc, sợ bị cha mẹ Trương Dịch tới đơn vị kiếm chuyện. Thím giải thích thay. Vậy tới Cẩm Hồ đi. Trương Khác hỏi Trương Dịch. Anh biết điện thoại của chị Thái không? Chuyện công việc tìm chị Thái, chị ấy sẽ an bài cho. Đây mới là lần đầu tiên Trương Khác nhét người vào Cẩm Hồ, trông có vẻ như đã phá hỏng nguyên tắc trước đó, ngay cả như Lương Quân trước kia cũng chỉ vào thế kỷ Cẩm Hồ, Trương Dịch làm trợ thủ cho Hứa Hồng Bá không có chức danh chính thức, tiền sinh hoạt do Trương Chi Phi móc túi ra trả.
Tạ Vãn Tình nghĩ Trương Khác làm như thế là lo những việc quá khứ làm tâm lý của Lưu Đình yếu đuổi không chịu nổi đả kích, cốc cà phê hôm nay ném đi, cho dù bác y có không cam tâm cũng không dám tới Cẩm Hồ làm càn. Trương Khác đau đầu vì chuyện nhà, thấy chuyện giải quyết xong, tiễn đám Trương Dịch ra cửa. Cứ như thế đi, cũng chẳng có gì to tát đừng để trong lòng, có chuyện gì mai hãng nói. Thím xem đồng hồ, bên kia ầm ĩ một hồi, Trương Khác về còn chưa nghỉ ngơi, giờ đã sắp 11 giờ. Thím liền còn Trương Dịch, Lưu Đình qua nhà khuyên bảo, tránh bọn họ còn trẻ, nghĩ không thông làm chuyện dại dột. Cuộc hôn nhân này được Trương Khác nhận rồi, đó là chuyện tốt hơn tất cả, loại chuyện đó cô gái nào gặp phải cũng rất đau đớn, Trương Khác nổi khùng một trận, cũng là để giúp Lưu Đình phát tiết u uất trong lòng, nếu không khó mà sống thoải mái được. Chuyện vào Cẩm Hồ làm việc càng tốt, bác cả y tối mắt vì lợi chứ gì, vậy nhìn xem thân thích bên này đã có ai có tư cách vào Cẩm Hồ chưa? Bà chỉ lấy làm lạ, tại sao Trương Khác lại chống lưng cho Trương Dịch, Lưu Đình. Tạ Vãn Tình cũng đi theo giảng giải cho Lưu Đình, chuyện đã qua lâu như thế, lại vô tình xé vết thương ra, nữ nhân đều rất mềm yếu, nhưng áp lực cái cuộc đời này cứ đổ lên đầu nữ nhân, còn may tên tiểu tử Trương Dịch có chút cốt khí. Chương 692, đạo đức giết người. Mọi người đi cả, phòng trở nên trống trải, Trương Khác vào thư phòng mở máy tính xem tài liệu, nửa tiếng sau Tạ Vãn Tình quay về. Thím em đón hai đứa nó tới nhà rồi, chị giúp em pha cà phê nhé. Nhà chú tan hoang bừa bãi, không biết bọn họ phá phách bao nhiêu lâu, Tạ Vãn Tình có mặt ở đó mà bọn họ còn không kiêng dè, đúng là trở mặt là bất chấp rồi. Có dọn dẹp cũng vô ích, Lưu Đình ở lại nhìn thấy chỉ chạnh lòng. Trương Khắc hai tay ôm gáy nói. Uống cà phê nữa tối không ngủ được mất, uống rượu đi. Vậy chị về nhà lấy. Em đi với chị. Trương Khắc đi sau Tạ Vãn Tình. Hai căn nhà có hậu viện thông với nhau, không phải vòng ra ngoài. Lấy một chai rượu vang và hai chiếc ly mang ra hậu đình, Trương Khác rót rượu đầy vào ly, Tạ Vãn Tình hơi xấu hổ nói. Em định chuốc say chị đấy à? Đã cuối thu rồi, ban đêm ngồi ngoài nhà có hơi lạnh, nhưng hai người ngồi tựa vào nhau chỉ thấy ấm áp. Uông một lúc Tạ Vãn Tình nói mặt nóng rồi, Trương Khác áp mặt tới, dán sát vào cổ cô, ôm cơ thể ấm mềm như ngọc vào trong lòng. Tạ Vãn Tình cầm lấy ly rượu trong tay Trương Khác, đứng dậy ném chiếc ly vào hồ, cười khúc khích. Đây gọi là hủy thi diệt tích. Lát nữa, hoặc rất lâu nữa sẽ chẳng còn tâm tư nào mà đi dọn dẹp, để lại hiện trường một chai rượu một cái ly là được. Tạ Vãn Tình mang ánh mắt mê ly ngã vào lòng Trương Khác, nũng nịu như thiếu nữ. Lần sau ném cốc một lần nữa cho chị xem. May mà chiếc cốc đó không vỡ, nếu không em đau lòng chết mất. Trương Khác cho tay vào trong áo Tạ Vãn Tình. Vuốt ve da thịt trơn như lụa của cô. Lúc nhìn em đập cái cốc đó, chị chỉ hận không thể khiến cho bọn họ lập tức biến mất. Tạ Vãn Tình ngồi trên đùi Trương Khác, không hề che giấu khát khao trong lòng mình, để hạ thân của Trương Khác cọ vào vùng cỏ thơm dỉ nước ẩm ướt, lim dim hưởng thụ xung động mê người, phả hơi thở nóng bỏng mang theo sợi tơ tình dục lên mặt Trương Khác. Vì sao em lại nóng thế? Đó gọi là đạo đức giết người. Trong lòng Tạ Vãn Tình luôn có khúc mắc vì quan hệ không bình thường với Trương Khác, nên càng cảm thông cho cảnh ngộ của Lưu Đình, thói đời này không cho nữ nhân được phép phạm dù chỉ một sai lầm như thế. Nếu nói ra Hứa Tư chẳng phải cũng bị người ta xì sầm sau lưng sao, Trương Khác nổi giận cũng là điều hiểu được. Chị thế này có nam nhân nào chẳng nóng. Trương Khác cố ý hiểu lầm ý cô, vừa dịu dàng vừa thô bạo xoa nắn cơ thể mỹ diệu của Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình rên rỉ, cởi cúc áo Trương Khác. Lúc này không được phép nghĩ tới con bé Hứa Tư đó. Ha ha ha, em cười cái gì chứ? Tạ Vãn Tình hơi dỗi, ngừng tay lại quay mặt đi. Trương Khắc nắm lấy tay Tạ Vãn Tình, cho ngón tay cô vào miệng mút lấy. Chị ấy cũng nói như thế. Á, Tạ Vãn Tình thẹn đỏ mặt, không biết trong cơ thể có bao nhiêu lửa dục thiêu đốt. Bầu trời đêm chỉ có một ánh trăng mờ treo trên không, chẳng sáng lắm. Nhưng đủ khiến hai cơ thể áp sát nhau nhìn thấy rõ được hình bóng của mình trong mắt đối phương. Trương Khắc ngậm lấy một ngụm rượu, Tạ Vãn Tình áp môi tới, bốn cánh môi chạm nhau, muôn vàn xúc cảm gửi qua nhau, có ấm áp, có êm ái, tất cả đều khơi lên tình dục mãnh liệt. Trương Khắc ném ly rượu xuống đất, bế Tạ Vãn Tình vào trong phòng, đặt cô lên ghế sofa, bốn cánh môi vẫn cuồng nhiệt hôn nhau, tay Trương Khắc thành thạo cởi bỏ y phục của cô, lưỡi rời khỏi cánh môi mềm. Già theo chiếc cổ ngọc ngà kéo xuống dưới, vùi đầu vào giữa hai ngọn núi đó hôn hít cắn mút say sưa. Tạ Vãn Tình giờ hai chân trắng muốn kẹp lấy hông Trương Khác, nghênh đón y tiến vào cơ thể mình,
chớp mắt cảm giác cơ thể được lấp đầy đó, làm cô run rẩy co giật, đôi tay ôm lấy cổ Trương Khác, tay báu lấy lưng y, những tiếng ngân say người phát ra từ khoang mũi. Mọi phiền não trần tục tan biến, chỉ còn lại đợt sóng khoái cảm dồn dập đổ tới. Tắm rửa xong, hai người ôm nhau ngồi ở đầu giường, Trương Khác thích cặp mông đầy đặn mềm mại của Tạ Vãn Tình, đặt cô nằm sấp trên ngườn, tay xoa nắn nơi đầy nhục cảm đó, kể cho cô nghe chuyện trong thời gian qua, dù chuẩn bị rất nhiều, nhưng lần đầu đối diện với người khổng lồ như Samsung, Trương Khác không thể thản nhiên như y luôn thể hiện trước mặt người khác, chỉ với Tạ Vãn Tình, y mới hoàn toàn không cần đeo bất kỳ một cái mặt nạ nào. Tạ Vãn Tình dịu dàng đưa tay sao đều chân mày của y, nhẹ nhàng nói. Đừng cau mày, chị thích em luôn cười, luôn tự tin cơ. Nếu ngày nào chị cũng ở bên cạnh, thì lúc nào em cũng vui vẻ. Trương Khác dúi mặt vào vùng cổ Tạ Vãn Tình, hít hương thơm đặc thù trên người cô. Dù biết những lời của y chỉ nói lấy lòng mình, Tạ Vãn Tình vẫn cảm thấy hạnh phúc, đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của y, cô biết ngày mai y lại tự tin đối diện với tất cả. Á đại sắc lang, em lại làm trò gì thế? Tạ Vãn Tình cảm thấy cơn tê dại từ ngực truyền tới, tên nhóc con lại bắt đầu khiêu khích cô rồi, hai tấm thân lại quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ vang vọng đêm tối. Trương Khác mỗi lần tỉnh lại thì Tạ Vãn Tình đều đã thu dọn ổn thỏa, không để lại bất kỳ một dấu vết nào trong phòng, lần này cũng không phải ngoại lệ, Trương Khác miễn cưỡng bỏ dậy, y còn nhớ hôm qua bảo Trương Dịch mang tài liệu tới. Hơn 9 giờ Trương Dịch mang tài liệu tới, vết cào trên mặt hắn nghe Tạ Vãn Tình kể là mẹ hắn làm. Trương Khác chẳng biết phải an ủi ra sao, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, tâm tính của hắn hẳn được chui rèn rồi. Vài lời dù sao để chú thím y nói thì thích hợp hơn, Trương Khác chỉ hỏi chuyện Lưu Đình tới tìm Thái Phi Quyên ra sao, thấy mọi chuyện đều ổn, vợ chồng Trương Chi Vi cũng đã về Đông xã, y không hỏi thêm nữa, tiếp đó bàn bạc công việc. Trương Dịch hơn nửa năm qua theo Hứa Hồng Bá chạy ngược chạy xuôi, trở nên gầy gò, trầm tính. Nếu chẳng phải cha mẹ hắn dở trò hàng tôm hàng cá không buông tha cho Lưu Đình thì hắn còn đang theo Hứa Hồng Bá bôn ba bên ngoài, lúc này phải về Hải Châu cho Lưu Đình làm chỗ dựa. Hứa Hồng Bá bất kể ra sao cũng không chịu đồng ý gia nhập Tân Quang, ông vất vả chạy khắp nơi cũng chỉ đồng ý tới khi tình hình thảm thực vật ở Thượng Du Tiểu Giang được cải thiện là ngừng, chẳng đòi hỏi tiền công. Hứa Hồng Bá là nhân viên ngoài biên chế, Trương Dịch càng không có biên chế. Thời gian qua sau khi Tân Quang hình thành đội ngũ kiến thiết trồng rừng hoàn chỉnh, tiến độ công tác càng ngày càng nhanh, nhiệm vụ trồng rừng còn lại gần như có thể hoàn thành hơn nửa trước mùa mưa năm nay. Theo lời hứa ban đầu, Hứa Hồng Bá sẽ có phất tay bỏ đi bất kỳ lúc nào. Chu Du, Tống Chí Hứa cuống cả lên, Trương Khác biết lấy cái lợi của thương nhân ra là không thể giữ Hứa Hồng Bá trở lại. Đối với việc đi ở của Hứa Hồng Bá, Trương Khác để ông tùy tâm. Nếu Hứa Hồng Bá ở lại Hải Châu thì y có thể gặp mặt thỉnh giáo nhiều hơn, có điều hiện phải quan tâm tới vấn đề khuếch trương tiếp theo của Tân Quang. Tỉnh Giang Nam và Đông Hải đều nằm trong lưu vực của Tiểu Giang, đường dòng nước Tiểu Giang chảy tới mỗi một ngóc ngách, tận dụng thủy vận giá rẻ, có thể đem nguyên liệu gỗ đưa tới nhà máy bột giấy Hạ Du, hình thành chuỗi sản nghiệp hoàn chỉnh. Sau khi nhiệm vụ trồng rừng ở tỉnh Đông Hải hoàn thành, tiếp theo tất nhiên là tới tỉnh Giang Nam rồi. Trong 9 huyện Thượng Du Tiểu Giang, tỉnh Đông Hải chiếm 7 huyện, chuyện chặt phá rừng bừa bãi chẳng phải là hiện tượng tỉnh Đông Hải mới có, tình hình ở Giang Nam cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi hệ thống lâm nghiệp tỉnh Đông Hải bị Từ Học Bình bóc trần cho giả dối, Giang Nam tất nhiên muốn che cũng không che được, bị Quốc vụ viện điểm danh phê bình cùng tỉnh Đông Hải. Chương 693, gặp lại đèn ô tô 1. Tỉnh Giang Nam tới lúc đó mới coi trọng công tác bảo hộ tài nguyên thiên nhiên hơn. Nhưng trong tỉnh không có doanh nghiệp nào chủ động gánh vác nhiệm vụ trồng rừng như Tân Quang, về tài chính tỉnh Giang Nam đầu tư ít thê thảm, đã thế công nhân công trường mất việc khó khăn trong chuyện tái nghiệp, tích lũy không ít vấn đề. Nếu chỉ nhìn từ phương diện đó, tỉnh Giang Nam rõ ràng là cần Tân Quang đưa kế hoạch trồng rừng vào trong địa phận của mình. Trương Dịch tới không lâu thì Chu Du, Chu Phục cũng tới, thời gian qua Trương Khác không đặt tinh lực vào Tân Quang, hiếm khi nào y nhớ tới, nên đều hối hả chạy đến. Chúng tôi tiếp xúc với quan viên địa phương Giang Nam, bọn họ tựa hồ không hứng thú lắm. Trương Dịch báo cáo. Ồ, Trương Khác gật đầu, nếu là người khác y sẽ không giải thích gì thêm, nhưng Trương Dịch lần đầu có cơ hội bàn công việc với y, không muốn hắn nghĩ mình quá lãnh đạm, nên mới giải thích qua. Đầu năm ngoái đem kế hoạch trồng rừng trói vào kế hoạch bột giấy, đó cũng là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa Lý Viễn Hồ và Cẩm Hồ, nhưng mâu thuẫn không khơi lên, cũng không công khai. Chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ, quan viên bên đó không biết cũng chẳng có gì là lạ.
Từ góc độ bảo vệ môi trường mà nói, nhà máy bột giấy cuối cùng sẽ xây dựng ở khu vực gần biển, chẳng phải bọn họ thấy hứng thú là được. Vươn mình hỏi Chu Du. Chúng ta cũng không cần phải dùng thủ đoạn gì phải không? Đúng thế. Chu Du gật đầu. Từ tháng 8 Terawatt điều chỉnh kết cấu thường ủy tỉnh Giang Nam với quy mô lớn, Trần Tân Dân bị điều đi, Chu Cẩn Du lên làm phó tỉnh trưởng thường vụ, thường ủy tỉnh ủy, thực sự tiến lên một bước. Không may hệ thống lâm nghiệp tỉnh Giang Nam lại do Chu Cẩn Du phân quản, làm Trương Khác rất bực bội, công tác trồng rừng bị chính phủ tỉnh Giang Nam kiềm chế rất nhiều, lật xem tài liệu đều là điều lệ với tỉnh Giang Nam. Hay là vòng qua tỉnh Giang Nam, đem công tác trồng rừng tới tỉnh nguồn tài nguyên rừng lớn ở Tây Nam. Chu Du nói, theo phân tích của thầy Hứa, chức vụ của Chu Cẩn Du chỉ là quá độ, bà ta có năng lực về sự vụ kinh tế rất cao, lại thêm đa phần xí nghiệp dưới chính thái tập trung ở Kim Sơn, nên rất có khả năng bà ta sẽ tới Kim Sơn làm bí thư thành ủy, lệnh bổ nhiệm có khi sẽ có trước năm mới. Rồi nói thêm, ở xung quanh hồ Kim Sơn rất thích hợp trồng rừng. Anh tưởng tôi không biết à? Trương Khác trừng mắt lên. Các anh cứ dựa theo kế hoạch trước đó mà an bài, bỏ qua Kim Sơn đã. Nói tới kế hoạch ban đầu, Chu Du trình bày chuyện hợp tác với Vân Nguyên của Quách Thị. Nhà máy của bọn họ ở Malaysia đã ngừng hoạt động rồi, giá sức lao động trong nước giòn rẻ hơn bên đó, có thể dụ dỗ Quách Tùng Duyên đem một phần sản lượng giấy chuyển sang Hải Châu. Quách Thị luôn đánh giá cao thị trường trong nước, bọn họ đã chủ động ám thị ý đồ này. Trương Khác biết do ảnh hưởng của nguy cơ tài chính, Malaysia cần chừng một năm mới có thể thoát khỏi đáy vực, Quách Tùng Duyên sẽ không quá bi quan. Bọn họ có suy nghĩ này là do coi trọng thị trường trong nước. Được, có thể tiến hành tiếp xúc ở phương diện này, có điều phải chuyển một số thứ có hàm lượng kỹ thuật sang, bên phía chúng ta sẽ cung cấp nhà xưởng và công nhân lành nghề. Tối hôm qua Trương Khác mời Đinh Văn Tường buổi chiều uống trà, không hẹn thời gian cụ thể, qua 12 giờ chưa Chu Phục, Trương Dịch về trước đó rồi, Trương Khác và Chu Du cũng ngừng câu chuyện, định đi kiếm cái gì ăn qua loa thì Đinh Văn Tường đã tới. Lần này cô cháu gái xinh đẹp của ông ta không đi theo, chỉ có bạn trai cô là Chu Tiểu Binh. Ô, giám đốc Đinh tới sớm thế, tôi đâu có định mời ông ăn chưa chứ? Trương Khác đùa. Hôm qua đi vội quá phát hiện chưa hẹn giờ với Khác thiếu gia, thật là thất lễ, nếu không phiền, để tôi mời Khác thiếu gia một bữa. Đinh Văn Tường không giận mà còn mừng. Được ăn miễn phí thế nào cũng không phải chuyện xấu. Trương Khác xoa tay hồ hởi nói. Địa điểm Đinh Văn Tường muốn mời Trương Khác ăn cơm là Bát Cẩm Chân, xe dừng ở bãi đỗ sau tòa nhà Phủ Thiên, Đinh Văn Tường nhìn ngõ Đan Tĩnh vẫn đang dùng bạt tre tiến hành tu sửa, nói. Có thành công của quảng trường ẩm thực, rất nhiều người đang đợi tác phẩm kinh động lòng người của Cẩm Hồ. Tôi cũng rất kỳ vọng như vậy. Trương Khác mỉm cười, nơi này gửi gắm rất nhiều tình cảm của y và Hứa Tư, tất nhiên Trương Khác muốn nói hoàn mỹ nhất có thể. Vừa đi vào Bát Cẩm Chân. Liền thấy Trần Phi Dung đang ở trong hỗ trợ, Trương Khác ngạc nhiên. Sao bạn lại ở Hải Châu? Cuối tuần về nhà có gì là lạ? Trần Phi Dung hơi nghiêng đầu sang, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Trương Khác, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trương Khác cười xấu hổ, y chẳng còn có khái niệm đầu tuần cuối tuần gì nữa rồi. Bạn mới lạ đó, đột nhiên biến mất thời gian dài. Trần Phi Dung lại nói. Sách lần trước bạn giới thiệu mình xem đã mơ mơ hồ hồ xem hết rồi. Có rất nhiều nghi vấn không biết tìm bạn ở đâu mà hỏi đấy. Đinh Văn Tường không biết Trần Phi Dung, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp thoát tục như sen trắng ngậm xương, nói chuyện thân thiết với Trương Khác, vẻ mặt nói ra mừng rỡ, ông ta duyệt người vô số, nhận ra thiếu nữ này có thiện cảm khác thường với Trương Khác, mà thái độ của Trương Khác với cô gái này cũng không tệ, vì thế nói. Khác thiếu gia gặp người quen, không bằng cùng ăn cơm. Thấy Đinh Văn Tường đề nghị như thế, Trương Khác cười lớn. Mời cô ấy à, giám đốc Đinh muốn ăn cơm miễn phí hay sao? Đinh Văn Tường nghi hoặc, không hiểu sao Trương Khác lại nói như thế. Chu Du liền giới thiệu thân phận của Trần Phi Dung, lúc này Trần Kỳ đi ra chào đón, Đinh Văn Tường cười xấu hổ. Trần Phi Dung mặc áo sơ mi rộng cổ, lộ ra chiếc cổ thiên nga dài trơn mịn, làn da trắng phất hồng, cô không muốn người khác nhìn thấy cô và Trương Khác thân mật, trong lòng lại có sự chờ mong lạ lùng. Mọi người đi vào phòng bao. Trần Phi Dung cầm thực đơn theo vào. Trương Khác cười hỏi. Đây là đãi ngộ đặc thù phải không? Trần Phi Dung đưa bàn tay nhỏ nhắn khẽ đây Trương Khác một cái, hé miệng cười không nói, Trương Khác ngả đầu ra đằng sau ghé vào tai Trần Phi Dung nói. Hay là bạn cũng ngồi xuống đây? Mình còn phải giúp việc.
Trần Phi Dung như hờn như không đáp, mắt sóng sánh nước hồ thu, phát thực đơn cho mọi người, cô đứng sau lưng Trương Khác nhỏ giọng nói chuyện. Trong bữa cơm tất nhiên đề cập tới vấn đề lần này Cẩm Hồ công khai kỹ thuật chế tạo điện thoại di động. Bất kể thế nào di động là sản nghiệp có thị trường còn lớn hơn đầu đĩa, nếu Cẩm Hồ không có hành động kinh người này, Đinh Văn Tường tất nhiên cũng không có ảo tưởng, song giờ khác rồi, sao ông ta không tính toán cho được. Đinh Văn Tường gặp đám Đinh Hòe, Lỗ Khánh Sinh, nhưng ai nấy đều kín như bưng, nên ông ta quyết định giao lưu trực tiếp với Trương Khác. Ăn cơm xong còn chưa hết chuyện, tới Chử Mai cứ uống trà, Trương Khác cũng thản nhiên nói, Tân Nguyên có năng lực phát triển kỹ thuật ở phương diện nào. Cẩm Hồ tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Từ sau khi Ái Đạt đưa ra tuyên bố, các nhà phân phối ý thức được đây là cơ hội cực tốt, liên tục đòi tăng đơn đặt hàng, nhưng Cẩm Hồ từ chối. Bên ngoài không hiểu, thậm chí lớn gan suy đoán Ái Đạt và ba công ty di động có hiệp nghị bí mật gì đó, nhưng với Cẩm Hồ mà nói, mù quáng tăng cường sản xuất có lẽ trong thời kỳ đầu sẽ có lợi nhuận lớn, nhưng khiến cho chất lượng không ổn định, cuối cùng làm tổn hại tới căn cơ của bản thân. Trương Khác giải thích cho Đinh Văn Tường nghĩ suy tính của Cẩm Hồ ở phương diện này, đem các linh phụ kiện chủ yếu cho các doanh nghiệp khác sản xuất, như vậy Cẩm Hồ sẽ không phải khống chế sản lượng nghiêm ngặt như hiện nay nữa. Đương nhiên Cẩm Hồ sẽ đầu tư lớn xúc tiến phát triển hạch tâm. Chương 694, không thể hàn gắn. Lý Tại Thù lần này tới chính là cùng Tạ Kiếm Nam thảo luận khả năng Khoa Vương sản xuất đầu đĩa cho Samsung cùng những lĩnh vực có thể triển khai hoạt động phối hợp sâu rộng hơn. Nếu như đã nhận thức được sự uy hiếp từ Cẩm Hồ thì việc điều chỉnh sách lược là nhất định, lợi dụng xí nghiệp Trung Quốc làm cầu nối là tư tưởng chỉ đạo ổn thỏa, quan trọng là phải lựa chọn đối tác ra sao. Khoa Vương là một lựa chọn rất hiện thực cũng rất có tính kỹ xảo. Tạ Kiếm Nam và Lý Tại Thù trên bàn ăn thảo luận những vấn đề này rất lâu, cũng nói tới khả năng DVD thay thế siêu cấp VCD. Nghiêm túc suy nghĩ chuyện này mới thấy sự cao minh của Cẩm Hồ. Cho dù về kỹ thuật siêu cấp VCD lạc hậu hơn DVD, nhưng bọn họ có được thời gian một năm cực kỳ quan trọng. Một năm qua trừ thị trường trong nước, siêu cấp VCD tràn tới cả Đông Nam Á, mà Khoa Vương lại chính là người tích cực hỗ trợ quá trình này, đặc biệt là ở Đông Nam Á, một thời phân ngạch thị trường của Khoa Vương ở đây áp đảo Ái Đạt, nhưng rốt cuộc gánh lấy thua lỗ lớn. Quay đầu nhìn lại tất cả những điều đó, Tạ Kiếm Nam làm sao có tâm tình vui vẻ được. Đám Trần Tĩnh ăn qua loa xong rồi đi. Tới lúc này Lý Hinh Dư mới không nhịn được hỏi Tạ Kiếm Nam. Trần Tiểu Thư chẳng phải cũng là quản lý của Khoa Vương sao, vì sao lại không ăn cơm với chúng ta? Tiếng phổ thông của Lý Hinh Dư cũng chẳng phải tiêu chuẩn, nhưng giọng nói trong veo mềm mại của cô tuyệt đối làm người ta rất dễ chịu. Tạ Kiếm Nam nhìn theo bóng lưng Trần Tĩnh, trong lòng tất nhiên sao động, nhưng không thể hiện ra chút nào, chỉ giải thích sơ qua quan hệ giữa hai công ty cùng tên Khoa Vương hiện nay. Ồ, ra là thế. Lý Tại Thù vỡ lẽ. Thảo nào lần trước đi Bắc Kinh, Trần Tiểu Thư lại ngồi cùng toa với tên tiểu tử kia. Mặt Tạ Kiếm Nam tái đi, hắn không ngờ Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia lại đi cùng Trương Khác. Trương Khác không chỉ hoãn tới ngày cuối cùng mà vào ngày 18 lệnh Cẩm Hồ lấy danh nghĩa Ái Đạt cùng ba công ty kia công bố phương án công khai kỹ thuật cụ thể. Ngày hôm đó, Tạ Kiếm Nam đang bàn bạc sơ bộ ý hướng hợp tác với Samsung. Cao Khoa Khoa Vương có được địa vị đặc thù chẳng làm Lý Tại Thù để ý, dù sao Cẩm Hồ mới là uy hiếp của Samsung, thậm chí Samsung còn chẳng để Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng vào mắt, chỉ hơi lấy làm lạ mà thôi. Tạ Kiếm Nam giờ mới hiểu vì sao Tạ Tử Gia đầu tư vào Cao Khoa Khoa Vương, vì sao Trần Tĩnh đột nhiên nhắc tới việc bỏ sự vụ ở Khoa Vương, nhớ lại Lý Tại Thù nói Trần Tĩnh đi cùng Trương Khác tới Bắc Kinh, ghen tuông vơ cớ tràn ngập trong lòng, nhưng hắn vẫn rất lý trí, gọi điện cho Chu Cẩn Tỳ trước tiên. Cậu đã em phương án cụ thể Cẩm Hồ công bố chưa? Cậu xem rồi. Giọng Chu Cẩn Tỳ vẫn rất bình tĩnh. Cháu đừng lạ, người ta ném ra một miếng thịt béo như thế, ai mà chẳng muốn cắn. Vậy sau này Cao Khoa Khoa Vương và Khoa Vương phát sinh xung đột thì phải làm sao? Tạ Kiếm Nam hỏi thêm. Vậy đợi sau này hẳng nói, giờ chúng ta làm gì được? Tạ Kiếm Nam im lặng, không biết làm gì hơn, đành cúp điện thoại. Ngày 18 tháng 11, Cẩm Hồ tuyên bố phương án công ký kỹ thuật chi tiết sẽ do các bên có liên quan thành lập một hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động phụ trách toàn diện, chỉ cần hiệp hội không đi trái điều ước đã công khai, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Cẩm Hồ sẽ mãi mãi đem kỹ thuật liên quan cấp cho hiệp hội. Cẩm Hồ đưa ra lời hứa, trừ điều kiện của hiệp hội xúc tiến, Cẩm Hồ sẽ không đề xuất thêm bất kỳ một điều kiện phụ nào, trong quá trình sản xuất sau này Cẩm Hồ cũng không yêu cầu bất kỳ quyền lợi gì.
Trong hiệp hội xúc tiến này có 7 đại biểu có quyền bỏ phiếu, cầm hồ chỉ được tính một phiếu, có thể nói kỹ thuật cầm hồ tốn bao công sức tiền bạc có được từ ti đã đem ra cống hiến toàn bộ rồi. Trong 6 đại biểu kia có Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng, khu Cao Tân Kiến Nghiệp, khu công nghiệp Hải Châu, cùng Cao Khoa Khoa Vương. Lần trước có được toàn bộ kỹ thuật với Khoa Vương và nói đã là niềm vui bất ngờ quá dự liệu rồi, lần này còn được vào hiệp hội, tới khi công bố phương án Trần Tĩnh mới được cho biết, lần này thì nói bất ngờ cũng chưa đủ để hình dung. Chuyện này còn do Chu Hưng Đông gọi điện thông báo cho Úc Bình đầu tiên, làm Úc Bình choáng váng, ứng phó qua loa với Chu Hưng Đông rồi vội vã gọi điện cho Trần Tĩnh, còn hết sức nghiêm túc nói đùa một câu, có hiến thân cũng đáng. Trần Tĩnh không có ý định hiến thân, gọi điện cho Trương Khác. Hy vọng y bỏ thời gian ra cùng ăn cơm, để có thể cảm ơn trước mặt. Trương Khắc cười nói. Cô không oán trách tôi lấy các cô làm quân cờ là tôi phải tạ ơn trời đất rồi. Đương nhiên có cơ hội được Trần Tiểu Thư mời dùng cơm, kẻ hèn này có chết cũng sẽ tới. Trần Tĩnh không hiểu Trương Khắc nói quân cờ là sao, dù thế nào y nhận lời ăn cơm rồi, không cần vội truy cứu trong điện thoại. Cũng ngày 18 Trương Khắc tạm thời về kiến nghiệp, Cao Khoa Khoa Vương gần như chẳng có căn cơ nào. Đột nhiên có địa vị vượt trội trong ngành, tất nhiên cũng có áp lực cực lớn, cho dù Trần Tĩnh có liên lạc gấp với cha cô mượn tinh binh dũng tướng tới giúp cũng bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, trong tình trạng này đi ăn cơm với cô chẳng phải phí một bữa cơm với mỹ nhân sao. Trừ thi thoảng gọi điện liên lạc, Trần Tĩnh cũng chẳng có cơ hội gặp mặt Trương Khác, cho tới tận ngày 23, Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động chính thức thành lập hai người mới gặp nhau. Trong kế hoạch 25 là đại hội nhà phân phối của Ái Đạt, ngày 26 là đại hội của Khoa Vương, rồi tiếp đó Tân Nguyên cũng mượn thế tổ chức vào ngày 27. Ba doanh nghiệp đều có nhà phân phối riêng ở mỗi nơi, mở đại hội chẳng qua xác định hợp đồng năm sau thôi, rất ít có nhà phân phối bị đào thải và thay thế. Hai năm trước đó dựa vào hào quang của Tiêu Vương, cho nên thu hút nhà phân phối đổ dồn vào Hải Châu, năm nay quy mô đại hội ba công ty gộp lại cũng không bằng năm ngoái và năm kia. Có điều tới trước ngày 25, mức độ náo nhiệt ở Hải Châu đã không thua kém gì mọi năm. Công bố phương án kỹ thuật công khai, cùng thành lập Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật đã đánh tan hoàn toàn mọi băn khoăn của xí nghiệp trong nước. Người dân bình thường có lẽ không mấy quan tâm tới chuyện này, nhưng ánh mắt người trong nghề đổ dồn hết về Hải Châu. Sau ngày 18, gần như tất cả doanh nghiệp điện tử có ý đính chen chân vào sản nghiệp di động đều phái đại biểu tới Hải Châu. Tới ngày 20, toàn bộ nhà khách ở Hải Châu đã chật kín. Không chỉ doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp di động nước ngoài như Samsung ngửi thấy uy hiếp từ Cẩm Hồ cũng tới Hải Châu quan sát tình thế. Đám Lý Tại Thù sau khi biết cảnh Trọng Dương, Lý Viễn Hồ, La Quân sẽ tới Hải Châu tham gia nghi thức thành lập Hiệp hội Hội Xúc tiến Kỹ thuật vào ngày 24, liền tới trước đó một ngày. Cẩm Hồ không cần mượn nhà khách Tây Thành để tổ chức hoạt động nữa. Đem cả một tầng lầu hơn 1.000 mét vuông của tòa nhà Cẩm Hồ ở Ngũ Lý Khê đem ra sử dụng cho ngày quan trọng này. Máy chiếu thẳng lên một mặt tường được sơn trắng đó quảng cáo của điện tử Ái Đạt, trong ảnh Giang Đại Nhi bước lên bậc đá rêu xanh, không gian là mỹ cảnh rừng hoàng lô của Tượng Sơn lúc nhập thu biến đổi tới mùa đông, cùng câu quảng cáo, lắng nghe ngắm nhìn cuộc sống mới, điện tử Ái Đạt. Hôm nay là ngày 23. Hình như nên đổi thành tập đoàn Ái Đạt mới đúng chứ nhỉ? Vương Thái Linh nhìn hình chiếu quảng cáo, quay sang hỏi Lương Văn Giang. Điện tử Ái Đạt vừa là tên công ty, cũng là tên thương hiệu, tập đoàn Ái Đạt chỉ là tên công ty, mà tên công ty và tên thương hiệu không phải lúc nào cũng giống nhau. Trương Khác vừa vặn nghe được đi tới giải thích. Chương 695, bữa tối. Mùa hè năm nay Lương Văn Giang đã tốt nghiệp đại học, chính thức chủ trì công tác ở Côn Đằng Online, quan hệ với Vương Thái Linh cũng phát triển ổn định. Ngày mai cha Vương Thái Linh cũng cùng Bộ trưởng Bưu điện Cảnh Trọng Dương và quan viên Bộ Bưu điện tới Hải Châu. Vương Thái Linh cũng muốn tới Hải Châu chơi một chuyến, Lương Văn Giang nghĩ cùng cô tới Hải Châu cũng tốt, hôm kia gọi điện báo cho cha mẹ bị mẹ hắn mắng cho một trận, cha vợ tương lai của hắn cũng tới Hải Châu rồi, sao có thể bỏ mẹ vợ tương lai ở Bắc Kinh một mình. Lương Văn Giang bị mắng, vội vàng nghe lệnh đưa cả hai mẹ con Vương Thái Linh tới Hải Châu. Hôm qua Lương Văn Giang vừa xuống máy bay thì Lương Cách Chân đi xe tới đón nói với hắn. Ba mẹ cháu cũng sắp lên máy bay rồi. Thế là biến thành cuộc gặp mặt gia trưởng hai nhà. Trương Khác biết mẹ mình là nhiệt tình với chuyện gia tộc nhất, sai người dọn dẹp nhà chú, lấy tám cho Vương Húc Sâm và Lương Quốc Thịnh ở. Vừa rồi Trương Khác chỉ thấy Lương Văn Giang và Vương Thái Linh đi dạo loanh quanh, những người khác không thấy đâu nghe Vương Thái Linh hỏi liền đi tới giải thích.
nhiều người trộn lẫn tên công ty và thương hiệu làm một nhưng không biết khái niệm công ty là nhắm vào nhà phân phối, còn thương hiệu là nhắm thẳng vào thị trường. Thôi, chuyện này chán lắm. Chị dâu, đêm qua ngủ có quen không? Vương Thái Linh gật đầu. Bắc Kinh gió cắt nhiều, lại khô, mùa thu ở Hải Châu dễ chịu hơn nhiều. Trương Khác còn định hàn huyên vài câu thì chẳng hiểu từ khi nào Trần Tĩnh đã xuất hiện ở bên cạnh. Ế, sao chẳng có chút tiếng động nào thế? Trương Khác hết sức trịnh trọng giới thiệu. Trần Tiểu Thư, Chủ tịch Cao Khoa Khoa Vương, ngôi sao mới trói lọi trên thương trường. Khác thiếu gia đang châm chọc tôi đây à? Trần Tĩnh nhoẻn miệng cười, bắt tay chào hỏi. Lương Văn Giang, Vương Thái Linh tế nhị cáo từ đi chỗ khác. Trương Khác thấy Trần Tĩnh mấp máy môi rồi lại thôi, nghiêm mặt nói. Có gì cô cứ nói đi, không phải là muốn quỵt bữa cơm mời tôi đấy chứ. Không được đâu nhé, tôi mong đợi bữa cơm đó lắm đấy. Trần Tĩnh phì cười, bị Trương Khác chọc một câu, cô thoải mái đi vào câu chuyện hơn. Tôi đang nghĩ, nên nghe anh nói tiếp về công ty và thương hiệu, hay bảo anh nói vì sao gọi chúng tôi là quân cờ. Ra là vấn đề đó. Trương Khác và Trần Tĩnh đi vào một góc vắng vẻ nói chuyện. Bất kể như thế nào bộ bưu điện cũng sẽ không chấp nhận quyền lực hành chính trong ngành nghiệp thông tin mà bọn họ lung đoạn đã lâu chia cho xí nghiệp dân doanh, tôi phải từ bỏ khống chế hiệp hội xúc tiến kỹ thuật, đôi khi phải thức thời. Đương nhiên tôi cũng không muốn bộ bưu điện hay bộ điện tử giữ tiếng nói trong hiệp hội, cách duy nhất là lợi dụng mâu thuẫn giữa hai bộ, nên mang Cao Khoa Khoa Vương rồi. Trương Khác chủ yếu sợ bộ bưu điện và bộ điện tử năm sau sát nhập thành bộ thông tin, lúc đó khó không cho bọn họ một quyền bỏ phiếu, thêm vào ba công ty kia quy về một bộ, chẳng phải thành bộ thông tin nắm hiệp hội rồi sao? Kết cục như vậy việc làm của Trương Khác còn có ý nghĩa gì nữa? Trong mắt rất nhiều người, Cao Khoa Khoa Vương một bước lên trời có chút khó hiểu, nhưng cũng có rất nhiều người liệt Cao Khoa Khoa Vương vào bộ bưu điện, là cái lá che xấu hổ của bộ bưu điện, nên mới kiếm cho họ một phiếu. Bộ bưu điện cũng không tin Cao Khoa Khoa Vương trong thời gian ngắn có thể vượt ra ngoài sự kiểm soát của mình. Chính vì thế Cao Khoa Khoa Vương đột nhiên vụt sáng. Một mặt tường của phòng trưng bày sản phẩm dùng máy chiếu không ngừng chiếu những hình ảnh quảng cáo mang đủ loại phong cách mà Cẩm Hồ chế tác tuyên truyền trong suốt hơn 2 năm qua. Trần Tĩnh thích nhất là loạt quảng cáo lấy bối cảnh phố cổ Sa Điền, ngõ nhỏ, đá lát phủ rêu, viện tường loang lổ, nước chảy róc rách, cầu đá cong cong, mưa xuân lất phất. Nhìn mỹ cảnh say lòng đó, Trần Tĩnh mơ mộng nói. Năm ngoái trước khi tới Hải Châu, không ngờ Hải Châu lại đẹp đến thế. Thêm 10-20 năm nữa, thành phố bị bê tông cốt thép chiếm cứ, khắp đường phố xe cộ hối hả qua lại, có một chỗ yêu bình như thế chờ đợi, chắc chắn mọi mỏi mệt trong ngày sẽ bị quét sạch. Trương Khác mỉm cười, tay đút trong chiếc áo khoác màu xanh lam, trông giống như một học sinh tình cờ đi ngang qua đứng lại ngắm nghía vậy. Đó chẳng phải là chuyện đơn giản. Khai phát thương nghiệp và bảo tồn nguyên dạng kiến trúc vốn rất khó cân bằng, cho dù có giữ nguyên kiến trúc, nhưng nếu biến thành chốn kinh doanh đèn xanh đèn đỏ lập lòe thì cũng chẳng có ý nghĩa. Ừ, đúng là như vậy. Trần Tĩnh thở dài. Có điều giữ được kiến trúc này cũng là nỗ lực rất lớn rồi. Trần Tĩnh rất có cảm tình với kiến trúc cổ Sa Điền, cô tới Hải Châu được một năm rồi, cho nên cũng hiểu nguyên cớ quần thể kiến trúc Đông Sa Điền giữ lại được là do đâu. Một năm qua số lần cô và Trương Khác gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần cô đơn có thích đi dạo trên con ngõ giải đá xanh Đông Sa Điền, từ đó hiểu được một góc trong sáng chất phác thậm chí là ngốc nghếch trong trái tim của nam nhân thần bí đó. Đổi lại là người khác có điều kiện tương đương, mặc dù cảm thấy quần thể kiến trúc này bị tháo dỡ là hết sức đáng tiếc, nhưng chẳng tốn công sức để làm gì giữ nó lại, vậy mà y vào thời đầu Cẩm Hồ khởi bộ tài chính thiếu thốn. Lại bất chấp chi phí đầu tư khoản loán vào đây giữ cho quần thể kiến trúc cổ ấy không bị rơi vào vận mệnh bị phá bỏ. Trương Khác nhìn đôi mắt đẹp của Trần Tĩnh, tựa hồ đang nhìn về chốn xa xăm nào đó, không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng nói tới Sa Điền, lòng y cũng rất nhiều cảm xúc. Muốn 10-20 năm nữa còn giữ được con phố cổ u tĩnh này, cho dù khai phát du lịch cũng phải hết sức kiềm chế, nói chung không dễ dàng gì. Đúng thế. Trần Tĩnh khoanh tay trước ngực, một tay chống lấy cằm. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, đôi mắt trong veo chuyển sang nhìn Trương Khác. Lúc này Lương Văn Giang và Vương Thái Linh đi tới nói bọn họ phải đi trước, mẹ Trương Khác và rất nhiều người khác đang đợi họ. Lúc này người người trong phòng trưng bày cũng dần tản đi, nhìn ánh tịch dương từ ngoài đã trải lên sàn nhà, Trần Tĩnh nhớ tới chuyện mời ăn cơm. Còn nhớ định mời anh ăn cơm cảm tạ, nhưng mấy ngày liền không có cơ hội gặp anh, hôm nay anh có rảnh không? Tôi thì rảnh rỗi thôi.
có điều cô hình như có hơi chút mệt mỏi đó, làm một phụ nữ thành đành thật không dễ dàng gì, hay là tranh thủ về ngủ một giấc đi. Trương Khác quan tâm nói, trông Trần Tĩnh có vẻ tiều tụy, song lại thêm phần quyến rũ khiến nam nhân sinh lòng thương hương tiếc ngọc. Hứ, chẳng phải tại anh hay sao? Trần Tĩnh oán giận nói, đột nhiên cảm thấy nói vậy có chút ý vị giống làm nũng với tình nhân, trong lòng xấu hổ, lại nói. Có điều về cũng chẳng ngủ nổi, thế nào cũng có việc phải chạy đi, không bằng mời anh một bữa cơm, coi như lấy cớ làm biếng. Vậy tốt rồi, con người tôi thực ra rất rảnh rang, nếu cô không mời tôi ăn cơm, tôi còn phải tìm chỗ nốt thời gian. Trương Khác giang tay ra. Cô chắn giúp tôi nhé, tôi chắc chắn bị mẹ tôi kéo đi làm cu ly, mấy ngày này gia trưởng hai bên nhà anh họ tôi và bạn gái gặp nhau ở Hải Châu, mẹ tôi lại hết sức nhiệt tình. Trần Tĩnh cũng vừa làm xong việc đi qua chỗ này, liền vào xem, đi cùng với cô còn có một giám đốc, một quản lý tài vụ và nhân viên phương diện hành chính nhân lực từ tập đoàn Đại Nhã Sang. Đỗ ở dưới tòa nhà không phải chiếc BMW đỏ mà là chiếc Ford đen, Trần Tĩnh bảo lái xe đưa những nhân viên kia về trước, cô vào xe Trương Khác, ăn cơm tối xong về chỗ ở trong tòa nhà Phủ Thiên cũng không tốn mấy bước chân. Xe của Trương Khác ở Hải Châu vẫn là món quà sinh nhật của Tạ Vãn Tình, chiếc Volvo S40 xám bạc, mặc dù không cao cấp lắm, nhưng mang biển F12345 cũng đủ nổi bật rồi. Ở khu vực ngõ Đan Tỉnh, ngoại trừ Bát Cẩm Chân ra còn có mấy quán ăn không tệ. Có xu thể thành một nơi tập trung nghiệp ẩm thực khác ngoài trung tâm ẩm thực cầu Tứ Phượng, còn khu kiến trúc mới phía tây sau khi xây lên xong lại chẳng có mấy nhà đầu tư để ý tới. Trương Khác và Trần Tĩnh tới một quán ăn Tây, ngồi xuống bên cửa sổ. Ánh hoàng hôn ngả dần sang sắc tối, tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí nhẹ nhàng đầm ấm, Trương Khác đột nhiên nhận ra, chỗ này quá thích hợp cho đôi tình nhân hẹn hò, ngẩng đầu lên nhìn Trần Tĩnh. Trần Tĩnh cởi áo khác ra đặt sang một bên. Cô mặc chiếc áo len nhạt bỏ sát người, Trần Tĩnh hết sức đầy đặn nhưng vòng eo nhỏ nhắn thon gọn tạo thành cơ thể mỹ miều tuyệt hảo, đương nhiên bắt mắt nhất là bầu ngực căng tròn ngạo nghễ, chiếc áo len bị đội lên hình thành đường cong hoàn mỹ, tưởng chừng dùng mắt cũng có thể cảm nhận được sức đàn hồi ghê gớm của nó, Trương Khác nuốt nước bọt, cố kiềm chế kích động muốn đưa tay sờ thử. Trần Tĩnh có chút mệt mỏi, nhưng dung nhan tinh tế mỹ lệ chẳng sụt giảm chút vào, ánh mắt Trương Khác dõi theo từng hành động nhỏ của cô, nhìn cô hơi kéo ống tay áo lên. Nhìn ra được khuôn mặt của cô mang một vẻ đẹp cô đơn khó diễn tả bằng lời, cô đơn mà ưu nhã. Nhìn gì thế? Trần Tĩnh chọn món xong, trả thực đơn cho phục vụ, cô luôn biết Trương Khác chăm chú nhìn mình, nhưng ánh mắt đó lúc này trong vắt chứ không phải như lúc nãy hao háo nhằm vào ngực mình, dù lúc đó trong lòng cô cũng không có chút bài xích nào, thậm chí còn có chút kiêu ngạo, đưa tay ra xua trước mặt mình. Có gì đẹp mà nhìn? Còn gì đẹp hơn nữa để nhìn sao? Trương Khác không rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô, nói một cách tự nhiên chân thành. Trần Tĩnh cảm nhận rõ ràng một chỗ yếu đuối nào đó trong lòng bị làm xúc động rồi, chẳng lẽ mắng y lỗ mãng sao? Cố điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười che giấu. Anh luôn lấy lòng các cô gái như vậy à? À, chỉ thuận miệng nói thôi, sự thực là thế mà, không phải tôi muốn lấy lòng cô đâu nhé. Trương Khác biết điểm dừng, gọi một suất tôm nướng cùng bò bít tết. Tới lúc ăn cơm lại hết sức nghiêm túc bàn luận chuyện thương nghiệp, lúc ở phòng trưng bày, được nghe Trương Khác nói về khái niệm công ty và thương hiệu, liền lấy ra thành đề tài đàm luận. Hai năm qua Trần Tĩnh rất muốn đem những lý luận tiên tiến học được ở nước ngoài dùng ở trong nước, nhưng giờ cô đã nhận ra đó là một sự nghiệp đầy sáng tạo và thách thức, nghiêm túc trao đổi mới phát hiện Trương Khác không chỉ có sự nhạy bén với thị trường, mà nghiên cứu vận thành thị trường cũng có nghiên cứu sâu sắc. Sớm biết như thế đã chẳng cần du học nữa. Bái anh làm thầy cho xong. Trần Tĩnh gọi phục vụ tới thanh toán xong rồi đùa với Trương Khác, trước đó vốn định ăn tối xong về ngủ, nhưng vừa rồi ở quán ăn nói chuyện rất lâu, càng nói càng hợp ý, quan trọng hơn nữa là trước giờ chưa có ai chịu nghe cô nói một cách nghiêm túc như thế, đặc biệt là nam nhân có địa vị, cảm giác được thừa nhận làm cô hết sức hứng phấn, tới lúc này vẫn chưa hết hứng, vẫn cứ muốn giải bày với Trương Khác nhiều hơn. Chương 696, không bằng cầm thú. Quán ăn Tây cách tòa nhà Phủ Thiên có 5-6 phút đi bộ, Trương Khác lái xe dừng trước tòa nhà, hỏi Trần Tĩnh có muốn về ngủ không, lúc nói chuyện trong quán ăn cô đã che miệng ngáp, mí mắt chĩu xuống rồi, thiếu chút nữa là gục luôn xuống bàn ngủ, Trương Khác vừa quay sang hỏi thì phát hiện Trần Tĩnh ngoẹo đầu qua một bên ngủ từ bao giờ. Trương Khác chỉ còn biết mỉm cười lắc đầu, nhìn thấy cô ngủ hết sức say sưa, không nỡ lòng nào đánh thức, thầm nghĩ liên tục cho Cao Khoa Khoa Vương hai ánh hào quang. Thời gian qua áp lực của Trần Tĩnh phải rất lớn, nhìn một mỹ nhân yêu kiều vất vả thành thế này,
trong lòng có chút thương xót. Trương Khắc lái xe nhẹ nhàng đi vào dải xanh hóa bên sông dừng lại, đợi Trần Tĩnh ngủ dậy rồi tính. Trần Tĩnh học ở nước ngoài tập được thói quen tốt, cho dù đi trong thành phố tốc độ không nhanh cũng sẽ đeo dây an toàn. Trương Khắc nhìn dây an toàn thắt trước ngực cô làm gồ lên bầu ngực cao vút, Trương Khắc thiếu chút nữa đưa tay chạm vào, may kịp kìm cương trước vực thăm. Qua ánh sáng đèn đường từ ngoài chiều vào, thấy hơi thở của cô không đều, thầm nghĩ có lẽ đai thắt chặt quá, định cởi đai ra cho cô ngủ thoải mái hơn. Trần Tĩnh tỉnh rồi, ý thức được người Trương Khắc ngả tới, một cánh tay áp trước ngực, còn cảm giác được hơi thở nóng rực của Trương Khắc phả vào tai mình. Cô không biết Trương Khắc tránh lúc dây an toàn bị tháo ra co lại quá mạnh làm cô thức tỉnh cho nên mới một tay giữ đai an toàn cũng phải từ từ theo nó ngả sang một bên, đó là chuyện bất đắc dĩ thôi, chớp mắt đó tâm thần Trần Tĩnh chấn động, chỉ nghĩ Trương Khắc nhân lúc mình ngủ định làm chuyện gì đó, lông tóc dựng cả lên. Y định làm gì, Trần Tĩnh rất khẩn trương, không biết nên giả vờ tỉnh lại ngăn cản Trương Khắc, lại nghĩ nếu anh ấy hôn một cái hoặc ôm mình thì sao? Nghĩ như thế trong lòng có chút khát vọng. Vừa rồi sao lại ngủ thiếp đi mất để rơi vào cảnh tiến thoải lưỡng nam này chứ? Đúng là đau đầu, nếu y hôn xong hoặc ôm xong không thỏa mãn thì làm sao? Y có sờ ngực mình không? Cái tên này lúc ăn cơm cứ thi thoảng lại nhìn vào đó, cảm giác núm vú tê tê rồi hơi hơi sắn cứng lên, Trần Tĩnh thầm mắng đồ phản chủ, nếu y đặt tay lên ngực mình nhất định muốn nghịch ngợm chỗ đó. Trần Tĩnh vừa xấu hổ lại bất an, nhưng khao khát kia là sao? Càng ức chế ý nghĩ đó. Hai núm vú càng ngứa ngáy, trong cơ thể có một ngọn lửa khó diễn tả cháy lan đi từ bụng. Trương Khắc định đặt dây an toàn sang một bên, từ đầu tới cuối đầu hết sức cẩn thận tránh chạm vào người Trần Tĩnh, nhìn thấy gò má cô ửng hồng dưới ánh đèn hết sức quyến rũ, không kìm được tham lam muốn nhìn thêm một lúc. Đương nhiên ánh sáng mờ như thế nhìn không rõ, một phần là tưởng tượng trong đầu, động tác ở tay thì thực sự càng ngày càng chậm lại. Trần Tĩnh đợi thêm một lúc, cô cảm giác được Trương Khắc nhìn mình. Áp lực từ ánh mắt chằm chằm đó, bằng vào trực giác phụ nữ có thể cảm nhận được, còn cả hơi thở nóng hổi có cái mùi nam nhân ngai ngái làm tâm tư rối loạn kia, thực là khiến người ta mê loạn. Trần Tĩnh quyết định không tỉnh lại, không tỉnh, tên này nhiều lắm động chân động tay sờ mó vài cái, nếu tỉnh lại y lớn gan muốn làm chuyện quá đáng hơn, mình có nên chống cự hay không? Lại một vấn đề đau đầu nữa. Đợi lát nữa, cảm giác Trương Khắc chẳng những không động chạm gì, lại còn rụt tay về. Y làm sao vậy, sao tự nhiên nhát gan thế? Trước ngực càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu, sao y lại có thể nhát gan vào đúng lúc này cơ chứ? Trong lòng Trần Tĩnh thầm oán hận. Trần Tĩnh thầm nghĩ thôi vậy, người ưỡn lên, đợi xoay người một cái rồi vờ tỉnh lại, tránh trên này bị bóc trần tâm tư không xuống nước được về sau khó nhìn mặt nhau, ngực sát qua bàn tay đang rụt về của Trương Khắc. Cô có thể cảm giác được ngón tay của Trương Khắc cách một lớp áo lướt qua hai núm vú của mình. Đốm lửa nhỏ âm ỉ tránh trong lòng bùng lên, đột nhiên biến thành luồng điện chạy tán loạn trong lòng, đó là cảm giác kỳ diệu không gì diễn tả được. Cái tên này không ngờ lại sờ ngực mình, Trần Tĩnh tất nhiên không dám tỉnh lại, còn cố sức làm cho hơi thở của mình không quá gấp gáp, thầm nghĩ y sờ rồi liệu còn muốn làm chuyện gì nữa không? Trương Khắc không ngờ Trần Tĩnh ngủ còn vặn vẹo người lung tung như thế, tay chạm vào một cái, Trần Tĩnh không chỉ mặc áo len còn có cả áo lót, y chỉ vô tình sượt qua. Đâu phải bóp nó, đương nhiên chẳng có cảm giác gì, lại còn lo Trần Tĩnh tỉnh lại sinh ra hiểu lầm không biết giải thích ra sao. Thấy Trần Tĩnh quay người một cái rồi ngủ tiếp liền yên tâm, điều chỉnh ghế hạ thấp xuống, nhìn vầng trong cong bên ngoài, cách lớp cửa kính vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng nước sông sơ cảng chảy róc rách. Trần Tĩnh đợi mãi chẳng thấy Trương Khắc có thêm động tác gì, cảm thấy hết sức kỳ quái, lại nghĩ, y muốn làm chuyện khác thì phải từ chối ra sao. Tên này thực quá đáng. Rõ ràng có cô gái thiên kiều bá mị như Hứa Tư làm bạn, còn có cô bạn gái xinh tươi đáng yêu như Đường Thanh, sao còn động lòng với nữ nhân khác. Trần Tĩnh rất muốn thở dài một hơi, song không muốn để Trương Khắc nhận ra, áp hơi chậm chậm thở ra từng chút một, đột nhiên nhận ra đai an toàn trước ngực đã được cởi rồi, lúc lên xe mình đã cái vào mà, đây gần như động tác bản năng không thể nhầm được, chẳng lẽ vừa rồi y giúp mình cởi đai an toàn để ngủ thoải mái hơn. Giờ Trần Tĩnh hoàn toàn hiểu ra. Rõ ràng là mình ưỡn người lên cho y sờ mà, trong lòng ngượng ngùng khôn xiết, mình làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Chỉ là cảm giác chớp mắt đó thật mỹ diệu, hai chân cũng ẩm ướt, không khỏi nhớ tới giấc mơ hoang đường đó. Trương Khắc thấy Trần Tĩnh lại cựa mình, khẽ hỏi. Tỉnh rồi à? Trần Tĩnh vờ như mới tỉnh dậy, đưa ta che miệng, phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Á, vừa rồi tôi ngủ trên xe sao? Ha ha,
xe vừa rời khỏi quán ăn là cô đã ngủ rồi, không muốn gọi cô dậy nên lái xe tới đây, mấy ngày qua mệt lắm hả? Trương Khác thấy mặt Trần Tĩnh đỏ bừng, chỉ cho rằng do ánh đèn đường chiếu vào, không nghĩ sang hướng khác, có điều trong bóng tối thấy đôi mắt Trần Tĩnh đặc biệt sáng. Cho dù muốn thành quân cờ của Cẩm Hồ cũng phải đủ nỗ lực mới được, khổ một chút, mệt một chút cũng là chuyện đương nhiên mà. Trần Tĩnh mỉm cười nói. Không phải lại muốn tôi chịu trách nhiệm gì chứ hả? Trương Khắc đùa. Được, hay là để cô ngủ trong xe một lúc nữa? Được không? Trần Tĩnh không nhịn được ngáp một cái, thẹn thùng nói. Mấy ngày qua về chung cứ thế nào cũng không ngủ ngon, hết chuyện này tới chuyện khác cứ hiện ra trong đầu, khả năng là do quá phấn khích. Ừ, hai năm trước Cẩm Hồ mỗi bước đều như đi trên băng mỏng, tôi cũng ít khi ngủ ngon, nghe cô nói thế tôi liền có cảm giác đồng bệnh tương lân. Trương Khắc lại ngả người tơi, giúp Trần Tĩnh hạ lưng ghế xuống. Cô ngủ thêm một chút đi. Lúc ăn cơm thời gian còn sớm, ăn xong chưa tới 8 giờ, Trần Tĩnh chưa ngủ được 10 phút, chẳng có chuyện gì làm, Trương Khắc cũng rảnh rang, nghĩ lúc này mẹ chắc đang cùng nhà cậu và mẹ con Vương Thái Linh tán gẫu việc nhà, y chẳng muốn tới góp vui. Hai ngày qua Tạ Vãn Tình ở gian phòng phía trường học, đi tìm người khác cũng không thích hợp, đại đa số không tiếp khách thì cũng vừa chè chén xong, chẳng bằng ở lại đây bên giai nhân. Trương Khắc đưa tay giới điều chỉnh lưng ghế, gần như thế cảm giác như y ôm mình vậy, Trần Tĩnh cảm thấy người nóng lên, có chút kích động muốn ôm thật chặt y vào lòng. Nhưng sao có thể như vậy được, y nhỏ hơn mình rất nhiều, lại có cả bạn gái cả tri kỷ rồi, Trần Tĩnh kéo hai mép áo khoác lại, như cố che đậy bản thân. Cô biết nếu Trương Khắc muốn làm gì, thực sự mình không có dũng khí từ chối, trong bấn loạn nhắm mắt lại, nghe thấy Trương Khắc rụt tay về nằm xuống ghế, trong lòng có chút hụt hẫng. Thật kỳ lạ, lòng loạn như thế mà lại ngủ thiếp đi rất nhanh, ngủ rất ngon, chẳng biết bao lâu Trần Tĩnh tỉnh lại, mặt dựa vào vai Trương Khắc, vừa mở mắt ra thấy Trương Khắc đang nhìn mình. Á! Trần Tĩnh giật mình ngả vào vai y lúc nào thế, đưa tay lên xem đồng hồ. Sao anh không gọi tôi dậy? Làm tốn của anh 5-6 tiếng rồi. Làm gì có chuyện đó. Con người tôi rất rảnh rỗi. Trương Khắc khởi động xe. Lần sau cô không ngủ được, tôi vẫn có thể bồi tiếp cô miễn phí, giờ tôi đưa cô về nhé. Trần Tĩnh không biết trả lời câu này ra sao, mím chặt môi không nói. Trần Tĩnh khuôn mặt tinh tế mỹ lệ, đặc biệt sau khi ngủ đầy đủ, tinh thần phấn chấn, càng đẹp một cách ưu nhã mà gợi cảm, lại đang tuổi hoa nở rộ, Trương Khắc nhìn cũng động lòng. Tiếc là chỗ này ngay gần tòa nhà Phủ Thiên, đánh vòng xe lại một cái là tới nơi rồi. Trần Tĩnh trở về phòng lấy chai nước khoáng tu liền một hơi dài. Ngủ liền trong xe 6 tiếng, đó là giấc ngủ ngon lành nhất trong thời gian qua, về tới nhà tinh thần dồi dào, chẳng buồn ngủ chút nào, liền mở máy vi tính ra xử lý công việc. Công việc cứ như đổ mãi tới, xử lý không hết, dừng tay nhìn ra ngoài, lúc này bầu trời bên ngoài bị mây đen bao phủ, chẳng thấy trăng sao đâu nữa. Đột nhiên nhớ ra một việc muốn trao đổi với Úc Bình, chẳng nghĩ Úc Bình đã ngủ chưa, liền gọi điện thoại tới luôn, mấy ngày qua đều như thế, cô cũng thường xuyên đang ngủ bị Úc Bình hoặc Tạ Tử Gia gọi điện đánh thức. Nghe thấy giọng Úc Bình chẳng hề buồn ngủ, lại vừa khéo có chuyện muốn tìm mình thương lược, Trần Tĩnh liền bảo cô ta lái xe tới chỗ mình. Hiện đã sang ngày 24 rồi, chiều hôm nay Hiệp hội Xúc Tiến Kỹ thuật sẽ chính thức thành lập, Cao Khoa Khoa Vương mặc dù chỉ là nhân vật phụ. Dù là thế thân phận đó cũng làm Trần Tĩnh cảm giác gánh nặng trên vai rất lớn. Bao nhiêu xí nghiệp điện tử trong nước lọt vào top 100 còn chưa có tư cách làm nhân vật phụ này, Cao Khoa Khoa Vương lại có được quá dễ dàng. Úc Bình vừa mới thấy Trần Tĩnh đã nói. Còn tưởng cô trước khi trời sẽ không tài nào thoát thân được. Hả? Trần Tĩnh vừa không hiểu, vừa hơi giật mình. Cô sẽ không nói ăn tối xong với y là về nhà ngủ ngay chứ hả? Úc Bình nháy mắt. Có chuyện khẩn cấp muốn tìm cô, nhưng gọi tới nhà cô 7-8 lần đều không được. Di động của tôi có vấn đề gì đâu. Trần Tĩnh cầm di động trên bàn lên vờ không hiểu lắc lắc trước mặt Úc Bình. Mặc dù chuyện rất gấp, nhưng không tới mức gọi vào di động của cô. Úc Bình cười giảo hoạt. Đừng vờ vịt với tôi nữa. Không xấu xa như cô nghĩ đâu, tôi ở trong xe anh ta không để ý ngủ mất, tỉnh lại thì đã là 2 giờ sáng. Trần Tĩnh phân bua. Mặc dù sự thực đúng là như thế, nhưng nói ra vẫn thấy chột dạ. May mà tỉnh lại về nhà, nếu không ngủ liền tới lúc trời sáng bị cô làm oan uổng chết thôi. Không làm chuyện gì khác à? Úc Bình nghi hoặc hỏi, gọi liền mấy cú điện thoại không được, cô còn tưởng đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Làm chuyện gì chứ? Dưới ánh đèn trần, da rẻ sáng bóng của Trần Tĩnh hiện lên lớp phấn hồng, có che giấu cũng không che giấu được. Ồ! Úc Bình nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Trần Tĩnh đương nhiên hiểu hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng Trần Tĩnh động tình với cái tên đó là điều dễ dàng thấy được, phì cười. Đúng là không bằng cầm thú. Trần Tĩnh biết chuyện cười, không bằng cầm thú, mặt đỏ dừ không không để Úc Bình tiếp tục bám lấy chủ đề này nữa, đi rót nước, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình không trách y chẳng bằng cầm thú, sao? Cô không chủ động mời y lên phòng ngồi một lúc sao? Úc Bình không chịu buông tha. Chút tâm tư đó Trần Tĩnh sao qua nổi người kinh nghiệm như Úc Bình. Trần Tĩnh ở cùng với nam nhân khác đã bao giờ phóng túng tới mức ngủ trên xe người đó chưa? Trần Tĩnh đã không còn chút phòng bị nào với Trương Khác rồi, xui thay tên đó đột nhiên làm quan tử, Úc Bình cũng nhìn ra u oán trong mắt Trần Tĩnh. Nếu tôi gặp phải nam nhân mình thích, thế nào cũng tìm mọi cách quyến rũ cho bằng được, tôi cả đống tuổi thế này rồi vẫn chưa gặp được nam nhân đáng để quyến rũ. Ồ, cô già lắm đấy. Cô cho rằng thường ngày cô lẳng lơ như thế không phải là để quyến rũ nam nhân à? Trần Tĩnh ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy gối, nhớ tới hứa tư cô gái có thể làm thiên hạ chao đảo, hỏi. Nếu nam nhân đó sớm có nữ nhân mình yêu thương, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bỏ nữ nhân đó, liệu có thi triển hết bản lĩnh để quyến rũ không? Vậy còn cách nào khác, có lẽ nữ nhân cả đời chỉ gặp được một nam nhân đáng để quyến rũ? Úc Bình ngồi xuống. Đôi mắt như vầng trăng phủ một tầng sương u oán. Chẳng lẽ ủy khuất bản thân để thành toàn cho người khác à? Trần Tĩnh không hiểu lắm, định hỏi, nhưng một số chuyện không thể nói hết ra được, ngập ngực lại thôi. Úc Bình thở dài, rồi cười nói. Người ta nói cuộc đời có vô số khả năng, nhưng con người lại cứ thường cưỡng ép bản thân đi vào con đường khác người. Có người có lẽ chỉ nói tự làm tự chịu mà thôi, nhưng người khác không hiểu, không lựa chọn như thế, cũng sẽ bị càng dày vò hơn. Ừ. Trần Tĩnh hiểu con đường khác người Úc Bình nói là làm tình nhân cho Chu Phú Minh, chỉ là không hiểu cô ta nói tới con đường khác càng dày vò hơn là gì. Tới rạng sáng Úc Bình rời đi, Trần Tĩnh nằm trên ghế sofa ngủ thêm một lúc, lại lần nữa mơ tới Trương Khác liền hiểu ra. Trần Tĩnh ăn sáng xong liền lái xe tới tòa nhà Cẩm Hồ. Văn phòng Hiệp hội Xúc Tiến cũng đặt bên trong tòa nhà Cẩm Hồ, trong Hiệp hội, địa vị của Cẩm Hồ giống với 6 đại biểu khác, không hề có đặc thù gì. Chi phí hoạt động của hiệp hội cũng không do một mình Cẩm Hồ gánh vác mà do 7 công ty cùng chịu. Đương nhiên Cao Khoa Khoa Vương lần này có được địa vị và đãi ngộ đặc thù như thế, tất nhiên phải cống hiến thêm chút gì đó cho hiệp hội, thời gian vừa rồi đại bộ phận tinh lực của Trần Tĩnh đổ vào đây. Trần Tĩnh đi vào thang máy, vừa quay đầu lại thấy Trương Khác đang đi từ cửa vào đại sảnh, nghe nói thường ngày y rất ít tới đây, hôm qua gặp được chỉ là ngẫu nhiên, hơn nữa Trương Khác cũng chẳng chú ý lắm tới chuyện hôm nay. Cho dù lúc này có nhớ quan tâm tới, phải nên tới thành ủy thảo luận làm sao tiếp đãi hai nhân vật lớn Cảnh Trọng Dương, Lý Viễn Hồ chứ. Trương Khác đi nhanh tới, đại khái là muốn vào thang máy. Lúc này Trần Tĩnh hơi sợ đối diện với Trương Khác, mong cửa thang máy đóng lại trước khi y tới, nhưng có người khác bấm nút không để cửa thang máy đóng vào. Trần Tĩnh quay sang, nhận ra đó là Diêu Văn Tịnh, còn có cả Chu Hưng Đông trong thang máy, hắn nhìn thấy Trương Khác mặt lạnh tanh. Trương Khác đi vào thang máy khoác vai Diêu Văn Thịnh chào hỏi, chẳng thèm để ý tới Chu Hưng Đông, cô định nhích sang một bên tránh, Trương Khác lại ghé sát vào bên tai hỏi. Tối qua ngủ thế nào? Không biết là y hỏi chuyện ngủ trên xe hay là về nhà ngủ, xung quanh toàn là người, lời này của Trương Khác làm người ta nghe ít nhiều cảm thấy có chút ám muội. Trần Tĩnh mím môi, trừng mắt lên nhìn Trương Khác, đôi mắt long lanh như nước hồ thu cố giấu chút tình cảm thầm kín, tâm tư hơi loạn, chẳng biết trả lời ra sao. Giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, hay hoảng hốt sợ hãi trước mặt người đó. Văn phòng hiệp hội ở tầng 7, Trần Tĩnh đi ra ngoài không thấy Trương Khác đi theo mới thở phào, không ngờ nghe Diêu Văn Thịnh ở bên hỏi. Trần tiểu thư có vẻ rất thân với Khác thiếu gia thì phải. Ồ thế à, coi như thế đi, dù sao ở Hải Châu, ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau mà. Trần Tĩnh trả lời hơi bối rối, một lúc sau mới phản ứng lại. Cục trưởng Diêu cũng rất thân với Khác thiếu gia mà. Ha ha ha, tên đó à, nếu được tôi mong chẳng có dính líu gì tới y, đi cùng y, các cô gái xinh đẹp đều bị y thu hút hết rồi, đặc biệt cô gái xinh đẹp tài giỏi như Trần Tiểu Thư, chỉ cần đứng cùng với tên đó là tôi chẳng có chút hy vọng nào rồi. Chương 697, cuộc họp nhàm chán. Rất nhiều người tới Hải Châu từ hôm qua rồi, sáng nay lại lục tục thêm một đống người tới nơi, máy bay của Cảnh Trọng Dương tới lúc 11 giờ sáng, còn xe Lý Viễn Hồ,
La Quân cũng tới vào chừng đó, mặc dù phía Cẩm Hồ đã có Lỗ Khánh Sinh tiếp đãi rồi, nhưng Trương Khắc muốn khoanh tay đứng nhìn là không thể. 9 giờ, Tống Bồi Minh tới Cẩm Hồ xác nhận lần cuối công tác tiếp đãi, lên tầng tóm lấy Trương Khắc xuống tham gia cuộc họp. Tống Bồi Minh biết, Trương Khắc mà mở miệng, công tác tiếp đãi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Cẩm Hồ muốn xe có xe, muốn người có người, muốn địa điểm có địa điểm, tiền tiêu cũng hào phóng, vậy mà Trương Khắc lại bảo Cẩm Hồ thể hiện như hoạt động lần này không liên quan trực tiếp tới bọn họ vậy. Trương Khắc bị lôi tới phòng hội nghị, nhưng không ngồi phía trước, kéo một cái ghế, ngồi trong góc với Trần Tĩnh. Cô cũng bị kéo tới làm cu ly à? Tôi luôn là cu ly mà. Trần Tĩnh nói nhỏ. Hiện giờ ai cũng sai bảo chúng tôi được, Úc Bình không thể bỏ việc đấy, chỉ đành do tôi tới làm chân sai vặt. Đám Liên Tấn Liên Tín chỉ tùy tiện phái một giám đốc khu vực đảm nhận liên lạc trong hiệp hội là được, mà người liên lạc cũng có 5-7 loại, như đám Lỗ Khánh Sinh thậm chí chẳng hỏi tới sự vụ thường nhật của hiệp hội. Cho dù là công tác tiếp đãi, Diêu Văn Thịnh cũng đến hôm qua mới bỏ thời gian tới Hải Châu, trước đó do Chu Tiểu Quân thay hắn. Cao Khoa Khoa Vương không thể làm cao như thế. Dù là sai Lưu Minh Huy tới, nhưng hắn chưa đủ phân lượng, Úc Bình là tổng giám đốc, không muốn cô ta bị việc lặt vặt này trói lấy thì Trần Tĩnh đành phải tới. Đúng là những chuyện hết sức lặt vặt, ngay cả đám Tiêu Thụy Dân tới Hải Châu từ hôm kia cũng không thèm tham gia loại hội nghị như thế này, hai ngày qua chỉ lộ diện ở đây đúng một lần. Trương Khắc thuần túy là bị Tống Bồi Minh kéo tới góp vui, chẳng ai hy vọng y có thể làm chuyện gì cụ thể, chỉ mong y có mặt làm người của Cẩm Hồ coi trọng cuộc tiếp đãi này. Ý của Đường Học Khiêm là hôm nay Trần Tín Sinh có về Hải Châu kịp hay không chưa chắc, có điều hai người Tô Tân Đông, Đinh Hoè nhất định phải tới sân bay và đường cao tốc đón người, không được phép phái bừa một đại biểu tới cho có, Trương Khắc đành phải nghe theo. Từ chi tiết an bài công tác tiếp đãi có thể nhìn ra Cao Khoa KV hoàn toàn không được coi trọng. Trương Khắc cười trừ, lúc này y chẳng thể lên tiếng bất bình thay cho Trần Tĩnh, hai tay gối sau đầu, chân vắt lên, nghe Tống Bồi mình đang thao thao bất tuyệt. Trần Tĩnh trông bộ dạng lười nhác này, nghĩ ở Hải Châu ngoài Đường Học Khiêm ra chỉ e không ai sai phái nổi y, lúc này di động của cô rung lên, là điện thoại của Tạ Tử Gia, khẽ bảo với Trương Khắc. Chắc Tử Gia tới thành phố rồi. Trương Khắc nghe tới cái tên này là mày bất giác cau lại, nghe Trần Tĩnh che điện thoại nói nhỏ bảo Tạ Tử Gia đi thẳng lên tầng 7, thì ra cô nhóc này đã tới tòa nhà Cẩm Hồ. Cuộc họp kết thúc, đương nhiên chẳng có chuyện gì của Trương Khắc, Tống Bồi Minh kéo đám Diêu Văn Thịnh, Chu Hưng Đông đi. Trương Khắc vươn vai ngáp dài về văn phòng, ở lành lang gặp Tạ Tử Gia mặc chiếc áo khác ngoài màu cam đứng trong góc hơi tối, giống như hương lan trong khe núi sâu kín gió. Cô bé này tuy vóc người mỏng manh, nhưng là mỹ nhân tướng mạo thuần khiết, nếu không biết cái tính quái gở của cô ta, có lẽ rất nhiều người sẽ bị mê hoặc. Loại cuộc họp này mà anh cũng tham gia à? Tạ Tử Gia thấy Trương Khắc đi ra, nghi hoặc hỏi. Chẳng có gì để làm mà. Trương Khắc đút tay túi quần, nhún vai đáp. Á, tốt quá rồi, Trần Tĩnh không có thời gian đưa tôi đi tham quan phòng trưng bày của Cẩm Hồ, bản cô nương thanh thuần khả ái, đi bên cạnh anh sẽ không thấy mất mặt chứ. Tạ Tử Gia vui ra mặt. Người khác có thể nói mình, khả ái, riêng Tạ Tử Gia không có tư cách này, Trương Khắc nghe mà dùng mình, Trần Tĩnh buồn cười lắm, chàng trai khác mà nghe yêu cầu này đều sẽ cười thít mắt, Trương Khắc thì viết luôn hai chữ, phiền toái, lên mặt, Tạ Tử Gia cứ coi như không thấy, mặt hết sức ngây thơ mong đợi nhìn y. Được. Trương Khắc nghĩ buổi sáng chẳng có việc gì, không thể phũ phàng từ chối một cô gái. Trần Tĩnh thấy Trương Khắc đồng ý rồi liền đi làm việc của mình. Đây là ngày thứ hai phòng trưng bày mở cửa với bên ngoài, Trương Khắc đủng đỉnh cùng Tạ Tử Gia đi vào, thấy Lý Tại Thù, Lý Hinh Dư cũng ở trong đó, bọn họ tới hôm qua, chuyến này có cả Kim Nam Dung. Lý Hinh Dư mặc chiếc áo nhung dài màu đen che kín mông, chiếc quần jean màu lam bó gọn lấy cặp đùi mê đắm. Hông thắt lệch một cái đai lưng bằng cổ tay, ăn mặc cực kỳ phong cách thời thượng. Kim Nam Dũng đang trò chuyện với Lý Tại Thù, mặc dù Lý Hinh Dư đứng bên cạnh, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là đang nghe bọn họ nói chuyện, đôi mắt đẹp khiến lòng người sao động mang một thoáng u buồn, không biết đang lo lắng chuyện gì. Đúng là một con yêu tinh, Trương Khắc biết rất nhiều mỹ nữ, song chỉ có vài ba người có thể sánh được với Lý Hinh Dư, khách tham quan trong phòng coi cô như sản phẩm tinh xảo nhất để thưởng thức. Liên tục nhìn trộm về phía đó. Trương Khắc để ý nét mặt của Tạ Tử Gia, khi nhìn thấy Lý Hinh Dư, tiểu ma đầu mím môi lại, dung mạo tuyệt mỹ và vóc dáng bốc lửa của Lý Hinh Dư làm các cô gái khác sinh thù địch cũng là thường tình. Tạ Tử Gia xinh đẹp, nhưng vóc người hơi gầy,
nhất là ngực chỉ hơi gồ lên như cô bé 13,14 tuổi mới phát triển, đương nhiên không ưa nổi bộ ngực hùng vĩ của Lý Hinh Dư. Tôi đã mời trung tâm Bắc Kinh kiểm tra đầu đĩa của Ái Đạt, trừ những đặc tính bọn họ tuyên truyền, ở phương diện xử lý hình ảnh, đọc đĩa, còn ẩn chứa tính năng chắc tuyệt, quỷ kế của bọn họ muốn đành lừa doanh nghiệp đầu đĩa khác. Kim Nam Dũng chỉ một cái đầu đĩa nói. Bọn họ không chỉ xuất sắc trong vận hành thị trường, mà ở kỹ thuật cũng không thể xem nhẹ. Trương Khắc nghe thế mỉm cười, quả nhiên đối thủ hiểu được nhau nhất. Lý Hinh Dư nghiêng người qua, nhìn thấy Trương Khắc, giật mình mở to mắt, rồi hơi nhíu mày lại, tựa hồ tức giận, vẻ mặt mày làm cô thêm hết sức đáng yêu. Đám Lý Tại Thù quay sang, ánh mắt dừng trên mặt Trương Khắc 3 giây mới đưa tay ra. Nhận thức được chỗ lợi hại của Cẩm Hồ, Samsung sẽ nghiêm túc coi Cẩm Hồ là đối thủ cạnh tranh trọng yếu ở thị trường Trung Quốc, hy vọng Cẩm Hồ ngày càng có biểu hiện xuất sắc trên thị trường. Tôi nên nói gì đây, nói xin đừng nương tay à? Đối diện với sự khiêm nhường giả dối đó, Trương Khắc chỉ cười nhạt. Hay là nói Cẩm Hồ sẽ cho các vị kinh ngạc? Trương Khắc không hề khách khí chút nào, điều này bọn chúng sớm lĩnh giáo rồi, Lý Hinh Dư thì hơi nhướng mày lên, thật khó nói đó là biểu hiện gì. Đương nhiên thấy thái độ lạnh lùng đó, đám Lý Tại Thù chẳng ở lại làm gì cho mất mặt, chào hỏi Tạ Tử Gia rồi dẫn hai tên vệ sĩ đi. Lý Kiện Hy từng nói trừ cưa của Mỹ, Sony của Nhật thì các doanh nghiệp điện tử khác bọn họ không để vào mắt. Thành viên gia tộc bọn họ đa phần chán cao hơn trời, song đánh giá của Lý Tại Thù về Cẩm Hồ không phải thấp đâu. Tạ Tử Gia ngoẹo đầu nhìn Trương Khắc, thầm nghĩ, bỏ qua những cái khác, y còn rất đẹp trai nha. Cần gì đánh giá của bọn họ? Trương Khắc khinh bỉ nói, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hinh Dư đang quay mình vào thang máy nhìn sang, không ngờ chạm vào ánh mắt y, bối rối nhìn sang chỗ khác, trông rất nhu mì đáng yêu. Khóe miệng Trương Khắc hơi cong lên, khó diễn tả chừng hơi giống nụ cười lại có vẻ không giống, không ngờ cô gái thiên hương quốc sắc như vậy, lại lựa chọn tự sát trong bồn tắm ở chung cư lạnh lẽo vào đúng lúc rực rỡ nhất trong đời. Có mặt trần tĩnh, Trương Khắc nhận lời đưa Tạ Tử ra tham quan. Tới nơi kéo một nhân viên công tác đẩy toàn bộ trách nhiệm lên hắn, bỏ lại một câu. À, nhớ ra có việc phải làm. Thế là chuồn mất. Chương 698, chim nhỏ sổ lồng. Trương Khắc bỏ chạy bất kể Tạ Tử Gia nghiến răng nghiến lợi căm hận phía sau chiếu ánh mắt sắc như dao đâm vào lưng mình, đến khi cánh cửa cầu thang máy khép lại, mới thở phào. Cầu thang máy dừng ở tầng 12, cửa vừa mở ra không ngờ thấy Lý Hinh Dư đang đứng dùng tiếng Hàn giải thích gì đó với hai bảo vệ. Không thấy đám Lý Tại Thù đâu. Có thể nói tòa nhà Cẩm Hồ trừ tầng 7 dùng cho Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật ra thì đều là cơ cấu hạch tâm của hệ thống Cẩm Hồ, tầng 12 càng là hạch tâm trong hạch tâm, là văn phòng của Trương Khắc và thành viên phòng hạng mục lớn, nếu không có nhân viên công tác có cấp bậc cao dẫn đường tuyệt đối không ai được bước chân vào. Trương Khắc không hiểu sao Lý Hinh Dư lại một mình xuất hiện ở đây, nghe cô giải thích chẳng qua là lấy việc đi tìm nhà vệ sinh làm cớ mà thôi. Đương nhiên bảo vệ không hiểu gì, nhất quyết mời cô đi. À, đó là bạn tôi. Trương Khắc phất tay với bảo vệ, dùng tiếng Hàn nói với Lý Hinh Dư. Hinh Dư tiểu thư tìm nhà vệ sinh à, trong phòng tôi có đấy. Vẻ mặt y rất quỷ dị làm người ta nhìn không yên tâm nổi. Lý Hinh Dư mặt đỏ dừ, nhớ lại chuyện xấu hổ trên tàu hỏa, hai tay ôm trước ngực, dùng giọng nói tội nghiệp, gần như cầu khẩn nói. Tôi chỉ muốn tìm chỗ nấp một mót. Không biết nơi này không cho người ngoài vào. Trốn bọn họ à? Trương Khắc mỉm cười. Văn phòng tôi rộng lắm, một vài người vào trốn cũng không thành vấn đề. Lý Hinh Dư không yên tâm, nhưng không muốn xuống lầu, do dự một lúc rồi đi theo, vừa vào văn phòng thì cửa thang máy mở ra, Lý Tại Thù thò đầu vào, chắc là tìm Lý Hinh Dư xong bị bảo vệ chặn lại. Trương Khắc huýt sáo vui vẻ, đưa một tách cà phê cho Lý Hinh Dư đang ngồi trên ghế sofa rất khép nép. Lý Hinh Dư thi thoảng liếc qua cửa sổ nhìn xuống bãi đỗ xe, tay cầm chiếc di động đã tắt máy, lần nào cũng thất vọng vì chiếc Ferrari vàng rực vẫn đỗ ở bãi. Trương Khắc cầm tách cà phê dựa vào bàn làm việc ngắm khuôn mặt Lý Hinh Dư, chiếc áo khoác cài kín cúc dựng cổ lên, không biết che đi cơ thể nóng bỏng quá cỡ, hay là che giấu nội tâm yếu ớt, ánh mắt sợ hãi lo lắng làm trái tim nam nhân nào có chút thương hương tiếc ngọc cũng cảm thấy đau đau. Trong câu chuyện xưa cũ kia, Lý Hinh Dư tự sát vì ép buộc hôn nhân. Thật khó tưởng tượng một cô gái sống trong xã hội văn minh hiện đại lại phải kết thúc cuộc đời tươi đẹp của mình vì gia tộc bức hôn, có lẽ cuộc sống dồn nén ép buộc cuối cùng dồn cô vào con đường đó. Trương Khắc nghĩ như vậy, lòng càng thấy nuối tiếc, càng cảm thấy vẻ đẹp ai oán kia thật đáng thương,
nếu không có dung mạo này có lẽ cô ấy sẽ được sống cuộc đời bình thường hơn chăng? Mỉm cười nói. Nếu cô muốn trốn bọn họ thì tòa nhà này có cầu thang riêng, cô đi xuống sẽ không bị phát hiện đâu. Vì sao anh lại giúp tôi? Lý Hinh Dư rất nghi ngờ động cơ của Trương Khác, quả thực hành vi trước kia của y không thể làm một cô gái bình thường nào yên tâm. Khi nhỏ mỗi ngày đi học về tôi đều bị ba mẹ nhốt trong phòng làm bài tập, nhưng tôi thì bày đủ mọi trò trốn ra ngoài chơi, nhìn cô như thế làm tôi nhớ tới bản thân lúc nhỏ. Trương Khác gãi đầu. Cô chẳng qua chỉ thi thoảng muốn đi đổi gió thôi, nếu tôi tóm cô đưa về chẳng phải quá tàn nhẫn. Lý Hinh Dư né tránh ánh mắt của y, Lý Nhí phản bác. Tôi không phải trẻ con. Trương Khác nhìn quanh gian phòng sang trọng hiện đại, làm động tác đập phá. Ai mà thích ngồi trong căn phòng lạnh băng này nói chuyện thương nghiệp rồi chứng khoán gì gì đó với đám trung niên chứ? Nếu có thể tôi cũng chỉ muốn ra ngoài kia chạy lăng quăng, tâm tình này cô hiểu không? Lý Hinh Dư dao động, nghe Trương Khác nói thế, cảm giác y còn đáng thương hơn mình. Anh mới 19 tuổi phải không? Ừ. Trương Khác gật đầu, đi tới cửa sổ nhìn xuống, chiếc Ferrari vẫn còn đó. Cô mấy tuổi, cùng tuổi tôi phải không? Cảm giác mình hỏi thế giống thời lừa gạt thiếu nữ vô trên mạng, dụ ngọt. Hay là chúng ta cùng trốn đi? Lý Hinh Dư trần chờ. Hôm nay tổ chức hoạt động lớn như thế, anh đi rồi liệu có loạn hết lên không? Không có tôi, chỗ này cũng chẳng tệ hơn. Trương Khắc nắm lấy tay Lý Hinh Dư. Đi nào. Á. Lý Hinh Dư muốn rụt tay lại, nhưng càng bị nắm chắc hơn kéo ra ngoài. Nắm bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ấy. Trương Khác tưởng chừng như tan chảy, nghĩ một cái nắm tay này không uổng mình mang cô ấy đi chơi. Góc tây bắc tòa nhà Cẩm Hồ còn có một thang máy chuyên dụng thông ra bãi đỗ xe, Phó Tuấn thấy Trương Khác nắm tay Lý Hinh Dư chạy vào thang máy chuyên dụng cũng đuổi theo, nhưng bị Trương Khác đưa tay ra chặn lại. Đừng theo, đưa chìa khóa cho tôi, cũng đừng nói với người khác tôi đi đâu. Lý Hinh Dư lúc này mới hoảng loạn vùng tay khỏi Trương Khác, nghe giọng nói nghiêm túc của Trương Khác, có vẻ muốn trốn thật. Lại cảm thấy kỳ quái, nhưng yên lòng trở lại, nấp sau lưng Trương Khác không dám nhìn Phó Tuấn. Trương Khác và Lý Hinh Dư xuống bãi đỗ xe, xe dừng ngay bên cạnh rồi, vừa lái ra khỏi bãi thì thấy Kim Nam Dũng đang đứng ở trước đại sảnh lo lắng bấm điện thoại. Lý Hinh Dư hốt hoảng cúi xuống trốn, Trương Khác trấn an. Kính một chiều đấy, bên ngoài không nhìn thấy cô đâu. Lý Hinh Dư thở phào ngồi thẳng dậy, gọi điện cho Lý Tại Thù. Em đi ra ngoài rồi. Không cần đợi nữa, buổi tối em sẽ tự về nhà khách, em không phải trẻ lên ba, không cần mọi người trông coi suốt cả ngày. Nói xong không đợi bên kia nói gì, dứt khoát cúp máy, mở cửa sổ xe ném chiếc di động ra ngoài. Trương Khác nhìn mà xót của, chiếc 19 tận 7.000 ngàn, vậy mà nói ném là ném, có thể thấy cô quyết tâm, bỏ nhà theo trai, lớn cỡ nào. Hiện là hạ tuần tháng 11 rồi, cảnh sắc Tượng Sơn đẹp tới não nề. Xe đi trong rừng phảng phần bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực, bên đường chiếc lá rụng đỏ thẫm theo gió núi phiêu bồng trên không trung, xa xa văng vẳng tiếng chuông chùa, không ai có thể đi qua mà không dừng chân lại. Qua, đẹp hơn cả trên tivi nữa. Lý Hinh Dư chống cằm lên cửa xe nhìn cánh rừng đỏ rực trước mắt. Sống trong một gia tộc lớn, Lý Hinh Dư ngột ngạt như bị cầm tù, hôm nay cô không hy vọng thoát khỏi bọn họ, chỉ là nhất thời nổi loạn, không ngờ gặp được Trương Khác, thế rồi cứ hồ đồ bị y lừa tới đây. Trương Khác mỉm cười thư thái, thực sự lừa cô gái này đi chơi, y rất lo hoạt động tiếp đãi hôm nay rối bung hết, nhưng, nhìn vẻ vui mừng mặt Lý Hinh Dư, y gạt bỏ hết đám mình trong cảnh sắc của Tượng Sơn lúc cuối thu. Trương Khác đỗ xe trong công viên Tượng Sơn, cùng Lý Hinh Dư thong thả bước vào rừng, xuyên qua rừng cây Hoàng Lư, đứng ở trên núi ngắm nhìn phong cảnh Tiểu Giang phía dưới. Những kiến trúc lộn xộn phía trước đã bị phá hết, thay vào đó là vườn bách thảo muôn màu hoa thắm. Xa xa là trường quốc tế Hải Dụ, có thể nói đây là cảnh đẹp say lòng người thứ hai ở Hải Châu, chỉ sau ngõ Đan Tỉnh. Chẳng biết Lý Hinh Dư bỏ trốn có làm Lý Tại Thù nổi điên không, Trương Khác mặc sắc hắn, nằm trên bãi cỏ, thích thú nhìn Lý Hinh Dư như con nai con chạy qua chạy lại, ánh mắt long lanh hưng phấn, liên tưởng tới cảnh khép nép sụt rè của cô thường ngày, cảm thấy mình đã làm một việc hết sức đúng đắn. Lý Hinh Dư chạy lăng quăng một lúc, nói muốn tới trường học Hải Dụ xem. Trương Khác hôm nay coi mình thành sai vặt cô, liền chiều lòng, lái xe đưa cô tới đó, đi vào văn phòng của Tạ Vãn Tình, phát hiện Tạ Tử Gia cũng ở trong đó. Chương 699, tiệc tối. Anh,
Tạ Tử Gia đang muốn chỉ trích Trương Khác vì bỏ mặc mình ở phòng trưng bày thì nhìn thấy Lý Hinh Dư, mồm há hốc ra không nói được thêm chữ nào. Làm sao có thể, tên tiểu tử này sao lại lừa được công chúa của Samsung đi với y? Cô là tiểu thư Lý Hinh Dư. Tạ Vãn Tình nghi hoặc nhìn cô gái đẹp không thua kém gì Hứa Tư, Giang Đại Nhi này. Nghe nói cô mất tích ở tòa nhà Cẩm Hồ, mọi người náo loạn, chuyên vụ Lý thiếu chút nữa báo cảnh sát. Xin lỗi đã làm phiền. Lý Hinh Dư bất an khom mình xin lỗi. Tôi nổi hứng đi đổi gió, không ngờ gây thêm rắc rối cho mọi người. Không phiền gì cả, bất kể thế nào thì sai 24 giờ chuyên vụ Lý mới báo cảnh sát được. Tạ Vãn Tình nhìn Lý Hinh Dư, lòng có chút đồng cảm, cười dịu hiền. Tôi chỉ lấy làm lạ, sao cô lại đi cùng Trương Khác? Ngài Trương Khác mỗi ngày bị sự vụ công ty đổ dồn lên người, áp lực rất lớn, cũng muốn ra ngoài đổi không khí. Tạ Vãn Tình thiếu chút nữa phí cười, y mỗi ngày rảnh tới mức phải tốn thời gian nghĩ cách làm gì để giết thời gian mới đúng, lườm Trương Khác một cái, tựa hờn tựa trách, không ngờ y dùng thủ đoạn thấp kém này lừa con gái nhà lành. Trương Khác cười khỉ, cơ bản y có giải thích cũng không ai tin, ngồi xuống hỏi Tạ Tử Gia sao chạy tới đây. Trần Tĩnh không dứt ra được, tôi phải tìm chỗ đốt thời gian, không làm phiền chị ấy. Tạ Tử Gia lấy danh nghĩa cá nhân góp vốn vào Cao Khoa KV, năm 25% cổ phần, song cô không tham gia việc vụn vặt, bị Trương Khác bỏ rơi, liền đi tìm chị họ, không ngờ tới đây tóm được Trương Khác. Trương Khác mắt đảo vòng quanh, tìm cớ giải thích thì cái di động rất hiểu lòng người vang lên, điện thoại do Tô Tân Đông gọi tới, nói thành phố đã đón cảnh Trọng Dương, Lý Viễn Hồ tới nhà khách Văn Sơn, hoạt động chính thức bắt đầu. Đối với chính phủ thành ủy Hải Châu mà nói đây không phải chỉ là nghi thức thành lập hiệp hội xúc tiến kỹ thuật, mà còn là hoạt động mời gọi đầu tư làm người ta hết sức hưng phấn, trong hoạt động sẽ ký kết hợp đồng với rất nhiều xí nghiệp tới Hải Châu đầu tư. Cẩm Hồ tung ra một mồi nhử lớn như thế, không có đống cá lao vào đớp mới là lạ. Đương nhiên những xí nghiệp này mới đầu chỉ đầu tư rất có hạn, từ vài chục vạn tới vài trăm vạn, chẳng có công ty nào dưới tình huống chưa chắc chắn đã ném cả chục triệu trăm triệu vào đầu tư cơ cấu nghiên cứu phát triển. Cho dù là thế tổng lượng ý hướng đầu tư cũng tới 200 triệu, chỉ cần hiệp hội vận hành thỏa đáng, có lẽ sẽ trực tiếp đẩy kinh tế Hải Châu lên một nấc thang hoàn toàn mới. Buổi chiều trời trong nắng ấm, ăn chưa xong, Trương Khác bị Chỉ Đồng và Tích Dung Tích Vũ kéo đi thả diều. Trương Khác, anh nói sẽ dạy em thả diều, không cho quyệt đâu nhé. Chỉ Đồng tay cầm con diều chạy loạn trên bãi cỏ, con diều chẳng bay lên mà cứ quay tít sau mông cô bé. Anh đã bao giờ nói dối Chỉ Đồng chưa nào? Trương Khác làm sao dám nuốt lời hứa với Chỉ Đồng, chạy tới cùng ba cô bé nô đùa ầm ĩ, còn thường xuyên bị ba tiểu nha đầu, bắt nạt, sai bảo làm hết trò nọ tới trò kia, tay chân mặt mũi lấm lem hết cả, làm Tạ Tử Gia cứ tròn mắt nhìn. Trước mặt người lạ Lý Hinh Dư giữ kẽ, không dám tham gia vào trò chơi, bốn đứa trẻ con, nhưng đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ, rồi xin đi dạo khắp trường, tựa hồ rất thích không khí trong trường học, cho tới tận hoàng hồn Trương Khác mới bảo lái xe đưa cô về nhà khách. Tiếp đó Trương Khác còn phải cùng Tạ Vãn Tình về thành phố tham gia tiệc chiêu đãi. Trương Khác tới nhà khách Văn Sơn thì nơi đó đã khách khứa đông nghìn nghịt, song so với những nhân vật y phục sang trọng kia, y càng thích nhìn cô gái phục vụ trẻ trung xinh đẹp mặc đồng phục hơn. Đáng tiếc y bị ba cái đuôi nhỏ bám lấy, căn bản không thể thoát thân đi bắt chuyện với các cô gái đó. Chỉ Đồng rất tinh mắt, nhìn một cái thấy ngay Lý Hinh Dư mặc bộ váy màu anh đào bước từ trên chiếc Ferrari đi xuống. Giật ống tay Trương Khác hưng phấn hô. Chị Hinh Dư cũng tới kìa. Xuyệt. Tinh Dung, Tích Vũ đột loạt đưa tay bịt miệng Chỉ Đồng. Đã bảo có gặp cũng vờ như không quen biết cơ mà. Ồ. Chỉ Đồng dầu mỏ lên một cách hết sức khoa trương, phụng phịu lắc tay Trương Khác. Em muốn chị Hinh Dư chơi cùng với bọn em, phải làm sao đây? Bạn cứ chạy tới nói chị ơi, chị đẹp quá, chơi với bọn em nhé, rồi kéo chị ấy tới là xong. Chẳng hiểu là Tích Dung hay Tích Vũ nói câu này, Trương Khác dần dợn, sao câu này nghe quen quen, thiếu tập trung một chút thôi đã không kịp tóm lấy Chỉ Đồng chạy về phía Lý Hinh Dư. Chẳng hiểu Chỉ Đồng nói cái gì mà Lý Hinh Dư cười duyên dáng nhìn sang bên này, rồi bị Chỉ Đồng kéo đi, Lý Tại Thù, Kim Nam Dung mặt nghệch ra không hiểu gì, Trương Khác cũng giang tay làm bộ mình cũng không hiểu. Thừa lúc Lý Hinh Dư còn chưa đi tới, liền giao Tích Dung, Tích Vũ lại cho vợ chồng Phó Tuấn. Y cùng Tạ Vãn Tình đi vào bên trong. Buổi sáng còn ăn gan báo lửa gạt thiếu nữ vô tri, sao lúc này lại trốn? Tạ Vãn Tình nói mát. Em chỉ mở cái lồng giam con chim Hoàng Yến thôi. Chỉ có thế.
Trương Khắc giải thích. Nếu đó là con chim sẻ thì sao? Trương Khắc ngớ người, quay đầu sang nhìn ánh mắt ẩn chứa nụ cười dí dỏm của Tạ Vãn Tình. Nếu chẳng phải Lý Hinh Dư thân thế bất phàm lại quốc sắc thiên hương thì chắc mình chẳng quan tâm tới chuyện của cô. Chim sẻ sao bằng chim hoàng yến? Không ngờ bị Tạ Vãn Tình bóc trần, may là lúc này Thái Phi Quyên đi tới mời bọn họ vào đại sảnh tổ chức yến hội. Đường Học Khiêm, Tô Giật Quần đang tiếp chuyện cảnh Trọng Dương, Lý Viễn Hồ, hai người bọn họ đi vào mới phát hiện ra nơi này toàn những người quen biết, Tiêu Thụy Dân của Liên Tín, Tôn Chí Cương của Liên Tấn, Liêu Hồng Lôi của Đông Hưng, còn Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh, toàn nhân vật có cấp bậc. Trương Khắc đứng ở cửa một lúc, thấy trong những người mỗi cảnh Trọng Dương là y chưa gặp, nhưng y tin ông ta nhận được ra mình. Hôm nay chủ yếu là Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Thái Phi Quyên đại biểu cho Cẩm Hồ tham gia các hoạt động liên quan, bọn họ đều có những việc không thể thoát thân tham gia tiệc rượu. Trần Tín Sinh tối vừa về đang cùng Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh nói chuyện, thấy Trương Khắc và Tạ Vãn Tình được Thái Phi Quyên đi vào, Trần Tĩnh giữ chừng mực không đi tới, chỉ khẽ mỉm cười. Còn tưởng là tối nay vẫn gặp được Khắc thiếu gia cơ đấy. Vương Duy Quân nhìn kiểu ăn mặc nhàn nhã của Trương Khắc, thân thiên choàng vai y kéo vào trong, đi tới phía cảnh Trọng Dương. Bộ trưởng Cảnh, tỉnh trưởng Hồ đều nói nếu buổi tối mà không thấy cậu đâu sẽ tới tận cửa. Bộ trưởng Cảnh lần đầu tiên gặp Khắc thiếu gia phải không? Cảnh Trọng Dương đúng là lần đầu gặp Trương Khắc, lúc đưa tay ra còn hơi nheo mắt quan sát thanh niên chưa tròn 20 này. Chính y năm nay đã làm bộ bưu điện khốn đốn, lấy mất một giấy phép sản xuất di động của bộ, hiện còn làm ra hiệp hội xúc tiến kỹ thuật này, không biết sẽ phát sinh ảnh hưởng thế nào với cả ngành nghiệp, nếu chẳng phải Cẩm Hồ không tỏ ra mấy dã tâm thì cái hiệp hội này đã không được xuất hiện. Tôi luôn muốn được gặp mặt Khắc thiếu gia. Lần trước còn nói chuyện với đồng chí Diệp Chăn Dân về cậu. Trương Khắc đáp lại rất chuẩn mực. Nghe bộ trưởng Cảnh nói thế tôi lấy làm sợ hãi, hy vọng Cẩm Hồ không gây thêm rắc rối cho bộ trưởng. Trong lòng lại nghĩ, nếu ông muốn gặp thật thì lần trước ở Bắc Kinh đã chẳng phái Dịch Vân Phi tới. Xem ra lần này tới đây cũng chẳng phải là ý muốn của ông ta, chẳng qua hiệp hội này có ý nghĩa và sức ảnh hưởng quá lớn, ông ta phải tỏ ra quan tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 700, vẫn còn người đằng sau. Cảnh Trọng Dương cao lớn, là hán tử phương Bắc điển hình, truyền thông trong nước viết bài chuyên đề về nhân vật chính trị trong nước rất ít, chỉ có thể suy đoán tính cách ông ta từ hoạt động của bộ bưu điện mấy năm qua. Ông ta là người cổ hủ, ngoan cố, ủng hộ kiên định tư duy kinh doanh lũng đoạn, không chỉ nghiêm khắc hạn chế doanh nghiệp ngoại, xí nghiệp tư nhân trong nước, mà ngay cả doanh nghiệp các bộ ngành khác ông ta cũng chống đối. Còn chẳng ngại vì thế mà trở mặt với Bộ Công nghiệp Điện tử. Từ đó đủ biết ông ta không ưa gì Cẩm Hồ. Trương Khắc cũng chẳng ưa gì ông ta. Mặc dù không thích, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hết sức thân thiết, tới ngay cả lúc chào hỏi Lý Viễn Hồ, La Quân vẫn thân thiết nắm chặt tay Cảnh Trọng Dương. Diêu Văn Thịnh thời công tác ở Bộ Bưu điện đã biết không được Cảnh Trọng Dương ưa gì, nên không tới, đứng đằng xa xem Trương Khắc biểu diễn, lắc đầu với Trần Tĩnh. Tên này thật hết nói. Trần Tĩnh nhìn thấy Trương Khắc lại đưa tay ra nắm chặt tay Lý Viễn Hồ thì không nhịn được cười, người càng xa lạ y lại càng tỏ ra thân thiết. Lý Viễn Hồ cũng nắm chặt tay Trương Khắc. Cẩm Hồ chỉ có duy nhất một điều không hay là làm gì cũng không nói trước, làm mọi người đến khổ. Mặt tươi cười, không hề có ý trách móc, song nghĩ ông ta không hề trách móc là nhầm. Câu này quan trọng là phải xem nghe thế nào, người nghe tư cách ra sao, Trương Khắc coi nó là câu đùa thì nó chỉ như câu nói đùa. Còn người khác nghe câu này, e cả ngày thấp thỏm bất an. Trương Khắc cười khổ nói. Chỉ là ý tưởng đột xuất, khi đó tôi phấn khích lên, kích động vỗ đầu một cái là quyết định làm như thế, sau này nghĩ lại hơi hối hận, nhưng lời nói trước giới truyền thông rồi, đành liều đi tới, may mà được bộ và tỉnh ra sức hỗ trợ. Vậy là câu nói đùa thực sự thành câu nói đùa, thái độ của Trương Khắc thể hiện làm mọi người đều vui, ít nhất bề ngoài và hiện thời là thế. Lý Viễn Hồ, Cảnh Trọng Dương. La Quân là tiêu điểm chú ý, không biết bao nhiêu quan viên chạy tới lấy lòng, Cẩm Hồ không cần phải làm nhân vật chính, hàn huyên vài câu Trương Khắc cùng Trần Tín Sinh, Tôn Thượng Nghĩa đi vào trong góc nói chuyện, không cướp phong quang của người khác. Thuận đường xuôi gió chứ hả? Cũng tạm. Trần Tín Sinh gật đầu. Tôi còn dẫn người tới Hải Châu cảm thụ không khí đại hội nhà phân phối ngày mai, cậu có thời gian gặp mặt một chút không? Trần Tín Sinh nửa tháng trước bay sang Mỹ. Một mặt thương thảo với Ti việc công khai kỹ thuật di động, chuyện này không chỉ muốn được Ti chấp thuận, còn mong Ti tích cực tham gia, dù sao nó cực kỳ có cho việc mở rộng thị trường của Ti.
Ngoài ra Trương Khắc hy vọng được Ti đầu tư vào nhà máy tinh viên, tránh sau này cạnh tranh trực tiếp với Ti. Một mục đích khác của Trần Tín Sinh là đưa một phần đội ngũ nghiên cứu của ISS tới trong nước công tác, mấy phòng thực nghiệm trọng yếu của vườn sồi cần chính thức khai trương rồi. Những người này Trương Khắc coi là báu vật gửi gắm sự quật khởi trong tương lai của Cẩm Hồ vào họ, liền bảo Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, em chuồn đây, chị ở lại cùng chị Thái thay em chặn đám người kia nhé. Cẩm Hồ hôm nay không phải nhân vật chính, càng không thể nổi bật, phải tỏ ra khép mình, không có dã tâm khống chế hiệp hội mới được. Ừ, Tạ Vãn Tình gật đầu. Vương Duy Quân tinh mắt, thấy Trương Khắc có ý định trốn giữa chừng, đi tới gọi lại. Sao sớm như vậy đã đi rồi? Bên công ty chúng tôi có khách cần phải tiếp, đành bảo cậu ấy đi một chuyến. Tạ Vãn Tình mỉm cười giải thích thay cho Trương Khắc. Vương Duy Quân hiện toàn diện phụ trách công tác khu cao tân kiến nghiệp, cho nên nắm rõ quỹ tích quật khởi của Cẩm Hồ như lòng bàn tay, Tạ Vãn Tình thời gian qua chỉ tập trung tinh lực vào trường học. Trước giờ cũng không hề có biểu hiện nổi bật nào, nhưng ông ta biết cô có tác dụng trọng yếu ở Cẩm Hồ. Càng tiếp xúc với Trương Khắc, càng hiểu tính lười biếng nhàn tản của Trương Khắc, ông ta càng cảm nhận được có một cái bóng nữa còn âm thầm hơn của Trương Khắc đứng đằng sau Cẩm Hồ, chỉ huy quản lý điều phối cả hệ thống vận hành trơn tru. Có câu đằng sau một người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng một người phụ nữ, quả thực không sai chút nào, đương nhiên ông ta không biết quan hệ bí mật giữa hai bọn họ. Chỉ biết tài sản Tạ Vãn Tình đã tích lũy tới mức độ khiến người ta trợn mắt há mồm, không biết ở trong nước có người phụ nữ nào giàu có hơn cô không. Nhà khách nội thành đã chật kín rồi, Trần Tín Sinh an bài người ở khu nghỉ dưỡng Bắc Lộc Tượng Sơn của thế kỷ Cẩm Hồ. Samsung nghiên cứu rất thấu triệt về chúng ta, nếu còn muốn cho bọn họ bất ngờ thì chúng ta phải chú ý kín đáo hơn. Xe dừng lại, Trương Khắc và Trần Tín Sinh đi xuống, vừa đi vừa nói. Cho dù là một thành viên của Cẩm Hồ tôi còn kinh ngạc với quyết tâm phát triển kỹ thuật của cậu nữa là, Samsung muốn nghiên cứu thấu triệt chúng ta thì khó lắm. Trần Tín Sinh tự tin nói. Vì chúng ta đang đi trên con đường gian nan nhất. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận, đây là con đường bằng phẳng sáng sủa nhất, phát triển tới một mức độ nhất định. Anh sẽ phát hiện, con đường này bị hạn chế ít nhất, nhẹ nhàng nhất, quan trọng là thời gian đầu chúng ta phải cắn răng đi tới. Tô Tân Đông và Đinh Hòe thấy bọn họ xuống xe, đi tới. Còn tưởng mọi người không thể đến sớm như thế, bên này ăn cơm trước rồi. Không sao, tùy tiện kiếm cho chúng tôi hai chỗ ngồi là được. Trương Khắc phất tay, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Công tác bên ngoài phải làm, nhưng tôi coi trọng nhất là công tác nội bộ. Một khi chúng ta sở hữu được nguồn lực kỹ thuật rồi, cho dù có những kẻ ngứa mắt với chúng ta cũng chẳng bóp cổ Cẩm Hồ được. Trần Tín Sinh gật đầu. Giống như hạng mục nhà máy tinh viên, tổng đầu tư lên tới chục tỷ, Việt Tú vì sao có tư cách chủ đạo hạng mục này? Không phải vì bọn họ có tiền, vì bọn họ khống chế nguồn lực quan trọng nhất như Liễu Chí Thành, Quác Tùng Duyên. Đổi lại là hạng mục khác như chế tạo sắt thép, dù có quy mô đầu tư tương đương thì phía đầu tư lấy tiền bạc đi chủ đạo hạng mục cũng sẽ ở vào thế yếu rõ ràng. Vừa rồi ở tiệc rượu Trương Khắc có tư thái cao như thế. Thoải mái rời đi giữa chừng nói cho cùng là vì phương thức phát triển của Cẩm Hồ ít phụ thuộc vào thể chế nhất. Trương Khắc không muốn Cẩm Hồ chịu quá nhiều ước thúc là chắc chắn, nhưng không phải cứ muốn là được. Những ngày qua tôi luôn suy nghĩ về vấn đề chướng ngại của thể chế, hai năm qua trong nước có xu thế chuyển hóa xí nghiệp dân doanh, các tập đoàn dân doanh lớn trong nước đều có khát vọng phát triển theo hướng công nghiệp hóa dầu, sắt thép. Ở lĩnh vực công nghiệp nhẹ, một số xí nghiệp đã gặp phải chướng ngại rồi, không dễ đột phá chút nào. Hơn nữa ngưỡng tiến vào ngành công nghiệp nhẹ không cao, cạnh tranh nhiều, chiến tranh giá cả liên miên. Trương Khắc phân tích, nếu không có trở ngại thể chế, đầu tư vào sắt thép, dầu mỏ nhẹ nhàng và kiếm lợi nhuận nhiều hơn con đường chúng ta nhiều. Nhưng ở lĩnh vực tài nguyên, năng lượng này, tư bản dân doanh chịu hạn chế quá nhiều, một chính sách hạ xuống là đủ cho anh cuống cuồng. Tới lúc đó đừng nói bộ trưởng, mà là ty trưởng, cục trưởng xuống, chúng ta cũng phải khom lưng uốn gối hầu hạ. Các anh có muốn làm không? Tôi không muốn cúi đầu với đám bụng mỡ não phì đó. Còn ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chỉ cần đối diện với người tiêu dùng, trở ngại chính sách không nhiều, xí nghiệp nhà nước cạnh tranh với chúng ta cũng không nhiều, nhưng doanh nghiệp ngoại cần cạnh tranh lại không thiếu, cùng lắm thì thua thôi, không cần phải sống hèn hạ luồn cúi. Trần Tín Sinh cảm khái. Chẳng trách mà cậu coi những người hôm nay tới là báu vật. Trương Khắc cười gian, nói nhỏ. Hiện coi là báu vật, sau này mới dễ sai phái như gia súc, có câu khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu, tôi hy vọng đem năng lượng của bọn họ chuyển hóa thành sức sản xuất.
hắc hắc, đó cũng chính là sự hiểm ác ngọt ngào của nhà tư bản. Đám Trần Tín Sinh cười phá lên. Chương 701, ban thành viên kỹ thuật vườn sồi. Cái bàn của Tô Tân Đông, Đinh Hòe đã ngồi đầy người, Đinh Xuân Kiện cùng Đinh Lỗi đứng lên muốn nhường chỗ ngồi, Trương Khắc ngăn họ. Thêm hai cái ghế, ngồi đông cho vui. Lại nói với Đinh Xuân Kiện. Anh họ Lương Văn Giang của tôi hai ngày nay đang ở Hải Châu, anh có liên lạc với ảnh không? À, vừa mới gọi điện rồi. Đinh Xuân Kiện cùng Lương Văn Giang là bạn học khoa máy tính Thanh Hoa. Hai năm trước Đinh Xuân Kiện gia nhập Cẩm Hồ, lấy tài năng xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu chế mạch của hắn, sẽ đảm nhiệm kỹ sư chính của phòng thí nghiệm cơ sở vi điện tử, là một trong hai kỹ sư chính dưới tay Đàm Vân Tùng, địa vị phải trên các chủ nhiệm kỹ sư khác. Đinh Lỗi Nguyên là kỹ sư chính của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đức Nghi. Sau khi Cẩm Hồ cùng Đức Nghi hùn vốn thành lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Quang điện Thái Thắc, hắn bị kéo tới Hải Châu. Sau khi thi hành chế độ thủ tịch khoa học gia, hắn đảm nhiệm thủ tịch khoa học gia của Viện Nghiên cứu Quang điện Thái Thắc. Trong hệ thống nghiên cứu phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ, chỉ cần tiến hành phòng thí nghiệm cơ sở kỹ thuật nghiên cứu thì mới thực thi chế độ thủ tịch khoa học gia. Hiện nay thì Thành Hán Trương kiêm nhiệm thủ tịch khoa học gia của phòng thí nghiệm ISS, Đàm Vân Tùng đảm nhiệm thủ tịch khoa học gia của phòng thí nghiệm vi điện tử vườn sồi. Đương nhiên, Thành Hán Trương còn có chức trách khác, là thành viên của bộ phận hạng mục lớn, tham dự vào quyết sách chiến lược của công ty, địa vị phải cao hơn rất nhiều. Nhân viên nghiên cứu phát triển có cấp bậc cao nhất là kỹ sư chính hoặc là nghiên cứu viên chính. Tinh lực chủ yếu của Đinh Hòe chuyển rời đến quản lý hệ thống nghiên cứu phát triển kỹ thuật, quản lý toàn cục, sẽ không đi làm những hạng mục cụ thể. Những người ngồi ở bàn này ngoại trừ Tô Tân Đông, Đinh Hòe, những người khác đều là thủ tịch khoa học gia hoặc kỹ sư. Lần này Trần Tín Sinh từ Mỹ mang đến nhân viên nghiên cứu phát triển phân ba loại. Một loại là tỉnh cầu ISS, sau đó sẽ do Đinh Xuân Kiện xuất lĩnh nhóm thành viên nghiên cứu phát triển đến Mỹ tiến hành kỹ thuật khắc phục khó khăn đối với M1U1. Một bộ phận nhân viên này là lực lượng kỹ thuật nòng cốt từ lúc đầu điện tử ái đạt thành lập nỗ lực tích góp được. Trước đó Cẩm Hồ thậm chí sát nhập cả sở nghiên cứu điện tử cấp dưới của Cục Khoa học Kỹ thuật TP, Hải Châu, trong số họ đại đa số đều tham gia công tác khai phát hoàn chỉnh của hệ thống giải mã thế hệ mới. Sau khi họ bị điều qua Mỹ, nhân số của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Cẩm Hồ mặc dù không giảm thiểu bao nhiêu, nhưng lực lượng kỹ thuật liền lập tức thua chỉ kém em rồi. Do đó triệt để chuyển rời trọng tâm công tác đến nghiên cứu phát triển ứng dụng kỹ thuật có trình tự tương đối đơn giản. Đây cũng là những gì bên ngoài thấy được chỉ trong thời gian một năm nay. Thực lực của Cẩm Hồ tại nghiên cứu phát triển hình như cũng đại biểu cho lực lượng kỹ thuật của quốc nội tương đối có thực lực trước mắt. Người bị điều đến Mỹ mặc dù không nhiều lắm, tổng cộng còn chưa đến 50 người. Những người này tuyệt đại đa số trước đó bởi kiệt xuất nên nhận được cổ phần khích lệ trên công tác nghiên cứu phát triển, cũng là lực lượng trung kiên của thực nghiệm vườn sồi. Một loại là những khoa học gia người Hoa chiêu mộ từ hải ngoại trong kế hoạch trăm người hành động. Căn cứ thực nghiệm vườn sồi mãi đến ngày gần đây mới hoàn thành. Trước đó chưa có điều kiện khai triển công tác nghiên cứu phát triển. Ngoại trừ bên trong viên khu sáng nghiệp thành lập phòng thí nghiệm chuẩn bị chỗ cho bộ phận người triển khai công tác chuẩn bị cho giai đoạn trước, lần này đại đa số khoa học gia người Hoa chiêu mộ đến đều tạm thời đưa vào phòng thí nghiệm của ISS. Ở đó, họ có thể trực tiếp tham gia vào công tác nghiên cứu phát triển trước mắt. Trong loại người này cũng bao gồm các nhà khoa học người Hoa đến từ khu vực Âu Mỹ theo thông báo tuyển dụng. Sau khi Thành Hán Trương chính thức gia nhập Liên minh Cẩm Hồ, vẫn tích cực tại khu vực Âu Mỹ tìm kiếm nhân viên tiêu chuẩn cao cho Cẩm Hồ. Những người này đương nhiên nguyện ý đến quốc nội công tác, cũng không muốn về nước tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm của ISS, dù sao sau này ISS sẽ đem kỹ thuật tiên tiến của Cẩm Hồ cùng quốc tế đưa vào thông đạo chủ yếu nhất. Những năm gần đây, rất nhiều nhân tài ưu tú của quốc nội sau khi đến hải ngoại lưu học, đại thể lựa chọn ở lại hải ngoại công tác. Trình độ nhận được coi trọng của họ ở nước ngoài so ra kém với dân bản xứ, thế nhưng quốc nội lại không có sân khấu cho họ thi triển tài năng, đành phải ở lại hải ngoại. Những lưu học sinh hải ngoại này trong hệ thống nghiên cứu phát triển công nghiệp điện tử Âu Mỹ chiếm vị trí cực kỳ quan trọng. Đức Nghi đem kỹ thuật điện thoại di động số hạng 2 ngoại trừ chip băng tần cơ sở cùng đoàn đội nghiên cứu tương quan đều giao cho ISS, đoàn đội nghiên cứu 81 người, trong đó kỹ sư người Hoa có 25 người. Bộ phận kỹ sư người Hoa đa số nguyện ý về nước công tác. Cũng phái bộ khung do họ cùng một bộ phận kỹ sư Âu Mỹ đến nội địa để khởi động phòng thí nghiệm điện thoại di động số của vườn sồi. Bởi vậy có thể thấy được, nói, hệ thống giáo dục của quốc nội đều do Âu Mỹ bồi dưỡng nhân tài cũng không phải vớ vẩn. Còn có một loại người,
chính là nhân viên nghiên cứu mới, sau rất nhiều thông báo tuyển dụng của Cẩm Hồ chọn ra ưu tú đưa vào phòng thí nghiệm ISS tiến hành huấn luyện. Bộ phận này có nhân số nhiều nhất, hơn 240 người. Hơn phân nửa vẫn là sinh viên tốt nghiệp khóa này của các trường đại học, cao đẳng vào mùa hè này. Mặc dù trong đó có rất nhiều thạc sĩ, bác sĩ, nhưng xét thấy cơ sở của sản nghiệp điện tử của quốc nội yếu kém, trình độ nghiên cứu tách rời rất nhiều so với kỹ thuật tiên tiến của quốc tế, những người này nhất định phải trải qua một đoạn thời gian tôi luyện mới được trọng dụng. Trường khác lại rất kỳ vọng vào họ trở thành lực lượng kỹ thuật nòng cốt của Cẩm Hồ vào tương lai. Ba bộ phận người này sẽ là nhóm đầu tiên bước vào lực lượng kỹ thuật của căn cứ thực nghiệm vườn sồi. Lần này người Trần Tín Sinh đưa tới Hải Châu chủ yếu là các nhà khoa học người Hoa theo kế hoạch thông báo tuyển dụng 100 người hành động. Trong số họ đại đa số còn chưa tới Hải Châu, chỉ tới Tổng bộ Cẩm Hồ, còn có nhóm thành viên nghiên cứu của bọn Đinh Xuân Kiện được phái đến ISS. Tổng cộng hơn 140 người. Trong 240 nhân viên mới đưa đến ISS tham gia huấn luyện thì ở lại kiến nghiệp, họ còn phải hoàn thành khóa huấn luyện cuối cùng. Bằng không thì hơn 400 người ồ ạt qua đó sẽ khiến người chú ý quá. Trương Khắc vẫn là yêu cầu khép mình, để không làm cho Samsung và các cửa hàng điện tử y đầu tư bên ngoài chú ý mới tốt. Hoạt động chiêu đãi ngày hôm nay cũng chỉ là nội bộ Cẩm Hồ cử hành, một chút tin tức cũng không tiết lộ ra bên ngoài. Chương 702, phương hướng phát triển kỹ thuật 1. Sau khi tiệc tối kết thúc, có một số người mệt mỏi sẽ về phòng trước nghỉ ngơi, một số người tinh lực dồi dào thì có thiết bị giải trí trong khách sạn rất đầy đủ, thậm chí có người đề nghị đêm du Tượng Sơn. Nhân viên phụ trách tiếp đãi bên này sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của họ. Trương Khắc thì cùng nhóm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe cùng Đàm Vân Tùng, các thủ tịch khoa học gia, kỹ sư chuyển qua một gian nhã thất uống trà nói chuyện. Đây là trà trên đầu nguồn của Tiểu Giang, nhìn qua uống cũng không tệ lắm. Tôi thích uống loại trà này, không quản đi đến đâu, chỉ cần là mời người khác uống trà thì đều uống trà này. Không biết mọi người uống có quen không? Trà này sau đó vẫn là Hứa Hồng Bá mỗi lần đi qua Lâm Trường Hồng Chí mang về một ít, trong xe có chuẩn bị. Mỗi lần muốn uống trà, Trương Khắc đều bảo Phó Tuấn từ trong xe lấy ra là được. Người làm nghiên cứu tính cách đều rất lạnh nhạt, người thích uống trà không ít, Đàm Vân Tùng bưng ly trà, ngửi mùi hương. Mùi hương này so ra không kém với mùi hương của Hách Sát Nhân, trà hình không đẹp, đã làm cho nó bị lu mờ đi. Trương Khắc khẽ cười, ngồi đây cũng không phải đặc biệt thảo luận trà. Những người ngồi đây đều là chuyên gia đứng đầu các lĩnh vực tương quan. Trước đó đều đã gặp mặt, diện đàm qua, có người thông qua kế hoạch, 100 người hành động, mà được mời chào qua đây. Cũng có các, lão nhân, của Cẩm Hồ như Đinh Xuân Kiệt, Vu Bác Dương. Trương Khắc nâng chung trà lên cùng mọi người nhấp một ngụm, chuyển đề tài đến chính đề. Hiện tại 12 người ngồi đây có thể nói là các chuyên gia có thành tựu rất cao trong các lĩnh vực tương quan, có thể nói là 12 viên kim cương. Căn cứ thực nghiệm vườn sồi, phương hướng phát triển kỹ thuật tương lai của Cẩm Hồ, phải dựa vào sự lãnh đạo và nỗ lực của chư vị. Trong số mọi người, vào Cẩm Hồ thời gian dài nhất là Vu Bác Dương, ảnh theo Tô Tân Đông, Đinh Hòe cùng vào Cẩm Hồ, tham dự vào hệ thống kiểu dáng đầu đĩa đầu tiên, và vẫn còn đang làm công tác nghiên cứu phát triển. Có phải Đinh Hòe anh xem Vu Bác Dương là phụ tá đắc lực? Đúng vậy, lúc trước muốn phái anh ta tới Mỹ tham dự nghiên cứu kỹ thuật của sản phẩm M1U1. Cũng là cắn răng mới đồng ý. Đinh Hòe vừa cười vừa nói. Nói cánh tay trái thì cũng phải nói tới cánh tay phải, cuối năm 95 Đinh Xuân Kiện cũng xác định vào Đức Nghi rồi. Trước Tết âm lịch tôi ngồi máy bay tới Thanh Hoa, tới ký túc xá, anh ta còn hùng hồn mời tôi ăn mì nữa mà. Đinh Xuân Kiện lặng lẽ cười, tự giễu nói. Người làm kỹ thuật, không phải quá quen thuộc đối với đạo lý đối nhân xử thế, nếu như lúc này Đinh Tổng tìm tôi nói chuyện công tác đến khuya. Ký túc xá phải có mì ăn liền, cũng coi như tính được ăn khuya. Mọi người đều mỉm cười, chắc hẳn việc này mọi người đều làm được. Trần Tín Sinh nói, lúc đó Tiểu Đinh đã là người của Đức Nghi rồi, tôi bị lão Đinh quấn lấy quá nên phải đáp ứng thả người. Lần này đi Texas gặp được Inzio Burst tiên sinh, ông ấy còn nói thả Tiểu Đinh đến Cẩm Hồ là chứng cứ tôi qua đây sớm nhất. Mọi người cười ha ha, khai phát sản phẩm M1U1. Đinh Xuân Kiện phát huy tác dụng trọng đại, mặc dù tuổi tác còn rất trẻ, nhưng giành được tán thưởng như vậy cũng là nên có. Đinh Xuân Kiện, Vu Bác Dương là những nhân viên trong lực lượng kỹ thuật trước kia của Cẩm Hồ duy nhất đạt được danh hiệu kỹ sư chính tiến vào căn cứ thực nghiệm vườn sồi công tác. Bọn họ lãnh đạo công tác nghiên cứu phát triển của các lĩnh vực kỹ thuật như âm nhạc số, giải mã âm tần,
xử lý Âm Tần. Biểu hiện xuất sắc của Đinh Xuân Kiệt, Vu Bác Dương cũng từ khía cạnh nào đó cho thấy thành tựu trên công tác kỹ thuật trong thời gian 3 năm đã qua của Cẩm Hồ. Không có sự coi trọng của Cẩm Hồ đối với lĩnh vực nghiên cứu phát triển, không có Cẩm Hồ trăm phương nghìn kế phái nhân viên kỹ thuật tham dự vào Đức Nghi, đi nghiên cứu kỹ thuật chip cao đoan của Tư Cao Bách là sẽ không thể bồi dưỡng ra hai kỹ sư nhất lưu này. Kỹ thuật điện thoại di động số của Đức Nghi phải lạc hậu hơn so với các dòng điện thoại di động của hải ngoại như Nokia, Ericsson, Philips, Motorola. Điều này không cần che giấu, điều này có quan hệ với mức độ coi trọng cùng đầu tư của Đức Nghi vào mảng này. Cũng không phải nói kỹ thuật tập thể của họ là hạng 2. Sự thành công của điện thoại di động Y19 Ái Đạt, đặc biệt là đột phá trên kỹ thuật lặp lại âm thanh đã hoàn toàn chứng minh giá trị của kỹ thuật tập thể này. Rất đáng tiếc, phần lớn trong tập thể nghiên cứu này là kỹ sư ngoại tịch, tạm thời chưa vượt biển đến quốc nội công tác. Ngay cả như vậy, phòng thí nghiệm thông tin di động của vườn sồi vẫn đang sở hữu 31 nhân viên nòng cốt, đều rất ưu tú. Cũng nổi bật như hai anh Khang Chí Vĩ, Khưu Tư Viễn vậy. Thủ tịch Thành Hán Trương của ISS ở trong thư gửi cho tôi đã đặc biệt khen ngợi biểu hiện kiệt xuất của hai anh sau khi gia nhập ISS. Ánh mắt Trương Khác đặt vào trên mặt hai thanh niên khoảng 30 ngồi phía trước bên trái y. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm ở Ái Đạt, Khang Chí Vĩ đã tiếp thu đầy đủ kỹ thuật điện thoại di động số của Đức Nghi, và làm ra cống hiến rất lớn, là một nhân tài loại hình toàn năng trong lĩnh vực kỹ thuật điện thoại di động số. Khưu Tư Viễn thành công lấy kỹ thuật lặp lại âm thanh để thực hiện tư tưởng hợp âm tiếng nhạc của Trương Khác. Trước đó họ tại Đức Nghi cũng không có nhận được trọng trách đặc biệt, chỉ có biểu hiện hơi nổi bật trong hàng ngũ kỹ sư người Hoa bình thường. Đương nhiên, kỹ thuật tập thể trước kia phá thành hai bộ phận, một bộ phận ở lại ISS, một bộ phận trở lại quốc nội để phát triển càng nhiều kỹ thuật tiếp thu được thành bộ môn lớn hơn nữa, liền để lại cho hai người họ không gian phát triển lớn hơn nữa. Trương Khác nói. Thủ tịch của ISS đề cử với tôi cho hai anh đảm nhiệm kỹ sư chính của phòng thí nghiệm thông tin di động vườn sồi. Tôi hy vọng thấy được hai anh có được biểu hiện xuất sắc hơn nữa trên chức vị sau này. Có một chút tiếc nuối, phòng thí nghiệm thông tin di động tạm thời còn chưa có thủ tịch khoa học ra, cũng còn thiếu khuyết một đòn rông có thể khơi mào hạng mục nghiên cứu vi xử lý băng tần cơ sở tín hiệu số chip băng tần cơ sở. Nhân vật như vậy, khả ngộ bất khả cầu. Trên quốc tế cũng chỉ có mấy công ty nghiên cứu chip băng tần cơ sở. Muốn bảo trì quan hệ hài lòng cùng Đức Nghi, vẫn chưa thể móc người từ Đức Nghi. Không chỉ không thể móc người từ Đức Nghi, thậm chí không thể bại lộ tầng dã tâm này của Cẩm Hồ cho Đức Nghi biết, chỉ ít trước khi thành công nghiên cứu chip băng tần cơ sở, không thể để cho Đức Nghi biết. Trương Khác còn nói thêm. Tôi thường nói với người khác, công khai kỹ thuật điện thoại di động số, chính là nuôi chó cắn thỏ, tôi không hiểu được quyết định này sẽ gây áp lực lớn thế nào cho mọi người đang ngồi ở đây. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Nếu như Cẩm Hồ cuối cùng không thể tham dự vào trong danh sách cạnh tranh toàn cầu, vậy sẽ không thể xưng là thành công. Nếu như cách làm nuôi chó cắn thỏ có thể làm cho thỏ chạy trốn nhanh hơn, thì không ngại nuôi thêm vài con chó. Chương 703, Phương hướng phát triển kỹ thuật 2. Trương Khác uống trà, ánh mắt đảo qua mọi người, ánh mắt nhìn những người này còn nóng bỏng hơn cả khi thấy tình nhân của mối tình đầu. Làm kỹ thuật nghiên cứu, tôi là thường dân, nhưng tôi vẫn chưa phải nông cạn. Đàm Vân Tùng, Hàn Cách, Trương Chấn Hằng, Vi Nguyên Trân, Thư Cường, Vương Vệ Lương, Lương Thanh Dương. Ánh mắt y chậm rãi đảo qua, trên mặt mỗi người đều dừng lại một giây đồng hồ. Các anh làm việc rất có thành tích, tên của mỗi người, trước khi tôi và mọi người gặp mặt cũng đã có nghe qua, có thể mời những nhà khoa học nhất lưu như mọi người về Cẩm Hồ công tác, đó là mộng tưởng cho tới nay của tôi. Báo cáo về phát triển kỹ thuật tương lai của mọi người đưa về Cẩm Hồ, một chữ tôi cũng không bỏ đọc. Còn đọc nhiều lần, ngồi ở chỗ này, nhiều đoạn sục sôi nhân tâm, hiện tại đều hiện lên trong đầu. Thời đại kỹ thuật số đã mở ra, vô số cái yếu kém cỡ nào, chúng ta nhất định phải đưa nó lên. Ngoại trừ chư vị đang ngồi, còn có không ngừng nhà khoa học, kỹ sư ưu tú gia nhập, cũng hy vọng Cẩm Hồ có thể bồi dưỡng ra các nhà khoa học, kỹ sư nhất lưu. Đêm cuối mùa thu ở Tượng Sơn yên tĩnh không tiếng động, những người tinh lực dồi dào cũng đều đã đi vào giấc ngủ. Trong gian nhã thất vẫn còn ánh đèn từ cửa sổ chiếu ra, rơi vào đình viện, hòa tan với ánh trăng. Cẩm Hồ hoàn toàn công khai kỹ thuật điện thoại di động số đạt được từ Đức Nghi, muốn bảo trì toàn diện ưu thế dẫn đầu về kỹ thuật, đó là người si nói mộng, Cẩm Hồ phải nắm được xu thế của tương lai, tập trung lực lượng đi phát triển kỹ thuật hạch tâm của mình. Chỉ cần trên kỹ thuật hạch tâm bảo trì ưu thế dẫn đầu, vậy có thể đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp.
trắng đêm khó ngủ, mỗi người đều có kiến giải riêng đối với tương lai phát triển của kỹ thuật số. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Trước tiên phải định ra phương hướng nghiên cứu, rồi tập trung lực lượng kỹ thuật trong tay đi công phá. Đại hội bán hàng có cái gì đáng xem? Người chân chính có tầm mắt sẽ không đi ca ngợi huy hoàng lúc này của Cẩm Hồ, huy hoàng chân chính còn ở phía sau. Tụ tập mọi người đến Hải Châu, chính là muốn nghị định ra một phương hướng cho phát triển kỹ thuật tương lai của Cẩm Hồ. Trương Khắc không phải là người ngoài cuộc, kỹ thuật số của lĩnh vực điện tử tiêu dùng cuối cùng phải ứng dụng đến sản phẩm điện tử mới có thể tính thành công, ai có thể rõ ràng hơn y xu thế phát triển của sản phẩm điện tử tiêu dùng vào tương lai 10 năm. Quỹ tích lịch sử đã thay đổi, một mẫu mã sản phẩm điện tử lưu hành có xu thế lịch sử nhất định, cũng có tính ngẫu nhiên rất lớn, còn có nhân tố cạnh tranh lẫn nhau của các ôm trùm trong ngành điện tử. Đương nhiên, những người nhạy cảm có tầm nhìn xa đối với thị trường sản phẩm điện tử tiêu dùng và có nhận định về xu thế phát triển của nó đối với tương lai cũng sẽ không kém hơn Trương Khắc bao nhiêu. Trương Khắc không phải là xuất thân kỹ thuật, tri thức tích lũy đối với các phương diện như mạch tổ hợp, công trình tài liệu, chỉ là vừa mới đạt đến mức độ phổ cập khoa học, nhưng mời những nhân tài đứng đầu như Đàm Vân Tùng gia nhập Cẩm Hồ, Trương Khắc đều là kiên trì muốn nói chuyện với họ, sau đó mới có thể xác định sau cùng. Những nhân tài đứng đầu như vậy sau khi gia nhập, sẽ ở trên trình độ nhất định sẽ chủ đạo phương hướng phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ. Đầu tiên Trương Khắc muốn xác định tư tưởng phát triển kỹ thuật của y là phù hợp với xu thế lịch sử, đây là một tố chất người lãnh đạo phải có. Đầu tiên Trương Khắc phải dẫn dắt theo phương hướng chính xác. Cẩm Hồ muốn vượt qua Samsung, Sony, không có nhiều tài nguyên có thể đi lãng phí, cho nên nhất định phải ngay từ đầu phải nắm giữ phương hướng phát triển kỹ thuật chính xác. Đề xuất ra khái niệm một mẫu mã sản phẩm điện tử, rất dễ, thiết kế xa hoa cũng rất dễ, nhưng muốn cuối cùng hình thành sản phẩm hoàn mỹ không tì vết, cũng không phải dễ dàng chút nào. Trương Khắc đề xuất khái niệm MP3 đã tròn thời gian 2 năm, Cẩm Hồ hầu như tập trung phân nửa lực lượng kỹ thuật đi giải các nan đề kỹ thuật tương quan, lúc này mới miễn cưỡng hợp ý. Đổi lại là những ông trùm điện tử như Samsung hoặc là Sony, sau khi đề xuất khái niệm sản phẩm, có lẽ chỉ cần 3 đến 5 tháng là có thể đưa ra được sản phẩm tương đối hoàn mỹ. Đây là chênh lệch. Cẩm Hồ khuyết thiếu không phải là khái niệm sản phẩm mới, khuyết thiếu chính là lực lượng kỹ thuật cùng cơ sở kỹ thuật để thực hiện khái niệm sản phẩm. Cái này bao gồm vườn sồi, phòng thí nghiệm ISS, cùng với các trung tâm thiết kế sản phẩm lớn, toàn bộ lực lượng kỹ thuật ở bên trong trung tâm nghiên cứu phát triển kỹ thuật ứng dụng, cũng bao gồm hệ thống sản xuất điện tử công nghiệp hoàn thiện. Suốt đêm chưa ngủ, Trương Khắc cùng mọi người trắng đêm thảo luận. Quản lý nguồn điện, màn hình LCD. Kỹ thuật tần số vô tuyến, kỹ thuật vô tuyến, kỹ thuật kiểm tra, đều là một số kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật điện thoại di động số phải phát triển, nhưng Cẩm Hồ muốn trở thành xí nghiệp lĩnh quân của sản nghiệp điện thoại di động, thậm chí nếu có thể cung cấp một nơi khai phát thiết kế điện thoại di động cho các cửa hàng điện thoại di động khác, chỉ ít phải có năng lực cung cấp vi xử lý băng tần cơ sở số chip băng tần cơ sở, hoặc là một loại trong ứng dụng vi xử lý. Theo công năng ứng dụng của điện thoại di động càng ngày càng được nâng cao, khoản kỹ thuật tổng thể của ứng dụng vi xử lý đã vượt qua chip băng tần cơ sở số. Khai phát ứng dụng vi xử lý của điện thoại di động số đối với Cẩm Hồ là một hạng mục nhập môn tương đối dễ, sau khi nhập môn thì yêu cầu tập trung càng nhiều tài nguyên kỹ thuật theo phương hướng phát triển. Đương nhiên, lúc này khai phát chip băng tần cơ sở dễ hơn cũng chỉ là tương đối, chân chính muốn làm thì sẽ không dễ dàng chút nào. Tại khoản này, Cẩm Hồ vẫn là thiếu khuyết kỹ thuật. Kỹ thuật điện thoại di động số tiếp nhận từ trong tay Đức Nghi cũng không bao gồm kỹ thuật vi xử lý. Trương Khắc đều muốn phân một chén canh trên chip băng tần cơ sở, lúc này tự nhiên không có đạo lý không làm ứng dụng vi xử lý này. Đặc biệt thấy được kinh nghiệm khai phát phong phú của Hàn Cách ở trên phương diện ứng dụng vi xử lý này, Trương Khắc liền muốn hắn đi lãnh đạo một tập thể chuyên nghiệp đi làm cái này. Trương Khắc tin tưởng, 7-8 năm sau, đặc biệt là sau khi smartphone xuất hiện, tầm quan trọng của khoản ứng dụng vi xử lý này sẽ vượt quá chip băng tần cơ sở. Trương Khắc còn đề xuất thêm một yêu cầu, chính là muốn vườn sồi tiến vào lĩnh vực cài đặt hệ điều hành Linux. Thời đại smartphone còn sớm, trong từ điển điện tử của công ty hữu hạn khai phát điện tử Ái Đạt chỉ xem như là PDA, xem như là sản phẩm đê đoan của PDA, không cần cài vào hệ điều hành. Nguyên nhân chính là vì đê đoan, Cẩm Hồ mới có thể ung dung như thường tiến vào lĩnh vực cài đặt hệ điều hành Linux. Từ dễ đến khó khai phát bản thân căn cứ vào hệ điều hành Linux. Năm 97, nhân viên kỹ thuật trong nước biết có hệ điều hành Linux này thì như lông phượng và sừng lân, càng không cần nói kinh nghiệm khai phát tương quan.
khi Trần Tín Sinh chọn nhân viên tại Đông Nam Á, Trương Khắc cố ý bảo hắn chú ý nhân tài kỹ thuật của phương diện này. Tư lịch của Vi Nguyên Chân, so với bọn Đàm Vân Tùng, hẳn cách kém một chút, nhưng hắn ở trên phương diện lãnh đạo tập thể cùng mở rộng hệ điều hành Linux có kinh nghiệm phong phú. Trương Khắc đương nhiên không chút do dự đưa hắn làm kỹ sư chính, do hắn chủ trì công tác phương diện này. Chương 704, trở về trường. Ngày 25, Tập đoàn Ái Đạt tổ chức đại hội bán hàng, ngày 26, Điện Khoa Vương tổ chức đại hội bán hàng, ngày 27, Điện Tân Nguyên tổ chức đại hội bán hàng. Trong này, tự nhiên đại hội bán hàng của Ái Đạt náo nhiệt nhất, không chỉ có triển lãm sản phẩm, buổi chiều cùng ngày, còn xúc tiến Hiệp hội Liên Hợp tổ chức diễn đàn hoạt động phát triển kỹ thuật điện thoại di động số. Trong triển lãm sản phẩm của Ái Đạt điện tử chân chính bắt đầu vào ngày 25, ngoại trừ đưa ra sản phẩm rạp chiếu phim gia đình loại trung đoan, cũng không có mẫu điện thoại di động số mới như giới truyền thông chờ mong, hoặc là sản phẩm điện tử loại hình hoàn toàn mới khác. Mặc dù phòng thị trường của tập đoàn Ái Đạt triển lãm sản phẩm vô cùng náo nhiệt, nhưng trong mắt của đám người Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng thì đã có chút thất vọng, cũng không thấy được Cẩm Hồ có sản phẩm mới, kỹ thuật mới khiến người kinh ngạc, đều thầm nghĩ, lần này Cẩm Hồ có phải có sơ suất rồi không? Đây là Trương Khắc tận lực áp chế lại quan điểm của Cẩm Hồ. Không quản bên ngoài phản ứng thế nào, ba ngày này, cao tầng Cẩm Hồ đều rất ít lộ diện, đại hội bán hàng hay triển lãm sản phẩm cũng vậy, đều là do phòng thị trường đi thực hiện. Diễn đàn phát triển kỹ thuật điện thoại di động số, Trần Tín Sinh cũng chỉ lộ mặt một chút liền biến mất không thấy đâu. Nhóm Trương Khắc, Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe thì đang trong khách sạn ở Tượng Sơn nghỉ ngơi, ánh mắt của người khác đều bị hấp dẫn bởi cảnh náo nhiệt trong nội thành. Ở đây tựa như thế ngoại đào nguyên, thuận tiện trốn đi để thảo luận về đại kế phát triển kỹ thuật tương lai của Cẩm Hồ, cũng kéo cả đám nhân viên có cấp bậc chủ nhiệm kỹ sư tới thảo luận. Ngày 28, Hải Châu náo nhiệt suốt tuần cũng từ từ bình tĩnh trở lại, khác theo Đàm Vân Tùng, Hàn Cách, Đinh Xuân Kiệt, Vũ Bắc Dương, Vi Nguyên Chân, các nhân viên ngồi trên ba chiếc xe đến kiến nghiệp. Cứ như vậy, khu thực nghiệm vườn rồi chính thức khởi động trong yên lặng. Mùa thu ở kiến nghiệp rất ngắn. Lúc này trong cơn gió lạnh đã có hơi thở của mùa đông. Lại gặp luồng khí lạnh nam hạ, vừa mới thổi qua kiến nghiệp, trên con đường trải nhựa đã trải một tầng lá cây ngô đồng. Lá cây khô vàng thổi xào xạc theo gió. Đi bên hồ, gió rất lớn, thổi tung mái tóc. Trương Khắc xỏ tay chung túi áo, lưng hứng gió, tầm mắt dừng ở một tầng mây nhạt ở nơi xa xa phía chân trời. Trên mặt hồ, gió thổi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn. Hàng cây sồi bên bờ hồ dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng có vẻ sặc sỡ hơn. Nhớ tới giấc mộng vào buổi sáng ngày ấy của Hứa Tư, bên hồ này nên trồng sồi. Bên bờ hồ cao to, thấp thoáng trong cành lá xum xuê của rừng sồi là khu thực nghiệm vườn sồi mới xây. Khu thực nghiệm khánh thành trước hạ tuần tháng 11, hôm nay có thể nói là tiến vào tập thể kỹ thuật cực kỳ xa hoa ở quốc nội, sẽ trở thành động lực hạch tâm phát triển của Cẩm Hồ vào tương lai. Đáng tiếc còn xa mới đủ. Cho dù còn xa mới đủ cũng không có cách nào, chung quy không thể trông cậy vào ăn một miếng thì mập ngay được. Những việc đáng ghét này cứ tạm thời vứt sau đầu đi. Trương Khắc xỏ tay vào túi áo, ngược gió đi về hướng ngõ học phủ. Buổi chiều thứ sáu, học sinh tình lữ đi lại ở ngõ học phủ rất nhiều. Đi cũng khoảng một tháng rồi, rời khỏi loại sinh hoạt thoải mái nhàn nhã này cũng gần một tháng, thật khiến người hoài niệm. Trương Khắc không vội mà liên hệ Đỗ Phi. Y ngồi xuống một cái ghế gỗ do cành cây ghép lại ở giữa đường, nhìn chăm chú vào ánh mặt trời chiều tĩnh lặng mà cô độc trên nóc nhà, móc thuốc ra, châm một điếu thong thả hút. Nhìn vào đoàn người thanh xuân lui tới trước mắt, hình như trong tất cả cảm giác lơ lửng ở giữa không trung, y cảm thấy một tia cô tịch. Thấy được khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị của Trương Khắc rực rỡ dưới ánh mặt trời chiều, Trần Phi Dung đột nhiên cảm ngộ được nỗi cô độc của y. Trong tay đang cầm truyền đơn, cô không biết có nên đi tới trước mặt y. Đưa qua truyền đơn và nói một tiếng đại loại như, đã lâu không gặp, hay không? Mặc dù tại Hải Châu gặp qua một lần, nhưng vẫn cảm giác dường như y đã rời khỏi thật lâu. Y tại Hải Châu, bị hào quang thần bí mà chói mắt vây quanh, trà trộn trong thế giới của những người trưởng thành, y trong niềm ham hở đó trông xa lạ. Giờ khắc này, mới có thể cảm nhận được tâm tình cùng với niềm cô độc lộ rõ trên gương mặt của y. Đã mùa đông năm 97 rồi, quỹ tích lịch sử cũng dần dần thay đổi. Ngồi nơi ngõ học phủ cảnh còn người mất này, từng vết tích khắc sâu trong lòng không ngờ bắt đầu trôi nổi. Trương Khắc rụi tắt tàn thuốc, quay đầu lại thì thấy Trần Phi Dung đang đứng ở phía sau, bộ dáng có vẻ lúng túng, trong tay cô đang cầm truyền đơn. Phát tờ rơi hả bạn, con gái phát tờ rơi đều xinh như bạn sao,
có thể giới thiệu vài người cho mình làm quen được không? Trương Khắc vươn tay, nhìn nụ cười yếu ớt trên khóe miệng Trần Phi Dung, như thể một giọt mực nhỏ lên tờ giấy trắng đang dần dần nhiễm ra, một chút cô tịch liền bị thu hết vào trong lòng, không còn nhìn thấy vết tích. Tiệm Internet Sáng Vực trải qua 2 tháng chuẩn bị, ngày mai bắt đầu chính thức kinh doanh. Trương Khắc thấy được trên tờ rơi có lời tuyên truyền thời gian miễn phí, vừa cười vừa nói. Tiểu tử Đỗ Phi này, ngày mai chờ sửa thủy tinh đi. Y duỗi duỗi người đứng lên, cảm khái một câu. Cuối cùng cũng trở lại sinh hoạt thế này rồi. Trần Phi Dung thản nhiên cười, cô thích nhìn thấy một Trương Khắc lười biếng, mà không phải là Trương Khắc cả ngày trà trộn trong thế giới của người lớn, bị cái hào quang thần bí vây quanh. Trần Phi Dung giơ tờ rơi trong tay lên, ý là hỏi y có muốn giúp mình phát tờ rơi không? Trương Khắc giúp Trần Phi Dung rất nhanh phát hết tờ rơi, nghĩ ngày hôm nay tiểu tử Đỗ Phi này nhất định lo nghĩ lắm, ngại bên tiệm Internet nhiều người lộn xộn, chỉ gọi điện thoại thông chi hắn một tiếng, tao về rồi, liền cùng Trần Phi Dung đi ăn cơm tới. Sợ đụng phải bọn Đỗ Phi, Trương Khắc cùng Trần Phi Dung từ đầu ngõ phía nam đi vòng đến nhà hàng Thẩm Ký ở trong con hẻm mới mở cửa buôn bán lại. Đứng ở trước quầy hàng chọn một phần cơm sốt cà chua đã lâu không gặp. Trương Khắc một bên móc tiền, một bên hỏi Trần Phi Dung ăn cái gì, y đột nhiên phát hiện ví tiền của mình trống trơn. Mấy ngày này, y nào có cơ hội dùng tiền, cũng căn bản không chú ý tới trong ví có tiền hay không, chỉ phải ưỡn mặt bảo Trần Phi Dung đến quầy trả tiền cho y. Tuy nói ngõ học phủ ở giữa ba ngôi trường, dung nhan cùng khí chất như Trần Phi Dung, cho dù tại học viện âm nhạc, đại học sư phạm, hai trường mỹ nữ như mây này cũng là hàng hiếm, cô xuất hiện tại nhà hàng Thẩm Ký tự nhiên khiến người chú ý. Đám con trai xung quanh đều đang suy nghĩ, ai có thể may mắn mời được cô ăn tối, cũng đã là vận cứt chó lớn bằng trời rồi, không ngờ còn muốn cô ấy bao. Đám nam sinh xung quanh thấy cảnh này đều muốn phát điên rồi, mắt trợn trừng, như muốn bắt Trương Khắc ăn sống nuốt tươi vậy. Chương 705, tiệm Internet khai trương. Trương Khắc phải chịu áp lực cực lớn, cùng Trần Phi Dung sóng vai đứng ở quầy hàng, nhẹ giọng cảm khái. Ai, đàn ông muốn ăn cơm gái bao cũng phải có tố chất tâm lý mạnh không bình thường mới được. Trần Phi Dung bật cười, lườm y một cái. Thần thái xấu hổ giận dỗi này làm cho nam sinh xung quanh đố kỵ đến bốc khói, lại nhìn gái bên mình, nghĩ thầm cho dù che mặt, so vóc người cũng so không lại, không bằng giết bỏ bớt lo. Nhưng không hiểu được thần sắc của họ đã làm cho các cô gái bên cạnh không vui, lúc này có một cô gái hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, anh chàng luống cuống không hiểu được nên đuổi theo hay là không, hơn phân nửa trong lòng bọn con trai là đang suy nghĩ, bộ dạng đó mà cũng còn mặt mũi đi tức giận. Trương Khắc thì không để ý tới trong lòng người khác sẽ nghĩ ra sao, lấy được phiếu ăn, cùng Trần Phi Dung tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, đèn đường đã lên, bao phủ bốn hàng cây ngô đồng ngoài ngõ học phủ. Gió thổi qua, lá cây xào xạc rơi xuống, nghe tiếng gió đã cảm thấy lạnh lẽo. Trương Khắc nói, mùa thu ở kiến nghiệp ngắn thật, không ngờ rời khỏi một tháng, lại bỏ qua mất mùa thu đầu tiên ở kiến nghiệp. Bạn rất lưu ý đến mùa thu. Trần Phi Dung nghi hoặc nhìn Trương Khắc, cảm thấy y không giống loại người than xuân buồn thua. Trương Khắc tay nâng gương mặt nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ. Đối với cuối mùa thu của kiến nghiệp y có ký ức sâu sắc, loại ký ức này không thể nào nói với người khác, y chỉ cười nói. Mùa đông kiến nghiệp lạnh giá, mùa hè oi bức, cây ngô đồng đến mùa xuân sẽ ra lông. Mình rất dị ứng với mấy thứ nhỏ li ti này, vậy chỉ còn lại mùa thu là đáng mong chờ, nhưng mùa thu ở kiến nghiệp lại quá ngắn, lúc này mới qua có một tháng, khí trời cũng đã nhập đông rồi. Nhà hàng tuy nói là hoàn toàn mới, nhưng bố cục không khác gì ngày trước. Trương Khắc và Trần Phi Dung một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thể thấy được TV ở một góc khác của nhà hàng đang đưa tin chuyên đề kỹ thuật điện thoại di động số xúc tiến hiệp hội thành lập, là tiết mục của đài truyền hình kiến nghiệp, khách quý trong tiết mục đang theo người chủ trì liệt kê ra từng lợi ích của việc thành lập một hiệp hội như thế đối với sản nghiệp điện thoại di động quốc nội. Xí nghiệp quốc nội nếu có thêm mấy công ty chịu chủ động gánh trách nhiệm như điện tử Ái Đạt, thì sẽ không bởi vì tiến cử chồng chéo, tiến cử mù quáng mà lãng phí tài nguyên. Tiền tiết kiệm được không biết có thể xây bao nhiêu trường học cho khu dân nghèo. Một nam nhân ngồi ở bàn sát vách cảm khái với người bạn của hắn, trong lời nói có nỗi oán giận. Xí nghiệp phải gánh chịu loại trách nhiệm này sao? Trần Phi Dung nghe được nghị luận của người khác, nghi hoặc hỏi Trương Khắc. Xí nghiệp khuyết thiếu tầm nhìn xa, xí nghiệp phải gánh chịu trách nhiệm lớn thế nào? Trương Khắc cười hỏi, lúc này y có thể lấy một tư thái của những người đứng xem đi xem xét kỹ chuyện này.
cũng có thể thấy được phía sau điều này cất giấu các điểm bất lợi đối với Cẩm Hồ. Nghị luận của học sinh trong nhà hàng cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, nhưng Trần Phi Dung hỏi thì y lại nguyện ý nghiêm túc chỉ cho cô biết, nghĩ sau này nếu như cô làm thư ký, hay trợ lý cho mình, thì công việc cũng trở nên thoải mái nhiều hơn. Ăn xong cơm tối, Trương Khác về khu nhà nghiên cứu sinh trước để lấy thẻ mượn sách. Mặc dù rất nhiều tư liệu đều lưu trong máy tính, y vẫn có thói quen cầm sách bằng giấy chậm rãi đọc, cũng càng quen xem trong không khí ở phòng đọc của Đại học Đông Hải. Trần Phi Dung tới phòng đọc trước chiếm chỗ giúp y, một nam sinh biết rõ cố hỏi chỉ vào chỗ ngồi có đặt trên sâu chìa khóa đối diện với Trần Phi Dung, có phải có người ngồi rồi không, thấy được Trương Khác đang cầm một chồng sách đi tới, hắn mới không cam lòng rời khỏi. Có phải bỏ qua rất nhiều diễm ngộ rồi không? Trương Khác đặt sách xuống đối diện với Trần Phi Dung, khẽ cười hỏi. Trần Phi Dung tay nâng cằm, ánh mắt có phần vô tội nhìn Trương Khác, ngón tay đè vào môi, bảo hắn phải chú ý nói chuyện, đừng ảnh hưởng đến người khác. Trương Khác vội vàng ngồi xuống, hai người chùm đầu vào giữa bàn, nhỏ giọng nói. Trần Phi Dung cầm lại sâu chìa khóa trên bàn, cười rất điềm đạm, cô rất hưởng thụ sự yên bình hiện tại, chỉ là không muốn mở miệng nói ra, nhìn sách trong tay Trương Khác, đều là sách về công trình điện tử, rất tò mò hỏi y lại xem sách về phương diện này. Trương Khác cũng không muốn nắm giữ khoản tài phú lớn hơn cả tỷ, thậm chí trên trăm tỷ, tài phú vượt quá một chỉ số, ý nghĩa đã không lớn. Học tập cùng suy nghĩ, có đủ lý giải đối với toàn bộ bối cảnh của kỹ thuật, mới có thể chân chính thấy rõ tiên cơ của thị trường. Trương Khác cũng không có hy vọng xa vời bản thân có thể ở trên kỹ thuật có phát triển gì, y cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Muốn trở thành con trâu về kỹ thuật như Đinh Xuân Kiệt, ngoại trừ thiên phú, còn cần kiên trì cùng nhiệt tình theo kiểu Khổ Hạnh Tăng. Đương nhiên, cho dù muốn thâm nhập lý giải sâu về toàn bộ kỹ thuật của công nghiệp điện tử, bài học phải làm cũng rất gian khổ. Thư viện 9:30 đóng cửa, Trương Khác muốn đến tiệm Internet Sáng Vực tìm Đỗ Phi, bởi vì ký túc xá còn 1 giờ nữa sẽ tắt đèn. Trần Phi Dung sẽ không thể đi cùng Trương Khác đến tiệm Internet Sáng Vực, nên về ký túc xá trước. Tầng trệt của tiệm Internet được thiết kế thành khu vực chờ theo kiểu quán cà phê, trước bàn quầy ba kiêm thu ngân treo một TV màn hình LCD, lúc này đang phát tin tức quảng cáo điện thoại di động Liên Tín của Quan Chi Lâm. Mọi người đều tụ tập dưới ngọn đèn, bàn về kế hoạch ngày mai khai trương. Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm, các thành viên chủ yếu của Sáng Hiệp đều đang ở đây. Sáng Vực đầu tư gần 6 triệu ngày mai sẽ chính thức kinh doanh. Trên mặt mỗi người đều hưng phấn cùng chờ mong khó có thể áp chế, đương nhiên cũng có khẩn trương. Thấy được Trương Khác đẩy cửa đi vào, họ đều hưng phấn đứng dậy. Ôi, mày còn là một trong ba đại quản lý của Sáng Hiệp đấy, thế mà mất tích hết tháng, còn tưởng mày không đến kịp thời khắc huy hoàng chứ. Thằng cu này vừa trở về cũng không làm chút chính sự, liền lừa gạt đem đi hot girl của mọi người hết cả 5 giờ, lúc này còn lững thững đi tới mới ghê chứ. Thời Học Bân thấy Trương Khác liền hưng phấn đi qua chào hỏi, không thấy được Trần Phi Dung đi theo vào, hắn thò đầu ra cửa nhìn. Trần muội muội đâu, không phải cả xương cốt mày cũng ăn sạch rồi chứ? Một chút nước cũng không để thừa lại cho huynh đệ sao? Tao chỉ làm quản lý danh dự thôi, mà tao mặc kệ chính sự hồi nào. Trương Khác cười biện giải thay mình. Trước khi ăn cơm tối ít nhất tao cũng giúp tụi mày phát 100 tờ rơi rồi còn gì. Trương Khác nhìn Đỗ Phi đi tới. Thân thiết đấm vào vai hắn một cái. Bên này tụi mày chắc cũng chuẩn bị đâu vào đấy rồi chứ, không vội thì về sớm nghỉ ngơi đi, lo mà ứng phó cục diện ngày mai. Những người khác đều bị tụi tao đuổi về rồi, bọn tao nằm trên giường cũng không ngủ được, còn không bằng ở đây thương lượng một chút, xem còn chuyện gì chưa nghĩ đến không. Chương 706, rắc rối giờ khai trương. Đỗ Phi đứng sóng vai với Trương Khác, mặc dù so sánh với Cẩm Hồ khổng lồ, tiệm Internet Sáng Vực như ánh đom đóm yếu ớt dưới ánh trăng, nhưng trong lòng hắn có sự hào hùng của Sáng Nghiệp thành công trước đó, loại cảm giác thành tựu này cũng sẽ không vì quy mô của Sáng Vực không đủ lớn mà giảm chút nào. Đỗ Phi nhìn sang chỗ sâu trong phòng khách, vì tiết kiệm điện, đèn trong đại sảnh đều tắt hết rồi, nhưng đèn đường bên ngoài chiếu sáng vào, vẫn có thể rõ ràng thấy được tất cả trong đại sảnh, Đỗ Phi nói với Trương Khác. Còn tưởng rằng mày không tới kịp chứ, mày nhìn giúp tụi tao xem. Còn có chỗ nào không hợp ý không? Năm 97, tiệm Internet vẫn còn là một thứ rất mới mẻ, tiệm Internet Sáng Vực thoáng cái đã đưa vào 6 triệu, 320 máy. Phóng nhãn trong phạm vi toàn quốc, đều phải tính là tiệm Internet siêu nhất lưu, hơn nữa còn là do đám sinh viên bọn họ vẫn còn trong trường tự tay làm nên,
đổi lại là ai, trước đêm khai trương cũng sẽ khẩn trương ngủ không yên. Trương Khác cũng thật lâu không quan tâm đến tình huống của tiệm Internet, không quản nói như thế nào, y vẫn còn đeo cái chức vụ quản lý danh dự của sáng hiệp, chung quy không thể không quan tâm đến một chút chuyện nghiêm chỉnh nào. Trương Khác liền bảo Đỗ Phi, Mông Nhạc dẫn mình nhìn đi xem quanh tiệm. Thi Tân Phi lãnh đạo thành viên của câu lạc bộ côn trùng trong 2 tháng thành công phát triển phần mềm hệ thống quản lý thu phí của tiệm Internet. Yêu cầu này đối với nhân viên kỹ thuật của Cẩm Hồ có thể không tính là cái gì, nhưng đối với những sinh viên còn trong ghế nhà trường như Thi Tân Phi thì nó rất đáng quý. Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng chính thức lấy danh nghĩa công ty hữu hạn đầu tư sáng vực, đăng ký phòng làm việc cho câu lạc bộ côn trùng, nếu dự tính tiệm Internet sẽ hình thành là một ngành nghề mới phát, hệ thống quản lý thu phí cũng sẽ có thị trường tương ứng, thành lập phòng làm việc, chính là muốn tiến hành duy trì sự phát triển liên tục cũng như đưa ra thị trường đối với hệ thống quản lý thu phí. Bọn Đỗ Phi không chỉ ở bên trong tiệm Internet sáng vực, tạo ra một khu vực làm việc chuyên môn, còn đưa vào 20 vạn tài chính, xem như kinh phí để phát triển phần mềm này. Coi như là hạng mục đầu tư thứ 2 ngoài tiệm Internet sáng vực của công ty hữu hạn đầu tư sáng vực. Về phần thành viên câu lạc bộ côn trùng trước đó vẫn muốn làm phát triển game để trả lại cho Đỗ Phi, bọn Mông Nhạc tạm thời áp chế lại. Đỗ Phi quả thật đã sơ bộ có đủ năng lực cùng tầm mắt của nhà đầu tư rồi, mấy năm nay đi theo Trương Khác cũng không phải uổng phí. Mông Nhạc cũng là loại người có ngộ tính cực cao, rất nhiều thời gian, những người như họ chỉ là thiếu khuyết một đất diễn mà thôi. Một khi đã có đất diễn, họ sẽ nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa thành tựu sẽ khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chịu ân của chính sách ưu đãi thuộc chiến lược sản nghiệp cao tân mới của TP, kiến nghiệp, tiệm Internet nằm bên trong khu vực quy hoạch của tư tưởng hành lang số, phí dụng đưa vào sợi quang học giảm phân nửa. Vấn đề này cùng vấn đề lũng đoạn của một số ngành tin tức viễn thông khác, Trương Khác rất sớm đã nói với trong TP, kiến nghiệp, đương nhiên không phải chỉ vì tiệm Internet sáng vực, cái này liên quan đến chính sách lũng đoạn của ngành viễn thông từ xưa tới nay ở quốc nội. Nhưng TP, kiến nghiệp phải có quyết tâm làm cho tư tưởng hành lang số trở thành thung lũng điện tử của Trung Quốc, phải có gì đột phá. Trong khu vực quy hoạch của tư tưởng hành lang số, trên diện rộng giảm cước phí thông tin, tự nhiên sẽ đơn giản nhiều hơn. Trừ điều đó ra, tiệm Internet sáng vực xem như một trong những tiệm Internet sớm nhất, có quy mô đầu tư lớn nhất hiện nay tại quốc nội, tác dụng làm mẫu của nó là không thể xem nhẹ. Bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng rất chú ý đến khai thác tiềm lực của phương diện này. Chỉ 320 máy tính chất lượng cao, đối với ngành máy tính vào năm 97 thì cũng coi như một đơn hàng lớn rồi. Máy tính, máy server cùng linh kiện Internet, bọn Đỗ Phi trực tiếp hợp tác với chi nhánh công ty kiến nghiệp của Levono. Levono gần như lấy giá của thành phẩm cung cấp. Dự toán nguyên vật liệu của tiệm Internet mặc dù không giảm xuống, nhưng phân phối so với dự toán phải cao hơn một bậc. Xong việc, Trương Khác nói. Không sai, theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức cũng không phải một phẩm chất tốt. Đổi lại những người khác làm, cũng rất khó được xuất sắc hơn, cho dù thấy được có một số vấn đề tồn tại, Trương Khác cũng sẽ không chỉ ra, có một số việc nhất định phải để cho họ tự mình đi quan sát, đi suy nghĩ, đi điều chỉnh. Trương Khác lại hỏi Đỗ Phi. Buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ ngày mai là thời gian miễn phí hả? Thấy Đỗ Phi gật đầu, y cười nói. Ngày mai tụi mày cẩn thận thủy tinh ở trước cửa, đừng để chen lấn mà làm vỡ đấy. Sự tình khiến Trương Khác bất hạnh đoán trúng rồi. Năm 97, còn rất ít người có thể hiểu rõ hai chữ, miễn phí, có lực mê hoặc sâu sắc thế nào đối với mọi người. Bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc đương nhiên cũng nhận thức không đủ. 7 giờ chính thức kinh doanh, 6 giờ họ phải đến ngõ học phủ chuẩn bị, mà ngoài cửa tiệm đã đứng rất nhiều học sinh chờ lên mạng miễn phí. Trương Khác cũng sợ họ ứng biến không đủ, đã thức dậy sớm nửa giờ qua đó xem. Vừa đi tới Đông Môn, nhìn đoàn người đang chờ đợi che kín cả nửa con đường, Trương Khác cầm thẻ nhân viên trong tay, cố chen vào trong đám người. Khi phát hiện đoàn người đang chờ mặc dù rất đông, nhưng vẫn còn duy trì thứ tự cơ bản, kiên trì chờ đợi. Hiện tại chỉ sợ vừa mở cửa, một khắc đó sẽ có hỗn loạn. Ngoại trừ các nhân viên trực ngày đầu tiên, Đỗ Phi, Mông Nhạc gần như đã triệu tập toàn bộ thành viên của sáng hiệp từ trên giường qua đây. Nhìn cái kiểu này, khẳng định không thể trực tiếp cho mọi người vào khu vực chờ được. Đỗ Phi lúc này trong hưng phấn lại xen lẫn nhiều lo lắng khống chế không được cục diện, làm cho thời gian miễn phí trở thành ngòi nổ dẫn đến hỗn loạn. Hắn bảo nhân viên trực tiếp ra ngoài cửa duy trì thứ tự, phát cho thẻ thứ tự. Nghĩ hết mọi biện pháp để giảm bớt sự bùng nổ trong nháy mắt mở cửa tiệm. Hắn lại có chút đau đầu nói.
cho dù ngày hôm nay có thể miễn cưỡng duy trì được, nếu như mỗi ngày thời gian miễn phí đều là tình cảnh thế này, quả thật khiến người đau đầu. Thì làm gì còn cách nào? Lời đã nói ra như bát nước đã hất đi, nếu đã đưa ra hứa hẹn thời gian miễn phí, thì tuyệt đối không thể thu hồi. Mông Nhạc ở bên cạnh cũng mang theo áp lực không ngừng, tâm tình hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian khai trương, mọi người khổ cực một chút, cẩn thận cửa thủy tinh đừng để chen lấn làm vỡ là được. Chương 707, bị đùa giỡn. 7 giờ lên mạng, khi đoàn người lục tục tiến vào còn có thể duy trì thứ tự, rồi khi ghế trống còn lại chưa đến 40, thứ tự bên ngoài bắt đầu hơi không khống chế được, mọi người xô đẩy lẫn nhau muốn chen vào. Một bạn nữ được an bài ra ngoài duy trì thứ tự bị tràng diện trước mắt làm sợ hãi, liền trốn vào tiệm. Đoàn người ở vị trí đó đột nhiên không có ai ngăn cản, thoáng cái lao tới trước cánh cửa thủy tinh, thế không thể cản lại. Cả cánh cửa thủy tinh bị xô ngã, vỡ nát bấy trên mặt đất. Trương Khắc nhổ đi một ngụm nước bọt, cái mồm mình thối thật, nói cái gì thì tới cái đó. Cũng may cửa thủy tinh bị xô đổ xuống đất mới vỡ, ngoại trừ mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi thì không có ai bị thương. Cảnh tượng này làm mọi người chen nhau vào chiếm chỗ giật mình, cũng làm cho cục diện hỗn loạn bên ngoài tạm thời lắng xuống. Thừa dịp lúc này, Trương Khắc cùng Đỗ Phi dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh đi tới, duy trì thứ tự ở bên ngoài, lớn tiếng nói với mọi người đang chờ được lên mạng miễn phí. Xảy ra chút tình huống, phía trước toàn là mảnh vỡ thủy tinh, mọi người đừng chen lấn lên phía trước. Tạm thời ổn định mọi người, Đỗ Phi dẫn theo 2-3 người sơ tán đi hàng người phía sau. Mông Nhạc ở trong tiệm cũng nhanh chóng tổ chức nhân thủ quét dọn mảnh vỡ thủy tinh. Tiệm Internet sáng vực chủ yếu chia làm 3 khu vực chính, lầu 1 là khu hội viên bình thường, cũng là khu vực chiếm diện tích nhiều nhất, máy nhiều nhất, lầu 2 là khu buôn bán, chuyên khu nữ sinh cùng chuyên khu khách VIP. Khu hội viên bình thường cùng chuyên khu nữ sinh có giá là 5 đồng 1 giờ. Khu khách VIP giá 8 đồng 1 giờ, phòng bao của khu khách VIP có giá 12 đồng 1 giờ. Không biết là tiểu tử nào nghĩ ra chủ ý thiêu thối, hai chuyên khu nữ sinh phân biệt thiết lập ở hai bên Nam Bắc đối diện với cửa sổ, bị khu buôn bán vây quanh. Chỉ ngăn cách bởi cánh cửa thủy tinh cao đến ngực. Nói cách khác, bất kể người ngồi ở góc nào của khu buôn bán, cũng có thể rất thuận tiện nhìn con gái ở chuyên khu nữ sinh. Phong bao của khu khách VIP dùng kính mờ làm ngăn cách. Theo lời nói của thời học bân, giá lên mạng của khu khách VIP cùng khu buôn bán nên đổi một chút mới hợp lý. Chỉ có máy ở khu hội viên bình thường, trong thời gian miễn phí mới mở cửa không ràng buộc với bên ngoài. Trải qua hỗn loạn lúc đầu, khu buôn bán, chuyên khu nữ sinh, khu khách VIP cũng bắt đầu mở cửa với bên ngoài, cũng rất nhanh bị hết máy. Lúc này khu nghỉ ngơi trước quầy ba tổng hợp cũng mở cửa. Ngồi đây là học sinh đang chờ người khác trả máy. Ngoại trừ cánh cửa thủy tinh bị vỡ, ngày hôm nay không có chỗ nào không hài lòng khác. Đứng ở trong quầy ba gọi điện thoại cho cửa hàng thủy tinh, Đỗ Phi thở một hơi dài, giơ nắm tay vung về phía Trương Khắc. Không quản có làm thành hay không, cuối cùng cũng đã làm được một việc. Thấy bộ dạng rất hưởng thụ của Đỗ Phi, Trương Khắc đá hắn một cái, cười nói. Rất hưởng thụ đúng không? Đừng có mà đắc ý quá sớm. Khi mệt mỏi, đừng có mà than. Treo thẻ lên ngực, Trương Khắc lại nói. Thôi, tao đi lên lầu làm việc đây, không rảnh tán gẫu với mày ở đây nữa, đỡ phải tụi mày nói tao không làm chút chuyện nghiêm chỉnh nào. Cái đệt, công việc của mày thằng nào chả muốn làm. Trương Khắc cũng mặc kệ Đỗ Phi oán giận cùng ước ao, xoay người đi lên lầu 2, đi về hướng chuyên khu nữ sinh. Năm 97, máy tính còn xa mới đến trình độ phổ cập. Cho dù toàn bộ các trường đại học đều mở lớp dạy máy tính, nhưng đối với rất nhiều học sinh sau khi vào đại học mới tiếp xúc với máy tính mà nói, cũng không phải chỉ học vài tiết máy vi tính khô khan là có thể giúp họ quen thuộc với sự vật mới mẻ này. Thậm chí rất nhiều học sinh năm nhất mới mơ hồ học qua mấy tiết máy vi tính, ngay cả khởi động máy thế nào cũng không rõ lắm, càng không cần nói đến lên mạng duyệt website, tìm tư liệu, đăng ký email, gửi email. Bọn Đỗ Phi suy nghĩ đến loại tình huống này. Tiệm Internet sáng vực còn cố ý mời thêm một nhóm kỹ sư Internet, qua lại giữa các khu để phụ trách việc chỉ đạo khách rất có thể là lần đầu tiên tiếp xúc với Internet, làm sao để lên mạng lướt web. Cái gọi là đi làm việc của Trương Khắc, tự nhiên là tự nguyện không ràng buộc đảm đương, kỹ sư Internet của chuyên khu nữ sinh. Rất đáng tiếc cho công việc có ý nghĩa này, tài năng của Trương Khắc chưa kịp phát huy thì điện thoại của Diệp Kiến Bân gọi qua. Khi điện thoại di động ở trong túi quần vang lên, Trương Khắc đang dạy một bạn nữ xinh đẹp ở Đại học Sư phạm nhập địa chỉ website.
Bạn nữ bị tiếng điện thoại làm giật mình, tay cũng hơi run run, chạm phải lòng bàn tay Trương Khác, lại thụt mạnh về. Trương Khác vừa muốn nói tiếng xin lỗi, thấy bạn nữ sắc mặt ửng hồng, ánh mắt như nhìn như không. Hình như cô hy vọng Trương Khác sợ trở lại. Trương Khác thầm than, mình ở tại chỗ này chiếm tiện nghi người ta, hay là để người ta chiếm tiện nghi đây? Y cũng không nói gì thêm, liền tiếp điện thoại của Diệp Kiến Bân. Trong khoảng thời gian này Thịnh Hâm đang công thành chiếm đất ở những thành phố lớn tại Tây Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam. Thịnh Hâm đang trong thời kỳ phát triển, Diệp Kiến Bân muốn bớt lo, hoàn toàn rút ra là không có khả năng. Mặc dù hắn đã giao sự vụ hàng ngày cho Thiệu Tâm Văn quản lý, hắn vẫn còn là chủ tịch của Thịnh Hâm. Trong 2 tháng hắn từ Hong Kong trở về, đã phải khắp nơi chạy vạy cho sự vụ của Thịnh Hâm, không được thư giãn chút nào. Trương Khác suy nghĩ một chút, vẫn là lần trước cùng Lý Tại Thù, Lý Hinh Dư khi đến đồn công an ở đường Mã Liên mới gặp mặt Diệp Kiến Bân, chớp mắt cái đã gần 1 tháng trôi qua. Trương Khác hỏi Diệp Kiến Bân tìm mình có chuyện gì, Diệp Kiến Bân hỏi y đang ở đâu. Trương Khác nói cho hắn địa chỉ, Diệp Kiến Bân bảo y đi ra ngoài. Trương Khác dán mặt vào cánh cửa thủy tinh nhìn xuống dưới lầu, chiếc xe hoàng quan màu đen của Diệp Kiến Bân đang đậu ở dưới lầu. Chừng nào thì anh được nhàn nhã vào ngày cuối tuần như thế rồi. Trương Khác kẹp điện thoại vào cổ hỏi Diệp Kiến Bân, nghiêng người đành chữ trên máy tính, nói cho bạn nữ y mới hướng dẫn lên mạng là ngày hôm nay mình có việc phải ra ngoài, bảo cô tìm người khác hướng dẫn. Bạn nữ kia tiếp nhận bàn phím, nhanh chóng gõ ra một hàng chữ, ngày mai mình sẽ qua đây lên mạng nữa, còn có thể tìm bạn dạy mình lên mạng được không? Trương Khác kinh ngạc nhìn bạn nữ kia, tốc độ đánh chữ này đâu giống như người vừa mới tiếp xúc với máy tính đâu. Y nghĩ thầm ngày hôm nay mình có phải xem như bị đùa giỡn rồi không? Cúp máy, Trương Khác nói với bạn nữ kia. Ngày mai lại nói đi. Trương Khác vội vàng chạy ra ngoài, ở lầu 1 không thấy Đỗ Phi, liền vào xe của Diệp Kiến Bân trước, thì phát hiện ra Diêu Văn Thịnh cũng ở đây. Mùi âm mưu nặng quá rồi, vừa mở cửa xe liền sộc thẳng vào mũi. Trương Khác ngồi vào trong xe, nói với Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh. Đừng có nói là chỉ cuối tuần muốn tìm tôi cùng đi tiêu giao khoái hoạt nha, lời này quỷ cũng không tin đâu, có chuyện gì nói mau đi, nếu như không hợp ý, tôi cứ ở lại chơi với nữ sinh thích hơn. Chương 708, cuối tuần của 3 người. Diệp Kiến Bân cười ha ha. Quả thật là tôi chỉ muốn kéo cậu đi ra ngoài tiêu giao khoái hoạt thôi, Văn Thịnh có chủ ý gì thì tôi không rõ lắm. Có rõ ràng như thế không? Diêu Văn Thịnh nghi hoặc hỏi. Ánh mắt của tôi lẽ nào rất chờ mong sao? Tôi vừa mới trêu một em của đại học sư phạm, xem ánh mắt của em này không khác gì anh đâu. Trương Khác cười nói, mặc dù ngày hôm nay là cuối tuần, nhưng Diêu Văn Thịnh tuyệt sẽ không rảnh rỗi. Vương Duy Quân vừa mới đi nhậm chức vị trí chủ nhiệm khu Cao Tân, lại vội vàng việc thành lập Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động Số. Rất nhiều kỹ thuật chip, phần mềm, đều sẽ trọng điểm nhằm vào xí nghiệp của khu Cao Tân kiến nghiệp mà công khai. Khu Cao Tân kiến nghiệp đương nhiên muốn làm tốt công tác chỉ dẫn tương ứng, thậm chí muốn nắm giữ vị trí chủ đạo trong công tác tương quan. Bọn Diêu Văn Thịnh lúc này chắc có lẽ sẽ vội đến bở hơi tai rồi. Diêu Văn Thịnh cười đấm Trương Khác một cái. Tóm lại sắp ăn cơm trưa, mời cậu ăn cơm. Yến Vô Hảo Yến, cứ để tôi mời 2 người đi. Đợi lát nữa có nói cái gì cũng sẽ dễ trực tiếp từ chối hơn, sẽ không bởi vì ăn một bữa cơm mà bị anh chiếm lợi to. Trương Khác cười nói. Lại nói với tài xế của Diệp Kiến Bân. Anh Thành, chúng tôi sẽ ăn ở nhà hàng Thẩm Ký, anh tìm một chỗ đậu xe, đi vào trong đó tìm chúng tôi là được. Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh không nói cười gì, chỉ phải xuống xe đi theo Trương Khác. Này, Trương Khác cảm giác một trận gió lùa qua, chợt quay lại nhìn, Tôn Tịnh Mông ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ màu vàng nghệ của cô chạy qua. Bánh trước gần như dán sát vào chân Trương Khác. Ánh mắt sáng trong của Tôn Tịnh Mông mang theo nghi hoặc quét tới quét lui trên mặt 3 người Trương Khác, Diệp Kiến Bân, Diêu Văn Thịnh, hình như đang bắt giặc tìm tang vật. Này, 3 người các anh sao ban ngày đi ra hoạt động rồi? Được, lại tốn thêm 1 phần cơm. Trương Khác bĩu môi, không cho rằng lúc này Tôn Tịnh Mông còn có thể thành thật bỏ đi, ngày hôm qua trở về gấp, chưa kịp đến 1978 lộ mặt, còn tưởng rằng Tôn Tịnh Mông sẽ oán giận cái gì, không nghĩ tới cô hoàn toàn không nhắc đến việc này. Khiến trong lòng y có chút thất vọng. Diêu Văn Thịnh thật là có chuyện muốn tìm Trương Khác thương nghị, còn là việc quan hệ đến Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại Di động Số. Họ đi ăn cơm cũng tương đối sớm, trong nhà hàng vẫn chưa có bao nhiêu người. Chọn cơm xong, tìm một góc ngồi xuống,
Diêu Văn Thịnh nói rõ mục đích qua đây tìm Trương Khác. Trong thành phố muốn thu hút nhân viên lưu học hải ngoại về nước sáng nghiệp, nhưng làm sao sáng tạo điều kiện hài lòng để hấp dẫn những học sinh hải ngoại này trở về thì rất hao tổn tâm trí. Tôi đang nghĩ, Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động số cùng khu sáng nghiệp hai cái kết hợp lại, có lẽ sáng tạo ra một vùng đất mới. Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động số có thể đề xuất một khu sân chơi kỹ thuật, khu sáng nghiệp có thể cung cấp phục vụ sáng nghiệp, cũng cung cấp đầu tư mạo hiểm cho các hạng mục sáng nghiệp xuất sắc. Trương Khác vỗ vỗ đầu, y hiểu được có một số học sinh hải ngoại không cam lòng cả đời làm công cho người khác. Cho dù khu thực nghiệm vườn rồi đưa ra điều kiện cho dù tốt, cũng không nhất định có thể chiêu mộ được những người này, cung cấp cho họ vùng đất sáng nghiệp cũng không hẳn không được, còn có thể thông qua đầu tư mạo hiểm bảo lưu quyền khống chế nhất định đối với xí nghiệp loại hình khoa học kỹ thuật này. Xem như là một cách làm chiết chung. Đương nhiên, những nhân viên về nước này sẽ mang theo chút kỹ thuật khác trở về cũng nói không chừng. Đối với toàn bộ nỗ lực có thể đề cao cơ sở kỹ thuật công nghiệp điện tử của quốc nội, Trương Khác đều sẽ không coi thường. Trương Khác suy nghĩ một chút, nói. Kiến nghị này cũng đáng để suy nghĩ. Lại nói với Diêu Văn Thịnh. Nhưng rất kỳ lạ là, anh Diêu không giống như là đặc biệt nhiệt tâm chạy tới hiến kế, bằng không thì sao nhất định phải kéo cả anh Diệp qua đây để thêm can đảm. Diêu Văn Thịnh lặng lẽ cười. Thật là chuyện gì cũng không thể gạt được cậu, cũng không coi cậu như người ngoài, song có một số việc rất khó mở miệng. Ai cũng biết Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động số hoàn toàn do Cẩm Hồ dốc sức thúc đẩy. Cho dù Cẩm Hồ khắc chế buông tha rất nhiều quyền lực nên có, vẫn có một số người lo lắng. À, tôi biết rồi. Trương Khác chợt hiểu ra bởi vì sao Diêu Văn Thịnh phải nhăn nhó, nói. Tôi cũng không coi anh Diêu là người ngoài. Nếu có khả năng, tha rằng Cẩm Hồ không làm náo động. Ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Diêu Văn Thịnh đã quá rõ ràng. Kiến nghị của Diêu Văn Thịnh là tốt, nhưng dựa theo kiến nghị của hắn, lợi dụng Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động số. Cung cấp khu sân chơi kỹ thuật, khu sáng nghiệp cung cấp khu sân chơi sáng nghiệp, dẫn dắt nhân viên lưu học hải ngoại về nước sáng nghiệp, đến cuối cùng trong Cẩm Hồ chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng TP, kiến nghiệp có người không hy vọng Cẩm Hồ biểu hiện quá chói mắt, đương nhiên cũng có thể không chỉ là trong TP, kiến nghiệp có người đưa ra ý kiến bất đồng. Trương Khác cúi đầu trầm ngâm chốc lát, hỏi. Bộ trưởng Cảnh Trùng Dương của Bộ Bưu Điện sáng ngày 25 sẽ rời khỏi Hải Châu. Sau đó đến kiến nghiệp tham quan tình huống chuẩn bị của Trung tâm Nghiên cứu Điện thoại di động số Liên Tín. Bên TP, kiến nghiệp là ai phụ trách tiếp đãi? Tôi nhớ kỹ bí thư La là chiều ngày 25 mới trở về kiến nghiệp. Diêu Văn Thịnh cười cười, hắn vốn không muốn nói một số vấn đề quá thấu triệt, cũng không ngờ Trương Khác thoáng cái đã nắm bắt được yếu điểm của vấn đề. Bên này là thị trưởng Tiêu tiếp đãi Cảnh Trùng Dương, không biết nói qua cái gì, tin tức vỉa hè truyền ra lại loạn cả lên. Hình như Cảnh Trùng Dương có phần không hài lòng đối với tình huống chuẩn bị của Trung tâm Nghiên cứu Điện thoại di động số Liên Tín. Chắc có lẽ bị Cẩm Hồ kích động rồi. Diệp Kiến Bân cười nói. Cẩm Hồ cũng hát cho Liên Tín một bát nước lớn như vậy, Liên Tín thế nào cũng bị Cẩm Hồ bỏ lại phía sau một đoạn xa. Sắc mặt của Bộ Bưu Điện chẳng phải càng khó coi sao. Trương Khác lắc đầu cười khổ, những hậu quả này y đều đã suy nghĩ qua, người ở bên ngoài xem ra. Lần này Cẩm Hồ làm ra một đại sự khó lường, nhưng làm cho Bộ Bưu Điện rất là lúng túng. Cũng tốt mà, có thể kích động họ một phát, coi như là vì quốc gia, vì sản nghiệp điện tử làm ra cống hiến, tôi cũng hy vọng họ có thể có được biểu hiện khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa, Trương Khác cười nói. Diêu Văn Thịnh còn nói thêm. Trước đó, trên vấn đề tư tưởng hành lang số, thị trưởng Tiêu đưa ra ý kiến không lớn. Trong TP, kiến nghiệp muốn làm tư tưởng hành lang số. Trên chính sách sản nghiệp cao tân nếu muốn có đột phá có tính thí nghiệm, nhưng lại không nằm ngoài sự ủng hộ của Bộ Bưu Điện. Tiêu Minh Kiến cùng Cảnh Trùng Dương liên hệ qua, tại một số phương diện có cái nhìn nhất trí, một lần nữa sinh động trở lại cũng không bất ngờ. Cẩm Hồ chỉ là một xí nghiệp tư doanh. Không quản nói như thế nào, chính sách sản nghiệp của quốc nội sẽ không chủ trương cho một thể chế kinh tế thuộc chế độ phi công hữu chiếm vị trí chủ đạo trong ngành. Chương 709, binh tới tướng ngăn, nước lên đắp chặn. Họ cũng không phải muốn tận lực chèn ép Cẩm Hồ, ai cũng hiểu được ý nghĩa của Cẩm Hồ đối với tư tưởng hành lang số, nhưng các quan viên của phái bảo thủ trong nội bộ chính phủ lại không thích thấy do Cẩm Hồ vẫn chủ đạo hướng đi của tư tưởng hành lang số. Trương Khác tin tưởng kiến nghị mà Diêu Văn Thịnh vừa mới đề xuất cũng không nghĩ đến muốn bài xích Cẩm Hồ, nhưng sau khi đề xuất thị trưởng Tiêu Minh Kiến hoặc là những người khác đề xuất dị nghị, nhưng lại phải cẩn thận đối đãi. Cây to đón gió mà.
Diệp Kiến Bân bỏ đá xuống giếng, cười nói. Hiện tại mặt trên muốn dựa vào Cẩm Hồ để đảm nhiệm hạng mục trung tinh vi tâm. Điều này đối với họ cũng là việc không thể tránh được. Nhưng mà, ai hy vọng thấy được cuối cùng một quần sản nghiệp khổng lồ hình thành tại kiến nghiệp lại bị Cẩm Hồ khống chế? Ai? Trương Khác ngồi ở góc, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không muốn tranh danh tiếng gì hết, nhưng cũng muốn các xí nghiệp thuộc Bộ Bưu Điện, Bộ Công nghiệp Điện tử đi tranh mới được, chung quy không thể để cho Cẩm Hồ dừng lại chờ họ mà. Tôn Tịnh Mông trợn tròn mắt nghi hoặc nhìn bọn Trương Khác. Yêu cầu phức tạp như thế sao? Không phải là Cẩm Hồ không làm việc thương thiên hại lý gì sao? Diệp Kiến Bân lặng lẽ cười, năm nay Cẩm Hồ quá đủ huynh hoang, nếu thật sự làm ra việc thương thiên hại lý, sớm đã có người nhảy ra nắm lấy nhược điểm rồi. Đây là vấn đề của hình thái ý thức, không nên chỉ nhìn vào một hai câu nói hàm hồ trên sách báo, muốn đột phá hạn chế của một hai câu nói này cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Trương Khác giải thích, nói đến lần này đi, Liên Tín đã chiếm được lợi, nhưng họ vẫn sẽ cảm thấy đã đánh mất thể diện. Loại sự tình này, bảo tôi nói thế nào mới tốt đây? Siêu Văn Thịnh cười nói, vậy ngày hôm nay cứ tính là tôi với cậu trao đổi tin tức rồi. Dẫn dắt nhân viên lưu học hải ngoại đến kiến nghiệp làm sáng nghiệp, trong thành phố hình thành ý kiến cuối cùng, còn muốn hy vọng Cẩm Hồ có thể tham dự vào. Nhưng sẽ do trong thành phố đứng ra chủ đạo, khu Cao Tân cũng chỉ là hiệp trợ, sẽ kéo theo một số xí nghiệp nổi danh khác cùng tham gia. Trương Khác bất đắc dĩ nở nụ cười, nói với Diêu Văn Thịnh. Tôi vẫn là câu nói đó, chỉ cầu làm công tác cho đến nơi, về phần áp dụng hình thức gì, có cần làm náo động hay không, đều không có gì đáng kể. Ăn xong cơm trưa trong nhà hàng Thẩm Ký, Diêu Văn Thịnh còn muốn chạy về khu Cao Tân ở bờ Giang Bắc, Trương Khác cùng Diệp Kiến Bân không có việc gì, đi dạo ở ngõ học phủ, Tôn Tịnh Mông cũng không có sự tình quan trong gì muốn làm, liền đi theo sau họ. Trương Khác nói với Diệp Kiến Bân, thị trường tiêu bắt đầu sôi nổi, Cẩm Hồ sẽ bị kẹp ở giữa. La Quân ngay từ đầu mượn Cẩm Hồ đi chèn ép Tiêu Minh Kiến, không quản Tiêu Minh Kiến là người chính trực vô tư cỡ nào, đối với Cẩm Hồ tuyệt sẽ không có hảo cảm gì. Có thể còn sẽ chuyển dời oán hận của hắn đối với La Quân lên đầu Cẩm Hồ. Không quản thấy thế nào, đoạn thời gian phía trước Cẩm Hồ đều như sắm vai nhân vật vẽ đường cho hươu chạy. Diệp Kiến Bân mỉm cười nói. Cẩm Hồ coi như là thâm căn cố đế rồi, còn sợ một cá nhân nào đó hay sao? Nói là nói như vậy, nhưng tôi vẫn sợ La Quân đột nhiên thăng chức, nghìn năm nay, trong quan hệ giữa quan và thương, lúc nào thương nhân chiếm chủ động qua chưa? Trương Khác hỏi Diệp Kiến Bân. Ngày hôm qua tôi còn cùng người khác thảo luận vấn đề tầm nhìn xa của xí nghiệp, cái gọi là vua nào triều thần nấy, quan gia là thiên tử, thương nhân là thần, làm sao để cho thương nhân đi làm bố cục có tầm nhìn xa. Diệp Kiến Bân nghe xong rất có cảm xúc, hoàn cảnh kinh tế quốc nội quả thật có tệ nạn như vậy, hắn cười ôm trầm lấy vai Trương Khác. Đừng ở chỗ này than ngắn thở dài nữa, chúng ta cũng không phải đang làm xã hội kinh tế học, chỉ cần thời gian của chúng ta không có trở ngại thì sẽ ổn thôi. Phía sau điện Thịnh Hâm hoàn cầu có Diệp gia chống lưng, trong ngành điện gia dụng mới phát này, Thịnh Hâm đã là người mở đường, cũng là người lĩnh quân, đương nhiên sẽ không có trở ngại. Mục tiêu năm nay là số cửa hàng phải đạt đến 30, trong đó cửa hàng có quy mô như kỳ hạm phải đạt được 10. Đương nhiên rồi, ngày sau Cẩm Hồ cũng không có trở ngại gì, cho dù Tiêu Minh Kiến lập tức thay thế La Quân đảm nhiệm bí thư thành ủy kiến nghiệp, cũng cùng lắm thì khép mình một chút mà thôi. Song có thể sẽ hạn chế sự phát triển của thế kỷ Cẩm Hồ tại kiến nghiệp. Đương nhiên, Tiêu Minh Kiến một lần nữa sôi nổi trở lại, đối với sự phát triển của thế kỷ Cẩm Hồ tại kiến nghiệp cũng đã có điều hạn chế. Nhớ tới thế kỷ Cẩm Hồ, Trương Khác nhớ tới hai ngày nữa thế kỷ Cẩm Hồ sẽ tại kiến nghiệp tổ chức hội đồng quản trị. Hứa Tư cũng sẽ đến kiến nghiệp. Nghĩ đến Hứa Tư, tâm tư của Trương Khác liền có chút bay bổng trong ánh nắng buổi trưa đầu mùa đông. Công trình kỳ y của vườn sồi đã đến giai đoạn kết thúc. Công trình kỳ 2 cho dù lập tức khởi công cũng sẽ không quá cấp bách, nhất định phải kiến thành trong nửa năm. Mượn công trình kỳ y của vườn sồi, tập đoàn địa ốc của thế kỷ Cẩm Hồ thoáng cái nhảy đến thị trường bất động sản của TP, kiến nghiệp, công trình kỳ y của vườn sồi tiến nhập Vĩ Thanh, trải qua công trình kỳ y huấn luyện, thế kỷ Cẩm Hồ cũng đã đến thời gian thi triển quyền cước tại TP, kiến nghiệp rồi. Quy mô bất động sản thương nghiệp của TP, kiến nghiệp to lớn hơn của TP, Hải Châu, kiến thiết nhà thương phẩm, TP. Hải Châu vẫn chỉ có một hai nơi, thị trường nhà thương phẩm của bản thân TP, kiến nghiệp cũng rất khổng lồ. Những năm 90, thị trường nhà thương phẩm của quốc nội chủ yếu tập trung tại thành phố lớn. Mặt khác,
STP, kiến nghiệp đã ở trước tháng 10 tiên phong triển khai công tác thí điểm cải cách chế độ phân phối nhà ở phúc lợi của công nhân viên chức, là một trong những thành phố sớm nhất trong toàn quốc tiến hành cải cách nhà ở. Mặt khác, kiến nghiệp lại chính thức khởi động kế hoạch tư tưởng hành lang số, bên trong khu vực quy hoạch tương quan, yêu cầu kiến thiết hàng loạt cao ốc văn phòng, nhà thương phẩm, nhà thương nghiệp. Yêu cầu của thị trường rất mạnh. Công trình kỳ y của vườn sồi còn chưa hoàn toàn kết thúc, Thiệu Chí Cương liền vội vã tổ chức hội nghị ban giám đốc, đương nhiên không phải là muốn ăn mừng vì công trình kỳ y thuận lợi kết thúc, tự nhiên là muốn chủ định chiến lược phát triển của Thế Kỷ Cẩm Hồ tại kiến nghiệp. Trương Khắc cùng tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ không có quan hệ trực tiếp gì, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn ngồi yên không quản, chú ba, Hứa Tư đều là đại cổ đông, lúc trước họ chết sống kéo Hứa Tư nhập bọn, không phải là tính toán mình như thế sao? Trương Khắc cũng tự nguyện quàng cái sợi dây này lên cổ. Tiêu Minh Kiến ngoại ý muốn bắt đầu sôi nổi, Hồ Tôn Khánh cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch, điều này đối với Thế Kỷ Cẩm Hồ mà nói cần phải là một nhân tố bất lợi. Trương Khắc suy nghĩ như thế, nhìn Diệp Kiến Bân, lại nở nụ cười, Diệp gia cũng là đại cổ đông của Thế Kỷ Cẩm Hồ, bản thân tự nhiên đi lo lắng thay họ chuyện này để làm gì. Cùng lắm thì binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn. Chương 712, ý đồ của Vương Hải Túc. Lần này kỹ thuật điện thoại di động số công khai trao quyền cũng bao gồm kỹ thuật tinh thể lỏng STN cùng linh kiện kỹ thuật tương ứng. Những xí nghiệp như Điện tử Đông Hiển, Điện tử Hoa Hiển có ý định tiến vào thị trường tinh thể lỏng STN, chỉ cần trực tiếp đến kiến nghiệp hoặc Hải Châu đầu tư xây xưởng là có thể xin được trao quyền không ràng buộc sử dụng kỹ thuật tương quan. Có thể nói, quyết định lần này của Cẩm Hồ, cùng ngành nghề vì thế vui mừng khôn xiết, bộ bưu điện chủ quản bộ môn tâm tư khó thăm dò. Nội bộ Cẩm Hồ lại phải vì cái này mà gánh chịu thêm áp lực đặc biệt nặng. Mượn thị trường tinh thể lỏng STN mà nói, Cẩm Hồ có thể nói là không có lý do gọi tới rất nhiều bên cạnh tranh có thực lực cho điện tử tinh bình, đem mảng lớn thị trường chắp tay nhượng lại cho người khác. Loại chiến lược nuôi chó cắn thỏ này của Trương Khắc, cũng không phải mỗi công nhân của Cẩm Hồ đều có thể lý giải. Trương Khắc mới không quản người phía dưới có thể lý giải hay không, không có có loại khí thế cùng quyết tâm bất cứ giá nào này. Cẩm Hồ khi nào mới có thể đem xí nghiệp như Samsung dẫm lên dưới chân? Chiến lược phải nhìn xa trông rộng, ở trên việc phát triển sản nghiệp cụ thể, cơm vẫn phải ăn từng miếng một, đường vẫn phải đi từng bước. Trương Khắc yêu cầu Cẩm Hồ trước tiên quay chung quanh kỹ thuật tinh thể lỏng STN tiến hành kỹ thuật cùng dự trữ nhân tài. Đối với kỹ thuật tinh thể lỏng TFT, trước tiên bắt đầu khai phát kỹ thuật ứng dụng ngoại vi, cho dù không có năng lực sản xuất tinh thể lỏng TFT. Cũng đừng để lạc hậu so với các hãng điện tử hải ngoại đem ứng dụng đầu tiên của TFT vào trên dòng sản phẩm điện tử như điện thoại di động, MP3, PDA. Tôn Tĩnh Mông thấy được Trương Khắc thất thần đứng trước phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy được chuyên khu khách VIP có gái đẹp, cô đẩy y một cái, hỏi y. Anh phát ngốc cái gì vậy? Hả? Trương Khắc đều hoài nghi gần đây có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Hơi một tí lại thất thần nghĩ đến chiến lược phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ. Tôn Tĩnh Mông xinh đẹp lên lầu liền dẫn tới ánh mắt chú ý của rất nhiều người. Đương nhiên lúc này Trương Khắc sẽ không giải thích với cô mình vì chuyện gì mà thất thần, chỉ nói. Sinh viên hiện nay đều rất có tiền nhỉ. Mặc dù mức độ tiêu phí của sinh viên bình thường tương đối thấp, nhưng đành phải thừa nhận vẫn còn tồn tại quần thể tiêu phí cao với số lượng nhất định. Giá máy ở chuyên khu khách VIP 12 đồng một giờ. Máy ở khu vực này từ 7 giờ khai trương đến bây giờ vẫn chưa có để không qua, chỉ doanh thu của 30 máy ở chuyên khu khách VIP vào buổi sáng đã đạt được 1.800 đồng, còn chưa bao gồm thu nhập bán đồ uống cùng quảng cáo, lợi nhuận của tiệm Internet thật đúng là mê người. Nghe Trương Khắc nói như vậy, Tôn Tĩnh Mông xem thường nói. Anh đi quan tâm chút tiền này. Thịt trên đùi mũi cũng là thịt. Trương Khắc lặng lẽ cười, tiệm Internet sáng vực có doanh thu. Mặc dù đối với Cẩm Hồ khổng lồ mà nói tựa như thịt trên đùi muỗi. Trương Khắc quả thật muốn há miệng qua cắn một miếng. Dù sao quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn sồi ở trong công ty hữu hạn đầu tư sáng vực kiềm giữ 70% cổ phần, trừ phi Đỗ Phi cùng Mông Nhạc từ con đường khác thu được vốn huy động, mua về cổ phần mà vườn sồi nắm giữ. Trương Khắc cùng Tôn Tĩnh Mông vẫn còn chưa ngồi nóng ghế thì Đỗ Phi cùng Mông Nhạc gấp gáp trở về, Đỗ Phi gọi điện thoại hỏi y có muốn ra ngoài uống cái gì không? Cô có đi cùng không? Trương Khắc hỏi Tôn Tĩnh Mông. Tôi không cần, nhìn ông kia còn không vừa mắt hơn cả anh nữa. Tôn Tĩnh Mông bĩu môi lắc đầu, còn nói thêm. Lát nữa đi xem nhà đừng có bỏ tôi lại đấy. Nếu không phải sự tình liên lụy tới Mông Nhạc, Trương Khắc mới lười đi để ý tới nhân vật như Vương Hải Thúc,
khi không có gì trò chuyện, lấy Vương Hải Túc để giết thời gian thì cũng được. Trương Khắc đi tới phòng khách dưới lầu, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa đang ở đây, Vương Hải Túc một trái một phải nắm lấy vai cả Đỗ Phi, Mông Nhạc, có vẻ cực kỳ thân thiết. Phản ứng của Mông Nhạc tự nhiên lãnh đạm, thậm chí che giấu không được bị thương, thấy được Trương Khắc đi xuống, Mông Nhạc nói. Mọi người đi ăn cơm đi, ở đây cũng phải có một quản sự ở lại. Chúng ta cũng không đi xa, tìm nhà hàng tốt một chút gần đây, cậu dù sao cũng phải ăn cơm chưa chứ? Vương Hải Túc khuyên nhủ. Làm ông chủ thì phải tin tưởng công nhân của mình. Tịch Nhược Lâm có phần lúng túng đứng ở đó, cô lo lắng Mông Nhạc sẽ bị thương trong lòng, nhưng bạn trai đã tích cực rượt dây như vậy, lại không tiện mở miệng nói thôi. Bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa hiểu được tâm tư của Mông Nhạc đối với Tịch Nhược Lâm, nhưng tâm tư của họ cũng sẽ khôn quá mẫn cảm, thậm chí cho rằng Mông Nhạc sẽ không nên thắt cổ chết trên cái cây Tịch Nhược Lâm. Tịch Nhược Lâm đẹp thì đẹp, nhưng mỹ nữ hạng nhất của Đại học Đông Hải không phải chỉ có một mình cô ta. Cho dù mỹ nữ ở Đại học Sư phạm khan hiếm, không phải là còn có hai địa phương học viện âm nhạc, Đại học Sư phạm mỹ nữ tụ tập sao? Mấy ngày này, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa liều mạng lấy lòng Tôn Tĩnh Mông, đêm không có việc gì cũng đến 1978 đi chơi hai vòng uống chén rượu, trông cậy vào Tôn Tĩnh Mông giới thiệu gái học vũ đạo của học viện âm nhạc cho họ làm quen. Đi cùng đi. Trương Khắc thản nhiên nói một câu, tiểu tử Mông Nhạc này ngay cả tình địch cũng không dám đối mặt, thế thì sao tranh Tịch Nhược Lâm từ trong tay tình địch được. Đầu năm nay không phải lưu hành cái kiểu, lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay người khác hay sao? Thấy Trương Khắc cũng nói như vậy, Mông Nhạc cũng cố mà đáp ứng. Cũng không đi đâu xa, sát vách có một quán cơm phong cách không tệ, lại gọi thêm Thi Tân Phi, nhóm người đi đến tìm một phòng bao trước cửa sổ trên lầu 2. Trương Khắc ăn xong cơm trưa, đi theo qua đây chỉ giúp vui, còn muốn nhìn xem Vương Hải Túc nhiệt tình như thế là có ý đồ gì. Vương Hải Túc tại Đại học Đông Hải học xong học vị bác sĩ công trình điện tử, sau đó ở lại trường dạy, lại không cam lòng nghề dạy học thanh bần, liền từ chức sáng lập một công ty phần mềm tên là Công ty Hữu hạn Khoa học Công nghệ Hải Túc, đã phát triển một phần mềm tài vụ. Cụ thể TP, kiến nghiệp có mấy đơn vị cũng đang dùng phần mềm tài vụ của hắn. Trương Khắc cũng không đi làm điều tra gì, chỉ là Vương Hải Túc nói rất dữ dội. Tuy nhiên không thể phủ nhận khẩu tài của Vương Hải Túc rất khá, chắc hẳn hắn cũng từ chỗ Tịch Nhược Lâm biết được bọn Đỗ Phi đầu tư vào câu lạc bộ côn trùng chủ yếu là phát triển phần mềm hệ thống quản lý tiệm Internet, miêu tả tiền cảnh của sản nghiệp phần mềm Trung Quốc rất sán lạn. Bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa nghe được liên tiếp gật đầu phụ họa, mặc dù Mông Nhạc trong lòng có chút mâu thuẫn với Vương Hải Túc, nhưng cũng không nói gì để phản bác hắn được, hận không thể lập tức tay nắm tay nhau đầu tư vào sự nghiệp to lớn phát triển phần mềm Trung Quốc. Chương 713, Mùi âm mưu. Tháng trước tôi theo đoàn khảo sát của Bộ Khoa học Công nghệ đến khảo sát công viên phần mềm Bangalore của Ấn Độ. Tôi đang nghĩ, địa phương nào ở Ấn Độ cũng lạc hậu hơn Trung Quốc chúng ta, cơ sở giáo dục của họ kém hơn Trung Quốc, tỷ lệ nhận được giáo dục cũng kém hơn Trung Quốc, nhưng năng lực xuất khẩu phần mềm của họ lại đạt đến quy mô 2 tỷ đô la Mỹ, vì sao chúng ta ngay cả 1 phần 10, 2 phần 10 người Ấn Độ cũng không đạt được. Vương Hải Thúc dõng dạc nói. Tôi thấy then chốt là ánh mắt của nhà đầu tư Trung Quốc quá bảo thủ, nhìn không thấy tiềm lực to lớn của ngành phần mềm, không dám đầu tư vào ngành phần mềm. Quốc nội vẫn đang ra sức giúp đỡ ngành phần mềm, thậm chí có thể nói trong những năm 90, các xí nghiệp phần mềm đều được đối đãi như vật cưng, được hưởng các loại ưu đãi, thuế thu, nhân tài, đất đai, v.v., nhưng lại giống như một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, gốc cây non được tận tâm che chở, ký thác kỳ vọng cao lại thủy chung chưa có trưởng thành. Vương Hải Túc bốc phét ầm trời, đem ngành phần mềm của Trung Quốc biến thành mục tiêu phấn đấu của Khoa học Công nghệ Hải Túc, tự nhiên cổ vũ nhân tâm. Bọn Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi nghe mà ý loạn tình mê, Tịch Nhược Lâm tự nhiên cũng vẻ mặt sùng bái nhìn bạn trai cô. Thần sắc của Tịch Nhược Lâm lại làm cho Mông Nhạc thầm đau lòng, nhưng Đỗ Phi lại thần sắc tự nhiên, tay bưng ly rượu, thường thường đưa cho Trương Khác một ánh mắt. Trong lòng Trương Khác thầm vui vẻ, bọn Mông Nhạc, Thời Học Bân có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến Đỗ Phi tường tận thế nào đối với thành phẩm của phần mềm lậu. Ngành phần mềm của quốc nội, bình cảnh lớn nhất ở nơi nào? Những người khác có thể không rõ, trong lòng Đỗ Phi lại rất rõ. Vương Hải Túc cũng nói chúng một vấn đề, ngành phần mềm của Trung Quốc không đạt được phát triển, bởi vì các xí nghiệp phần mềm khuyết thiếu tài lực để duy trì nghiên cứu phát triển. Đỗ Phi lại thấy được hoàn cảnh thương nghiệp ác liệt của ngành phần mềm,
nguyên nhân căn bản vẫn là người trong nước không tán thành giá trị của quyền tài sản tri thức đối với phần mềm. Những năm 80, các hãng điện tử hàng đầu hải ngoại vì đưa thiết bị phần cứng vào thị trường quốc nội, đa số chọn dùng sách lược thị trường, mua phần cứng tặng phần mềm, càng làm người trong nước tăng thêm nhận thức về quan niệm này. Bọn Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương nửa năm sau đã buông tha kinh doanh ngành đạo bản. Trước đó tại Thâm Quyến thành lập đủ loại phòng làm việc, City khoa học công nghệ to to nhỏ nhỏ cũng thoát ly khỏi liên lụy trên tài vụ. Xem như là triệt để rửa tay chậu vàng, cải tà quy chính rồi. Khoản tài chính cách xù họ kiếm được từ trong ngành đạo bản cũng trở thành cơ sở để phát triển tập đoàn địa ốc cùng ăn uống Thế Kỷ Cẩm Hồ ngày hôm nay. Nhìn ánh mắt Đỗ Phi lấp lánh, Trương Khác cũng chỉ cười không nói lời nào. Đỗ Phi sở dĩ nguyện ý đầu tư vào câu lạc bộ côn trùng để phát triển hệ thống quản lý tiệm Internet, chủ yếu vẫn là bản thân tiệm Internet sáng vực có nhu cầu, còn có nữa là tài chính đưa vào tương đối hữu hạn, còn có thể nắm được trong tay những nhân tài kỹ thuật như Thi Tân Phi. Lại nói tiếp, đối với tiềm lực thị trường của phần mềm hệ thống quản lý tiệm Internet, hắn cũng chưa hẳn có lòng tin lớn bao nhiêu. Vương Hải Thúc thấy được thần sắc hờ hững Trương Khác cùng Đỗ Phi, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Nghiêng đầu tới hỏi họ, các bạn cho rằng ngành phần mềm của Trung Quốc có phải rất có tương lai hay không? Trương Khác cười ha ha, không muốn nói cái gì, Đỗ Phi đã có chút thiếu kiên nhẫn, nói. Anh vừa nói đến phần mềm, tôi đã nghĩ đến phần mềm Kim Sơn, hình như hai năm nay phần mềm Kim Sơn cũng không có phong quang như trước đây. Năm 97, Kim Sơn biểu hiện ra vẫn rất phong quang vô hạn, nhưng những người chân chính lý giải thị trường phần mềm đều hiểu được. Công tác hai năm nay Kim Sơn làm chính là bỏ tiền để mua danh tiếng. Năm đó Kim Sơn bằng vào phần mềm WPS, Word Office, bản DOS mà phong quang vô hạn. Sau khi Windows của Microsoft từ từ trở thành hệ điều hành chủ lưu, cùng với ràng buộc Office tiếng Trung đồng thời quét sạch thị trường quốc nội, số lượng lớn bản lậu khiến cho WPS của Kim Sơn không có bất cứ ưu thế giá cả gì. Thị trường suy thoái cựu nhanh. Kim Sơn còn phải căn cứ vào hệ điều hành Windows mỗi một lần update mà đưa vào đại lượng nhân lực, vật lực để tiến hành update WPS. Cách thức ở phương diện này, những nhân tài thuần kỹ thuật như Thi Tân Phi cũng không rõ lắm, từng trải của Mông Nhạc dù sao còn có hạn, Vương Hải Thúc thấy Đỗ Phi thoáng cái đã nói đến điểm mấu chốt, liền hiểu được không phải dễ dàng mà đánh lừa, không có chút chân tài thực liêu là rất khó đả động được người trước mắt, tuy nhiên ánh mắt lãnh đạm lững lờ của Trương Khác lại khiến hắn chột dạ, hắn nói. Cái cậu nói là thị trường phần mềm đại chúng của quốc nội, hai năm nay bởi bản lậu hoành hành, thị trường phần mềm đại chúng của quốc nội quả thực có phần đi xuống. Nhưng tháng trước tôi có trao đổi qua với quan viên của Bộ Khoa học Công nghệ, nghe nói quốc nội muốn tăng cường tiến công vào phương diện bản lậu. Tôi tin tưởng thị trường này sẽ rất nhanh đạt được cải thiện. Trương Khác cười thầm, cho anh thêm 10 năm nữa, thị trường này cũng sẽ không đạt được cải thiện căn bản. Nhưng thật sự không cần phải mở miệng phản bác hắn. Nghe hắn hình như còn có lời muốn nói. Bởi vì nhu cầu kế toán điện toán hóa của các xí nghiệp quốc nội, cộng thêm chính phủ vì nâng đỡ ngành phần mềm mà đặc biệt tạo ra một số chính sách sản nghiệp, làm cho phần mềm tài vụ của Trung Quốc có thị trường rộng lớn. Mặt khác, các xí nghiệp quốc nội càng lúc càng chú trọng thông tin hóa quản lý, thông tin hóa công trình, thị trường phần mềm cấp xí nghiệp cũng đặc biệt khổng lồ. City Hải Túc chúng tôi đã nhìn chúng hai điểm này, chủ yếu phát triển phần mềm ứng dụng cấp xí nghiệp. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là thị trường quốc nội, kém hơn so với Ấn Độ. Thị trường hải ngoại ít nhất còn có 2 tỷ đô la Mỹ tiềm lực có thể khai thác. Vương Hải Thúc cực kỳ muốn thuyết phục Đỗ Phi, Trương Khác nhận thức quan điểm của hắn. Trương Khác cười cười, Vương Hải Thúc này cũng có chút bản lĩnh mê hoặc người, tình huống của Trung Quốc cùng Ấn Độ có thể đơn giản tương tự sao? Đợi sau khi sản nghiệp ngoại bao phần mềm của Trung Quốc đi đảm nhiệm, quy mô xuất khẩu phần mềm có thể sẽ lớn hơn một chút. Nhưng ngoại bao phần mềm ngoại trừ bóc lột giá trị thẳng dư sức lao động trí óc. Đối với sự phát triển của ngành phần mềm quốc nội tới cùng có tác dụng xúc tiến lớn thế nào? Có khác gì những nhà máy dựa vào bóc lột sức lao động đâu? Hay là nói các nhân viên phát triển phần mềm ở trong những công ty ngoại bao phần mềm có thể nhận được bao nhiêu sự trưởng thành? Quy trình ngoại bao BPO sử dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên ngoài thay vì tự tổ chức cung cấp nhằm giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cũng như khả năng tập trung phát huy những mặt mạnh của doanh nghiệp. Chương 714, thấy được đối tượng. Về phần thị trường phần mềm tài vụ, bởi sức mua chủ yếu của thị trường này là xí nghiệp quốc hữu cùng bộ môn chính phủ, lực cạnh tranh chính của loại công ty phần mềm này là quan hệ xã hội, mà không phải là kỹ thuật.
Xí nghiệp bình thường phần lớn không cần dùng nhiều tiền vì phần mềm cùng giữ gìn phục vụ cho người đến sau. Bởi cơ sở quản lý của các xí nghiệp quốc nội rất yếu, trình độ thông tin hóa quản lý rất kém. Những xí nghiệp này đối với nhu cầu phần mềm quản lý có đủ loại, rất tùy ý. Hầu như mỗi khi phát triển một xí nghiệp, người sử dụng liền muốn đặc biệt chế định ra một phần mềm cho nó. Công ty phần mềm phải đưa vào số lượng lớn nhân lực hiệu quả thấp, vật lực để đi thỏa mãn nhu cầu của những xí nghiệp này. Hiệu suất của khoản lợi nhuận này liền trở nên tương đối thấp. Trương Khác trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không mở miệng nói, càng sẽ không rảnh đi tranh luận với Vương Hải Túc ở trên bàn cơm. Sự vụ của công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực Y đều muốn do Đỗ Phi, Mông Nhạc tự đi quyết sách, dù cho bởi vì kinh nghiệm không đủ bị tổn thất cũng không có gì đáng kể, có đôi khi bài học kinh nghiệm cũng là tài sản khó có được. Nhưng Trương Khác càng tỏ thái độ như vậy, cũng làm cho trong lòng Vương Hải Thúc càng bất an, càng nói càng chột dạ, cuối cùng chỉ nhìn Trương Khác, nói với y. Cậu có cái nhìn gì, nói ra nghe thử xem, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không có tư cách nghe? Trương Khác cười cười, khẽ thở dài một hơi. À, tôi ở trong sáng hiệp, cũng chỉ ăn rồi chơi thôi, việc của tiệm Internet Sáng Vực tôi cũng không có tham gia. Anh muốn hỏi tôi có cái nhìn gì, tôi không có cái nhìn gì, nói thế nào? Ngoại trừ Đỗ Phi, những người đang ngồi cũng chỉ có Mông Nhạc biết Trương Khác ẩn giấu lực ảnh hưởng chân thực ở phía sau, hắn thấy Trương Khác tỏ thái độ như vậy, hắn tự nhiên hài lòng nhất. Bởi nhân tố Tịch Nhược Lâm, trong lòng hắn có mâu thuẫn với Vương Hải Túc, nhưng vẫn còn thiếu lực nhận biết đối với những lời nói của Vương Hải Túc. Không chỉ nói hắn, dù là Đỗ Phi, nhận thức đối với thị trường phần mềm cấp xí nghiệp cũng còn chưa đủ. Tuy nói thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, thì Tân Phi bị cổ động làm cho nhiệt huyết sôi trào. Nhưng ba nhân vật quan trọng đều lộ ra bộ dạng bình thản như nước. Vương Hải Túc đã hơi nản lòng, sức quan sát của hắn cũng rất mạnh, chú ý tới thái độ lãnh đạm của Trương Khác ảnh hưởng tới hai người Mông Nhạc, Đỗ Phi, lại nhìn không thấu nội tâm của Trương Khác, trong lòng có phần oán hận, nhưng che giấu không biểu lộ ra. Nhưng hắn hiểu được, ý đồ ngày hôm nay kiên trì muốn qua đây đã không thể thực hiện rồi. Mông Nhạc, Đỗ Phi nếu không có quan hệ đặc thù, muốn từ quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn sồi giành được 10 triệu vốn huy động, Vương Hải Túc đánh chết cũng không tin. Mặc dù không biết tới cùng là quan hệ gì. Từ chỗ Tịch Nhược Lâm biết tin tức tương quan, Vương Hải Túc nhìn chúng không chỉ có 10 triệu tài chính trong tay công ty hữu hạn đầu tư sáng vực, bộ phận tài chính này đã bị tiệm Internet tiêu hao hết hơn phân nửa. Hắn hy vọng trước tiên dụ dỗ công ty hữu hạn đầu tư sáng vực, sau đó thông qua quan hệ đặc biệt giữa công ty hữu hạn đầu tư sáng vực cùng quỹ đầu tư mạo hiểm vườn sồi. Hút máu từ quỹ đầu tư mạo hiểm vườn sồi. Vương Hải Túc chưa từng nghĩ đến, mới mở màn đã bị thất bại. Vương Hải Túc còn muốn nói gì làm cố gắng cuối cùng, lúc này từ bên cầu thang bên kia đi lên vài người. Trương Khác xoay người nhìn qua, là Hồ Kim Tinh cùng vài cán bộ sinh viên của hội sinh viên trường, ngay cả Thiệu Bân trước đó thoát ly khỏi câu lạc bộ côn trùng cũng đi cùng họ. Không biết vì sao đến bây giờ họ mới tìm chỗ ăn cơm. Phòng hoạt động của Sáng Hiệp ở trong trường nằm sát với phòng làm việc của hội sinh viên trường. Sáng Hiệp cùng hội sinh viên mặc dù có tranh đấu gay gắt, nhưng bọn thời Học Bân, Đồng Dược Hoa, Mông Nhạc, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm cũng có giao tình cá nhân với vài sinh viên cán bộ của hội sinh viên. Đã gặp mặt, tự nhiên phải chào hỏi. Đương nhiên cũng đem oán hận đặt lên mặt. Hồ Kim Tinh thấy được Trương Khác, trong lòng tự nhiên cũng rất không thoải mái, đứng từ xa nhìn, không đi qua chào hỏi. Khi thành lập Sáng Hiệp, Thiệu Bân bị Trương Khác dạy bảo cho một trận, lại có mâu thuẫn với bọn Mông Nhạc, cuối cùng lựa chọn thoát ly khỏi câu lạc bộ côn trùng cũng không chịu chỉnh thể gia nhập Sáng Hiệp. Lúc này, hắn tự nhiên cũng sụ mặt, lộ ra bộ dáng rất khó chịu. Lúc này, Trương Khác mới chủ động nói câu đầu tiên với Vương Hải Túc. Giám đốc Phương tìm chúng tôi, hình như là tìm lộn đối tượng rồi. Công ty của Giám đốc Phương là phát triển phần mềm tài vụ. Vậy tôi giới thiệu một người hữu dụng cho Giám đốc Phương quen. Rồi y hướng về phía Hồ Kim Tinh hất cằm. Tiểu tử bên kia là cháu trai của Hồ Tôn Khánh, phó thị trưởng thường vụ TP, kiến nghiệp, phó thị trưởng Hồ không có con trai, đối đãi với nó như thể là con trai ruột. Đừng thấy Vương Hải Túc khoe khoang theo đoàn khảo sát của Bộ Khoa học Công nghệ đến Ấn Độ khảo sát một vòng, cái gọi là đoàn khảo sát chẳng qua là một hoạt động giao lưu do các đơn vị bên dưới Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức. Chỉ cần là công ty phần mềm của quốc nội đều có thể báo danh tham gia. Vương Hải Túc cắn răng báo danh bỏ một khoản phí dụng xa xỉ để tham gia đoàn khảo sát, chẳng qua là muốn nhìn xem có thể mượn cơ hội kéo gần quan hệ với quan viên của Bộ Khoa học Công nghệ hay không, tham gia hoạt động lần này cũng hy vọng chát thêm một lớp vàng cho khoa học công nghệ Hải Túc.
Đoàn khảo sát do một phó chủ nhiệm của Trung tâm Giao lưu Khoa học Công nghệ dẫn đầu, phó chủ nhiệm đó là quan viên cấp phó cục, được đám cao tầng của các công ty phần mềm lớn Trung Nguyễn, Đông Nguyễn cả ngày vây quanh hàng đêm xanh ca, Vương Hải Túc vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không có cơ hội chen chân, tiếp xúc. Trong mắt Vương Hải Túc, Hồ Tôn Khánh, phó thị trưởng thường vụ TP, Kiến Nghiệp thuộc về cái loại nhân vật thủ đoạn thông thiên, nhân vật như vậy chỉ cần liếc một cái với bộ môn phía dưới, nói một câu đại loại như, hẳn là có thể chú ý khoa học công nghệ Hải Túc một chút, khoa học công nghệ Hải Túc ở trên thị trường phần mềm tài vụ của TP, Kiến Nghiệp sẽ không còn phải nhọc nhằn như thế nữa. Bộ môn chính phủ cùng xí nghiệp quốc hữu là khách mua chủ yếu của thị trường phần mềm tài vụ quốc nội. Trong phạm vi toàn quốc, Dũng Hữu, Kim Điệp, hai công ty phần mềm tài vụ lớn đã có tiếng, nhưng thị trường phần mềm tài vụ khu vực vẫn có không gian rất lớn, vừa vặn Hồ Tôn Khánh phân quản tài thuế thành phố, công tác ở các phương diện cải chế doanh nghiệp nhà nước đối với công ty của Hải Thúc mà nói, là một người rất hữu dụng. Nghe Trương Khác giới thiệu thân phận của Hồ Kim Tinh, trong lòng Vương Hải Thúc đập thình thịch. Hắn đảo mắt nhìn qua, liếc nhìn Hồ Kim Tinh vài lần. Quần áo trên người mặc dù không thấy nhãn hiệu, bằng cảm giác đủ biết là không phải loại hàng Sida. Vương Hải Thúc nghĩ thầm cái này dễ làm rồi. Thấy Hồ Kim Tinh ngồi ở bên kia, không giống như các cán bộ sinh viên của hội sinh viên khác đi qua chào hỏi, mà quay đầu nhìn nơi khác, chắc có lẽ cảm giác được bên này đang thảo luận về hắn, mới quay đầu nhìn một cái, trong ánh mắt cũng nói không nên lời cảm giác thế nào, rất nhanh lại ngoảnh đầu qua nơi khác. Chương 715, dã tâm. Vương Hải Thúc cũng không lỗ mãng đến mức lập tức bỏ lại bên này, nhiệt tình qua bên kia, mà là tạm thời đè nén tâm tư muốn thử xem. Có lẽ trước tiên phải ứng phó hết bên này. Huống chi Vương Hải Thúc còn chưa rõ lắm Hồ Tôn Khánh coi trọng đứa cháu này thế nào. Làm tốt quan hệ với Hồ Kim Tinh, chưa hẳn có thể được Hồ Tôn Khánh thích, dụng tâm sẽ nhận được nghi vấn của Hồ Tôn Khánh cũng nói không chừng. Nói chung không thể vội vàng hành sự, phải chuẩn bị một phen mới được. Trong lòng Hải Thúc nghĩ như vậy, thái độ đối đãi với bên này liền phát sinh biến hóa vi diệu. Có lẽ bản thân hắn cũng không cảm thấy được, những lời khiến người huyết mạch sôi sục của hắn liền bớt đi. Bữa tiệc rất nhanh kết thúc. Nói đến thì Mông Nhạc, Đỗ Phi cũng không yên lòng việc ở tiệm Internet. Ngày đầu tiên tiệm kinh doanh, họ hận không thể mắt cũng không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm vào nơi đó. Trương Khác cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc trực tiếp quay về tiệm Internet, Vương Hải Thúc cũng không đi theo, nói phải về công ty. Xe của hắn đậu ở bãi đỗ xe đầu ngõ, Tịch Nhược Lâm đưa hắn đi lấy xe. Nhìn Tịch Nhược Lâm cùng Vương Hải Thúc thần thái thân mật sóng vai rời đi. Mông Nhạc chán nản nhìn theo. Trương Khác khe khẽ thở dài, nếu như nữ nhân mà mình thích thân thiết với nam nhân khác ở bên cạnh, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Nam nhân thông thường ở loại chuyện này dễ bị coi thường, cũng dễ lý giải Mông Nhạc. Trương Khác cùng Thời Học Bân một trái một phải ôm vai hắn, lôi hắn về tiệm Internet. Thời Học Bân còn không quên khuyên bảo hắn nghĩ thoáng một chút. Chân trời có chỗ nào không có cỏ thơm, tội gì phải tìm ở Đại học Đông Hải. Đại học Đông Hải vốn đã thiếu cỏ, năm nay gặt hái còn không tốt. Trương Khác cũng vô tâm nở nụ cười, không quản nỗi đau trong lòng Mông Nhạc, đau quen rồi là được. Phòng quản lý của tiệm Internet bố trí trên lầu 2, Mông Nhạc ở lại đại sảnh, Trương Khác cùng Đỗ Phi đến phòng quản lý nghỉ ngơi nói chuyện. Tôn Tĩnh Mông thấy được họ trở về, cũng không lên mạng nữa, đi đến hỏi Trương Khác lúc nào thì đi xem nhà. Trương Khác phải đợi Lương Quân gọi điện thoại cho y, lúc này vẫn chưa vội. Đỗ Phi hỏi Trương Khác. Mày nghĩ sao lại đi giới thiệu Hồ Kim Tinh tiếp xúc với Vương Hải Túc? Ha ha! Trương Khác nở nụ cười, hai tay ôm gáy, nói. Dã tâm là thứ rất không ổn định, nam nhân nếu không có thứ này, là hoàn toàn không được đâu. Lại nghiêng đầu hỏi Tôn Tĩnh Mông. Nói như vậy có đúng không? Tôn Tĩnh Mông tức giận lườm y. Sao tôi hiểu được, con người anh cả ngày cứ nghĩ long nhong ở Đại học Đông Hải, lại còn trà trộn qua đây. Mượn cơ hội hướng dẫn con gái lên mạng rồi sờ tay người ta. Anh có dã tâm thật đấy, mới buổi sáng đã chiếm tiện nghi của mấy người rồi. Có cần hướng dẫn tôi lên mạng luôn không? Khụ, không biết thằng vô liêm sỉ nào của câu lạc bộ côn trùng không có cốt khí như thế, dám đem sự tình này tùy tiện lấy ra huyền diệu, thấy ánh mắt Tôn Tĩnh Mông có vẻ khinh bỉ cùng xem thường, Trương Khác ho khan hai tiếng, bỏ qua câu hỏi này của cô, lại quay qua tiếp tục nói chuyện với Đỗ Phi. Dã tâm vô cùng bành trướng, là phúc hay họa cũng khó mà dự liệu được. Mày là muốn đưa cho bọn Hồ Tôn Khánh một quả điện lôi. Đỗ Phi ngầm hiểu, cười lặng lẽ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu họ thực sự là một loại người,
nói không chừng còn phải cảm tạ công lao chỉ dẫn của mày nữa đấy. Chỉ sợ dã tâm của Vương Hải Thúc còn chưa đủ lớn, làm xáo trộn cục diện không đủ lớn. Khi Trương Khắc nói như vậy, trên mặt không có vẻ lạnh lùng khi thực hiện âm mưu gì, lại còn cười rộ lên phơi phới. Tôn Tĩnh Mông trợn mắt nhìn một lúc, nghĩ một hồi, nhưng cũng sẽ không thừa nhận bị nụ cười của Trương Khắc hấp dẫn, xem thường nói. Thần kinh! Rồi xoay người lật xem quyển tạp chí trên bàn công tác. Trong thế giới lạ lùng của quan trường, quy tắc phân loại người rất đơn giản, hoặc là trong vòng tròn, hoặc là ngoài vòng tròn, đơn giản mà lại thô bạo, với lại dính dáng cực lớn. Vương Hải Thúc tự cho là nịnh bợ Hồ Kim Tinh để mượn con đường Hồ Tôn Khánh tiến thân về sau. Vương Hải Thúc muốn đầu kỳ sở hảo, từ trong phạm vi phân công quản lý của Hồ Tôn Khánh để kiếm vài hợp đồng phần mềm béo bở, nhưng công ty phần mềm có phân lược, càng có thể đầu kỳ sở hảo hơn, lại kinh doanh nhiều năm hơn tại kiến nghiệp có cả khối. Đầu kỳ sở hảo, đánh vào sở thích, tâm lý người khác. Tuy nhiên dã tâm là một hạt giống có sinh mệnh lực rất mạnh, gặp phải đất đai nào cũng phát triển được. Ai biết được Vương Hải Thúc cuối cùng có thể sẽ quấy ra một cục diện lớn hay không? Trương Khắc nghĩ như vậy, cũng có chút chờ mong. Cẩm Hồ tiến vào kiến nghiệp, động tác rất lớn, khi trở lại cũng không muốn trực tiếp làm quan trường kiến nghiệp quá xáo trộn. Nhưng lúc này ở trên một số phương diện lại không thể không làm một số chuẩn bị trước, miễn cho La Quân ngày nào đó đột nhiên điều đến nơi khác, Cẩm Hồ tại kiến nghiệp sẽ trở nên quá bị động. Trương Khắc suy nghĩ việc này, Đỗ Phi lại nghĩ đến một việc khác. Tao thấy Tịch Học Tỷ cùng ông họ Vương cũng không phải cùng đường, để họ Vương nhanh cất bước nhanh hơn, cũng dễ để cho giữa cổ và họ Vương sớm có quyết đoán. Tâm tư của tao cũng không xấu xa như mày đâu. Trương Khắc sẽ không thừa nhận y có loại tâm tư này, nếu không phải vì Mông Nhạc, y cũng sẽ không đi làm loại việc trợ giúp kiểu này, nhân tố từ nhiều phương diện đã thúc đẩy y gieo cái hạt giống này. À, được rồi, mặc dù họ Vương đáng ghét, nhưng lời ổng nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mày cảm thấy tương lai của sản nghiệp phần mềm trong nước thế nào? Đỗ Phi nghiêm túc hỏi ý kiến của Trương Khắc. Nói thế nào đây? Trương Khắc suy nghĩ một chút. Mượn Cẩm Hồ mà nói, vẫn đang vì sản phẩm của mình phát triển phần mềm cài đặt. Mấy năm sau, đầu tư vào phát triển phần mềm cũng vẫn duy trì ở mức cao. Thậm chí tao đã làm cho vườn sồi chuyên môn thành lập một tổ để đi phát triển nhân Linux. Cẩm Hồ xem phát triển phần mềm như kỹ thuật hạch tâm. Cuối cùng, bộ môn phát triển phần mềm sẽ là một trong những chi nhánh quan trọng nhất trong hệ thống nghiên cứu phát triển của Cẩm Hồ. Nhưng đầu tư của Cẩm Hồ đối với phát triển phần mềm tạm thời còn chưa phải vì thị trường bên ngoài, chủ yếu là vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Mở rộng hơn một chút, cũng là thỏa mãn nhu cầu của các sản nghiệp tương quan, đây cũng là mục tiêu tương lai của Cẩm Hồ. Nhưng loại xí nghiệp lấy phát triển phần mềm để thỏa mãn tự thân của bản thân như Cẩm Hồ là không nên đi vào ngành phần mềm. Khoản đầu tư này cùng nhu cầu mặc dù sẽ càng lúc càng lớn, hơn nữa bộ phận phần mềm này phần lớn đi cùng với phần cứng, trên phương diện bảo hộ quyền tài sản tri thức có ưu thế tự nhiên. Nhưng khoản nhu cầu này, các công ty phần mềm bên ngoài rất khó nhúng tay vào. Đây chính là nhận thức của Cẩm Hồ đối với sự phát triển của ngành phần mềm tương lai. Về phần cái khác thì tự mày định giá đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.